Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 40. Mạc tiên sinh, cháu nội tôi có thể liều mạng bảo vệ Tử Nguyệt trai. Thượng quan Vô Kỵ thấy Mạc Phàm nhìn về phía thượng quan Vân Phi thì chớp mắt, vội vàng nói. Ông ta không biết vì sao Mạc Phàm muốn đám hoàng phủ ta bảo vệ Tử Nguyệt trai, nhưng chỉ cần Mạc Phàm tha cho thượng quan Vân Phi là được. Dù sao sớm muộn gì Tử Nguyệt trai sẽ thành của thượng quan gia bọn họ, bảo vệ Tử Nguyệt trai bọn họ không có tổn thất gì. Anh ta có thể bảo vệ Tử Nguyệt trai sao? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Vân Phi, còn không nhanh nói với Mạc tiên sinh là cháu có thể. Thượng quan Vô Kỵ thấy Mạc Phàm mở miệng, thở phào nhẹ nhõm, đá thượng quan Vân Phi một cái nói. Mạc Phàm đã mở miệng rồi, cuối cùng chuyện này sắp được giải quyết. Sao thượng quan Vân Phi không nhìn ra là có bậc thềm, vội vàng đi xuống bậc thang đó. Mạc tiên sinh, vừa rồi đều là hiểu lầm, mong cậu đại nhân đại lượng, tôi nguyện ý bảo vệ Tử Nguyệt trai cả đời, ai dám đến Tử Nguyệt nhai gây chuyện, phải dẫm qua sát tôi mới được. Vậy sao? Mạc Phàm cười lạnh lùng, giống như xác nhận lại. Tôi dám dùng nhân cách của mình đảm bảo. Thượng quan Vân Phi thề son sắt nói. Nhân cách của anh? Trong mắt Mạc Phàm lóe lên chút lạnh lùng. Thượng quan Vân Phi nhắc tới nhân cách, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một chuyện. Kiếp trước thượng quan Vân Phi nhìn chúng một mỹ thiếu phụ, bảo người ta đi cướp. Mỹ thiếu phụ là người yêu thanh mai trúc mã với chồng mình, yêu nhau 12 năm mới cưới nhau, cô sống chết không chịu đi cùng thượng quan Vân Phi. Lúc ấy thượng quan Vân Phi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, mình chỉ muốn uống vài ly với mỹ thiếu phụ, chỉ cần mỹ thiếu phụ đồng ý, chồng cô có thể bình an vô sự. Kết quả mỹ thiếu phụ không chỉ bị thượng quan Vân Phi ngủ, còn bị mấy tâm phúc của thượng quan Vân Phi ngủ nữa. Trừ chuyện đó ra, bọn họ còn đánh chồng mỹ thiếu phụ tàn phế. Sau khi mỹ thiếu phụ được thượng quan Vân Phi thả ra, không lâu sau liền nhảy từ Tử Cấm Thành xuống, chuyện này náo động khắp thủ đô. Thượng quan Vân Phi dùng nhân cách của anh ta đảm bảo, giống như anh ta thật sự có nhân cách. Bảo vệ Tử Nguyệt trai không cần người tay trói gà không chặt, anh muốn sống cũng được, điều kiện chỉ có một. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thượng quan Vô Kỵ coi hắn như đứa trẻ 3 tuổi à, sở dĩ hắn để đám hoàng phủ ta bảo vệ Tử Nguyệt trai, là làm vệ sĩ cho Dạ Tình, tránh có người đánh chủ ý với Tử Nguyệt trai. Thượng quan Vân Phi bảo vệ Tử Nguyệt trai, trái lại nghĩ hay quá nhỉ. Sắc mặt thượng quan Vô Kỵ khó coi, nhưng không dám tức giận. Mạc tiên sinh, điều kiện gì, chỉ cần có thể đồng ý, thượng quan gia chúng tôi nhất định sẽ làm được. Thượng quan Vô Kỵ nói. Thượng quan gia giải trừ hôn ước với Dạ Tình. Mạc Phàm nhìn chằm chằm thượng quan Vô Kỵ nói. Hắn vừa nói những lời này, vẻ mặt Dạ Tình khẽ đổi, trong đôi mắt chớp lóe khó hiểu nhìn Mạc Phàm. Cô rất chắc chắn đây là lần đầu tiên cô gặp Mạc Phàm. Lần đầu gặp mặt Mạc Phàm không chỉ giúp cô giáo huấn thượng quan Vân Phi, còn giúp cô giải trừ hôn ước với thượng quan gia. Quả thật cô muốn giải trừ hôn ước với thượng quan gia, nhưng e ngại địa vị của thượng quan gia trong Long Hoa Hội, cô muốn giải trừ cũng không có biện pháp. Hôn ước giữa cô và thượng quan Vân Phi không thể giải quyết dễ dàng. Cho dù Dạ Vô Nhai cha cô cũng hữu tâm vô lực, thượng quan Vô Kỵ và thượng quan Vân Phi cũng sửng sốt, khuôn mặt tràn đầy vẻ mờ mịt. Bọn họ nghĩ nát óc cũng không ngờ Mạc Phàm lại đưa ra yêu cầu này. Rốt cuộc Mạc Phàm có quan hệ gì với Dạ Tình, không phải nhìn chúng Dạ Tình đấy chứ. Mạc tiên sinh, có khả năng chúng tôi không có biện pháp làm được yêu cầu này. Thượng quan Vô Kỵ do dự một lát, vẫn nói. Vì sao? Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo, hỏi. Thứ nhất, Dạ Tình và Vân Phi là chỉ phúc phi hôn từ nhỏ, nếu hai người giải trừ hôn ước, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trên mặt thượng quan Vô Kỵ lộ vẻ khó xử nói. Chỉ phúc phi hôn trong thế gia giàu có, không phải chỉ đơn giản là nói miệng, cũng không phải chỉ có tờ giấy. Thượng quan gia bọn họ dùng ủng hộ Dạ Vô Nhai thành hội trưởng, đổi lấy hôn ước với Dạ gia. Nếu chỉ là nói miệng, Dạ Vô Nhai hoàn toàn có thể quỵt nợ, thượng quan gia bọn họ khóc cũng không làm gì được. Cho nên chỉ phúc phi hôn của bọn họ là một loại huyết khế. Khi hai người ở trong bụng mẹ đã gieo khế ước, khi hai người sinh ra lại dùng máu ở cuống rốn của hai người hoàn thành khế ước này. Nếu đến lúc đó một bên bội ước, không chỉ phải chịu nỗi khổ khế ước thôn phệ, còn trở thành nô lệ của đối phương, vô cùng tàn nhẫn. Muốn giải trừ khế ước, không phải hai người nguyện ý là được, người giải trừ huyết khế cần phải chịu huyết khế trừng phạt.
thà đập 10 cây cầu, không phá một hôn nhân. Giải trừ huyết khế, nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, nặng thì thân tử đạo tiêu. Một vị sư tổ của ông ta vì phá giải huyết khế của thái tử với một yêu nữ, cuối cùng bị phản phệ mà chết. Thứ hai thì sao? Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời thượng quan Vô Kỵ nói, lạnh nhạt hỏi. Tất nhiên hắn biết huyết khế chỉ phúc vi hôn. Lúc trẻ sơ sinh thành hình thì định ra khế ước, theo trẻ sơ sinh lớn dần khế ước cũng càng giam chặt, quả thật vô cùng khó chơi. Thứ hai, trên người Dạ Tình có một loại bệnh lạ, ngay cả Tôn Bán Y cũng không có cách gì, chỉ có công pháp song tu của thượng quan gia chúng tôi mới khiến bệnh của Dạ Tình giảm bớt. Nếu giải trừ hôn ước, có khả năng Dạ Tình không sống được lâu, Mạc tiên sinh làm vậy là hại Dạ Tình. Thượng quan Vô Kỵ chớp mắt, khó xử nói. Thượng quan gia bọn họ tốn rất nhiều sức mới đạt được hôn ước, sao ông ta có thể nguyện ý giải trừ? Một khi giải trừ, thượng quan gia bọn họ như công dã tràng dùng giỏ trúc múc nước. Còn gì nữa không? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Không, không còn. Thượng quan Vô Kỵ chớp mắt mấy cái, lắc đầu. Huyết khế có thể hạ có thể giải, tu vi của ông có thể giải được huyết khế đúng không? Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi hỏi. Thượng quan Vô Kỵ đã là tiên thiên đỉnh phong, cho dù không phải thượng quan Vô Kỵ hạ huyết khế, cũng đủ thực lực để phá giải. Hả? Trong chớp mắt sắc mặt thượng quan Vô Kỵ trắng bệch. Huyết khế này là ông ta hạ, quả thật ông ta có thể giải, nhưng nếu ông ta giải nó, ông ta không chết cũng bị phế. Tôi thật sự có thể giải, nhưng tu vi không đủ, có khả năng sẽ thất bại. Thượng quan Vô Kỵ run rẩy nói. Vậy sao, vậy để tôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ở trong mắt thượng quan Vô Kỵ huyết khế vô cùng khó giải, ở trong mắt hắn không khác gì uống nước lạnh, kiếp trước không biết hắn giải trừ bao nhiêu loại khế ước. Nhưng bệnh trên người Dạ Tình, cho dù Mạc tiên sinh giải trừ huyết khế, bệnh này cũng không dễ giải quyết. Thượng quan Vô Kỵ nghiêm mặt, giả bộ lo lắng nói. Tuy ông ta không phải ra tay giải trừ khế ước, nhưng không thể cao hứng nổi. Mạc Phàm lắc đầu cười khẽ. Thượng quan Vô Kỵ, trên thiệp mời Long Hoa hội các ông gửi cho tôi, dùng lý do gì để mời tôi, chắc là ông có biết. Mạc Phàm vừa nói câu này, bỗng nhiên thượng quan Vô Kỵ nghĩ đến chuyện gì đó, trong chớp mắt sắc mặt khó coi. Mạc Phàm ngoại trừ là Mạc đại sư gia, còn là thần y danh chấn Giang Nam. Lý do Long Hoa hội mời Mạc Phàm, là mời cậu ta chữa bệnh cho Dạ Tình. Chuyện này, Mạc tiên sinh, có thể đổi điều kiện khác không? Thượng quan Vô Kỵ lấy hết can đảm hỏi. Huyết khế không là gì đối với Mạc Phàm. Ông ta không biết Mạc Phàm có thể chữa khỏi bệnh cho Dạ Tình hay không, nhỡ đâu Mạc Phàm chữa khỏi, có khả năng thượng quan gia bọn họ sẽ mất đi hôn ước này. Không có hôn ước, ông ta ép Dạ Vô Nhai quỳ xuống, Dạ Vô Nhai đối phó thượng quan gia thế nào có thể nghĩ được. Có thể. Mạc Phàm gật đầu. Cảm ơn Mạc tiên sinh có điều kiện gì cứ việc nói. Trong lòng thượng quan Vô Kỵ vui vẻ nói. Tôi giết thượng quan Vân Phi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Kiếp trước thượng quan Vân Phi làm nhiều chuyện như vậy, giết thượng quan Vân Phi 100 lần cũng không tính là nhiều. Nếu thượng quan gia không đồng ý giải trừ hôn ước, vậy thì giết thượng quan Vân Phi được rồi. Thượng quan Vân Phi đã chết, huyết khế trên người Dạ Tình sẽ không thành lập, hiệu quả như nhau. Chẳng qua như vậy sẽ khiến cửu thế kế tiếp thượng quan Vân Phi có thể dây dưa với Dạ Tình. Đây là lý do hắn không giết thượng quan Vân Phi. Nhưng nếu thượng quan Vân Phi không đồng ý, hắn chỉ có thể giết thượng quan Vân Phi, còn hơn để Dạ Tình đi con đường như trước lần nữa. Thượng quan Vân Phi dây dưa với Dạ Tình thì dây dưa đi, dây dưa một đời hắn giết một đời, giết cửu thế sẽ không như vậy. Trái tim thượng quan Vô Kỵ đập thình thịch, giống như có cục đá đập mặt ông ta liên tục. Thế nào, ông còn ý kiến gì? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Không dám, nếu Mạc tiên sinh muốn giải trừ hôn ước giữa Vân Phi và Dạ Tình, chỉ cần Mạc tiên sinh chữa khỏi bệnh của Dạ Tình, thượng quan gia chúng tôi sẽ không có chút ý kiến, cậu xem như vậy được chưa? Mắt thượng quan Vô Kỵ khẽ đảo, bỗng nhiên trước mắt sáng lên nói. Ông ta không nghi ngờ Mạc Phàm sẽ giết cháu nội ông ta. Nếu Mạc Phàm muốn giải trừ hôn ước như vậy, vậy thì chữa khỏi bệnh cho Dạ Tình trước rồi nói sau. Bệnh của Dạ Tình. Dạ Vô Nhai tìm tất cả bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước đều không chữa được. Ông ta từng nghe Tôn Bán Y nói rồi, cho dù là thần y Biển Thước, Hoa Đà, cũng không chữa khỏi được bệnh của Dạ Tình.
Cho dù Mạc Phàm có thể chữa trị ung thư, cũng không nhất định chữa khỏi bệnh cho Dạ Tình. Mạc Phàm chữa được thì tốt, ông ta không có biện pháp gì. Trái lại còn có đường sống quay về. Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn Thượng quan Vô Kỵ một cái. Không thể không nói, Thượng quan Vô Kỵ này vô cùng gian trá. Chỉ là đáng tiếc, Thượng quan Vô Kỵ xem thường y thuật của hắn rồi. Quả thật bệnh trên người Dạ Tình rất phiền phức, nhưng chưa đến mức hắn không có biện pháp chữa được. Y Tiên Bất Tử hắn từng chữa vô số bệnh còn phiền phức hơn bệnh của Dạ Tình ở tu chân giới, sao bệnh này có thể làm khó được hắn? Trừ chuyện đó ra, Thượng quan Vô Kỵ chọn sai đối thủ rồi. Thượng quan Vô Kỵ, ông cảm thấy ông có tư cách cò kè mặc cả với tôi sao? Mạc Phàm lạnh lùng, vô cùng khí phách hỏi, Dạ Vô Nhai đều phải quỳ xuống với hắn, Thượng quan Vô Kỵ lại bàn điều kiện với hắn, Thượng quan Vô Kỵ đánh giá mình quá cao rồi. Giọng điệu khí phách khiến sắc mặt Thượng quan Vô Kỵ vô cùng khó coi. Không có. Cả Long Hoa Hội đều thua bởi Mạc Phàm, quả thật ông ta không có tư cách bàn điều kiện với Mạc Phàm. Quả thật ông không có, nhưng tôi cho ông cơ hội này, nếu tôi chữa được bệnh cho Dạ Tình, Thượng quan gia ông phải đồng ý giải trừ hôn ước với Dạ Tình. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không thể khinh thường hắn, càng không thể khinh thường y thuật của hắn. Nếu Thượng quan Vô Kỵ cảm thấy hắn không chữa khỏi bệnh cho Dạ Tình, vậy để Thượng quan Vô Kỵ mở to mắt chó nhìn xem, hắn chữa khỏi cho Dạ Tình thế nào. Thượng quan Vân Phi nghe thấy lời Mạc Phàm nói, bỗng nhiên đứng dậy. Tuy anh ta là nhị thái tử của Long Hoa Hội, nhưng khoan dung hơn bạn cùng trang lứa nhiều. Dù sao tuổi anh ta hơn Mạc Phàm một chút, nhưng cảnh giới kém Thượng quan Vô Kỵ xa. Từ lúc Mạc Phàm xuất hiện, anh ta đã kìm nén đầy bụng lửa giận, cuối cùng lúc này không nhịn được nữa. Mạc Phàm, cậu chắc chắn không, nếu không chữa khỏi thì sao? Thượng quan Vân Phi mới mở miệng, Thượng quan Vô Kỵ nhíu chặt mày. Vân Phi câm miệng, không thể vô lễ với Mạc tiên sinh. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười nhạt. Nếu tôi không chữa khỏi, tôi sẽ không giết anh, cũng không để ý đến chuyện của anh nữa. Được, tôi đánh cược với cậu, nếu cậu có thể chữa khỏi cho Dạ Tình, tôi sẽ giải trừ hôn ước với cô ấy, nếu cậu thua, hy vọng cậu không đổi ý. Thượng quan Vân Phi tức giận nói. Lần này Thượng quan Vô Kỵ không ngăn cản. Lúc này Dạ Vô Nhai đã đến chỗ Long Vương U Châu ở Tỏa Long Tỉnh, chỉ cần không lập tức giết cháu nội ông ta, bọn họ còn cơ hội xoay người. Đợi Long Vương U Châu được thả ra, ai sống ai chết còn chưa biết, chuyện hôn ước cho dù giải trừ cũng không sao, bàn bạc kỹ hơn là được. Hơn nữa chưa chắc Mạc Phàm sẽ chữa khỏi cho Dạ Tình. Cháu nội ông ta ép Mạc Phàm đến đường này, rất hợp với ý của ông ta. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe thanh quang, nhìn thoáng qua thể ấn chỗ mi tâm Thượng quan Vân Phi, sau đó hắn rời mắt nhìn Dạ Tình. Dạ tiểu thư, cô giơ tay ra đây. Dạ Tình nhíu mày, do dự một lát vẫn đưa tay cho Mạc Phàm. Hắn không bắt mạch, ngón tay khẽ cứ qua tay Dạ Tình một cái, một vết thương rất nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay Dạ Tình, huyết châu như quả cầu thủy tinh bay từ trong lòng bàn tay cô ra. Tay còn lại của Mạc Phàm khẽ búng. Một đạo linh khí như thanh kiếm lập tức bay về phía Thượng quan Vân Phi, tốc độ rất nhanh. Xoẹt, không đợi Thượng quan Vân Phi phản ứng kịp, linh khí cứa ra một vết thương trên cánh tay bị vặn như dây thừng của Thượng quan Vân Phi, một giọt máu đi từ trong ra bay tới mi tâm Thượng quan Vân Phi. Cậu làm gì thế? Thượng quan Vân Phi nhíu mày hỏi. Anh ta thân là vị hôn phu của Dạ Tình, bình thường đến Dạ gia tương đối nhiều, thấy không ít bác sĩ chữa bệnh cho Dạ Tình. Nhưng không một ai chữa bệnh như Mạc Phàm. Mạc Phàm không để ý đến Thượng quan Vân Phi, hai tay vươn về phía hai giọt máu. Mười ngón tay nhanh chóng vũ động, vô cùng linh hoạt như linh xà, pháp ấn giống hệt nhau bắn vào trong hai giọt máu. Pháp ấn biến mất vào trong huyết châu nhanh chóng chia làm một sợi tơ đỏ. Sợi tơ đỏ nhanh chóng kéo dài, biến mất vào trong trái tim Dạ Tình và Thượng quan Vân Phi, một sợi khác thì quấn lấy đối phương. Chỉ trong phút chốc, dây tơ hồng của Dạ Tình buộc lên tay Thượng quan Vân Phi, dây tơ hồng của Thượng quan Vân Phi buộc vào tay Dạ Tình. Thấy một màn này, Thượng quan Vô Kỵ nhíu mày, cuối cùng cũng hiểu ý Mạc Phàm. Hai sợi tơ hồng này là huyết khế trên người Dạ Tình và Thượng quan Vân Phi, Mạc Phàm muốn giải trừ huyết khế của bọn họ trước. Mạc tiên sinh, không phải cậu nói chữa khỏi bệnh cho Dạ Tình, mới giải trừ hôn ước của bọn họ sao?
Mạc Phàm liếc mắt nhìn Thượng quan Vô Kỵ một cái, cười nhạt. Ông không phải là bác sĩ, sao biết tôi không chữa được bệnh? Bệnh của Dạ Tình là do vấn đề thể chất của cô, xét đến cùng vẫn là vì huyết khế này. Chỉ cần không cố gắng chống lại huyết khế, sẽ không bị bệnh, nhưng không phải là tuyệt đối. Ví dụ như Dạ Tình là âm dương chi thể, loại thể chất này trời sinh đã bài xích các loại pháp thuật, khế ước. Nếu Dạ Tình có tu vi, đối mặt với khế ước sẽ không xảy ra chuyện, khế ước này sẽ bị Dạ Tình hóa giải, hoàn toàn không bị khế ước trừng phạt. Nhưng khi định khế ước này, Dạ Tình còn là một thai nhi, vốn dĩ không có năng lực phản kháng. Khế ước này kết hợp với âm dương chi thể của Dạ Tình, không khóa âm thì khóa dương. Khóa âm, cơ thể của Dạ Tình rất nóng. Khóa dương thì ngược lại, cơ thể Dạ Tình sẽ lạnh đến mức huyết dịch ngừng lưu chuyển. Khóa âm khóa dương lâu, thậm chí huyết khế còn khóa luôn cả âm dương. Bất luận là gặp phải tình huống nào, Dạ Tình đều không khác gì người chết, còn vô cùng đau đớn. Chỉ cần giải huyết khế trong cơ thể Dạ Tình trước, bệnh của Dạ Tình sẽ tốt hơn nửa. Sau đó giải quyết âm dương lực bị khóa trong cơ thể Dạ Tình, bệnh của Dạ Tình sẽ khỏi hẳn. Phương thuốc mà hắn đưa cho đám Lam Phi lúc trước là điều giáo âm dương trong cơ thể, có thể giảm bớt tình trạng của Dạ Tình. Tôi, sắc mặt Thượng quan Vô Kỵ khó coi, miệng cử động một lúc lâu, nhưng không nói gì. Mạc Phàm không để ý đến Thượng quan Vô Kỵ, hai tay Mạc Phàm cầm hai sợi tơ hồng, trong mắt chớp lóe kim quang, giống như hai bóng đèn. Cùng lúc đó, kim quang trên tay hắn giải ra, hình thành một cái kéo. Trên hai chiếc kéo này có khắc đầy phù văn, một cái hình rồng, một cái hình phượng, để phía trước dây tơ hồng. Huyết khế loại này là thứ lạ nhất, không bắt được, không hủy được, kéo dây tơ hồng huyết khế ra thì rất đơn giản. Nhưng muốn kéo đứt thì rất khó khăn, cho dù dùng lực kéo, cũng không thể kéo đứt sợi tơ này, chỉ có rất ít pháp khí và pháp thuật mới làm được. Đoạn. Hắn khẽ quát một tiếng. Một chữ vang lên, kéo hình rồng và kéo hình phượng trong tay hắn chậm rãi mở ra, cắt dây tơ hồng của Thượng quan Vân Phi và Dạ Tình. Tách, âm thanh như dây đàn kéo căng vang lên, hai sợi tơ hồng cùng bị tách ra. Nhưng mà tơ hồng không chỉ không biến mất, mà phình to, từ kích thước dây đàn biến thành cánh tay trẻ con. Chỗ nứt hai sợi dây đột nhiên nâng lên, hóa thành bốn con rắn dài màu đen vô cùng hung ác. Trên đỉnh đầu huyết xà này còn có sừng, toàn thân phiếm hồng quang. Trong miệng đầy răng nanh sắc bén, nước bọt trào ra liên tục. Bốn con huyết xà vừa thành hình, trong mắt chúng chớp lóe hung quanh, nhìn chằm chằm về phía Mạc Phàm, cái miệng to như bồn máu há ra, muốn cắn lấy Mạc Phàm. Phệ huyết thú. Bốn con huyết xà này vừa xuất hiện, sắc mặt không ít người thay đổi, vội vàng lùi về phía sau, giống như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Phản phệ khế ước bình thường đều là lực lượng trừng phạt, cùng lắm là nguyền rủa. Mạc Phàm giải trừ khế ước của Dạ Tình và Thượng quan Vân Phi, vậy mà xuất hiện thị huyết thú. Thị huyết thú là bản nguyên rủa tiến hóa, có linh tính nhất định, cho dù là ngũ hành thuật pháp, hay tấn công bằng vật lý đều không có tác dụng gì với thị huyết thú, thực lực của thị huyết thú mạnh hơn nguyên rủa nhiều. Bị thứ này quấn thân, chẳng khác nào sống không bằng chết. Sắc mặt Thượng quan Vô Kỵ cũng thay đổi, trong mắt lập tức xuất hiện vui mừng. May mà ông ta không giải trừ huyết khế. Nếu không chắc chắn ông ta sẽ bị phản phệ. Bây giờ sao, người chết sẽ là Mạc Phàm. Long Hoa hội bọn họ đang tìm biện pháp đối phó Mạc Phàm, trái lại Mạc Phàm lại tự mình đưa vào họng súng. Nếu Mạc Phàm bị thị huyết thú này bò lên, cho dù cậu ta là ai, không lâu sau sẽ chết vì khí huyết bị hút sạch, thậm chí không cần Long Hoa hội bọn họ ra tay. Mạc Phàm, cẩn thận. Dạ Tình nhìn thấy bốn con huyết xà này, vội vàng muốn lùi về phía sau. Muốn kéo hai con huyết xà trên người cô phân ra đi. Dạ Tình, đừng nhúc nhích, cháu làm vậy sẽ khiến Mạc tiên sinh giải trừ huyết khế thất bại. Vẻ mặt Thượng quan Vô Kỵ khẩn trương, giả mù sa mưa nhắc nhở. Chuyện này, Thượng quan Vô Kỵ nhắc nhở như vậy, lông mày Dạ Tình nhíu lại, đứng yên tại chỗ không động, rơi vào thế khó xử, giữa bốn con huyết xà, vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt. Chỉ là thị huyết thú, cũng muốn lỗ mãng trước mặt ta. Không đợi huyết xà quấn lên người hắn, kim quang trong mắt hắn khẽ chuyển. Những kim quang này như một vòng xoáy, xuất hiện trước người hắn. Kim quang xoay tròn, bốn con huyết xà kêu gào, quay đầu muốn trốn vào trong cơ thể Dạ Tình và Thượng quan Vân Phi. Muốn tới thì tới, muốn về thì về theo ý các ngươi sao?
Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, kim quang trong mắt tăng vọt, cuốn lấy huyết xà vào bên trong. Vòng xoáy chuyển động, trong chớp mắt huyết xà bị dập nát. Huyết xà dập nát không biến mất, mà lại tăng vọt lên, biến thành từng sợi huyết xà nhỏ hơn nhiều. Huyết xà này bám vào trên vòng xoáy màu vàng, vậy mà chui vào trong mắt Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, giống như sớm đã dự đoán được. Nếu thì huyết thú này dễ đối phó như vậy, đã không dây dưa với người ta cửu thế rồi. Đều bị diệt cho tôi. Bỗng nhiên vòng xoáy màu vàng trong mắt hắn dừng lại, hóa thành từng sợi kim tuyến. Trong chớp mắt kim tuyến biến mất vào trong cơ thể huyết xà bám trên nó, huyết xà từ màu đỏ như máu nhanh chóng biến thành màu vàng. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ huyết xà đều biến thành màu vàng. Màu vàng dọc theo cơ thể huyết xà, tiến vào trong huyết tuyến trên người Dạ Tình và Thượng Quan Vân Phi, chui vào trong cơ thể hai người. Cơ thể Dạ Tình và Thượng Quan Vân Phi run lên, vội vàng nhìn về phía tay mình, chỉ thấy kim tuyến trên tay bọn họ hình thành một phù văn cổ xưa màu vàng. Hơn nữa không chỉ trên tay bọn họ, trên mặt, trên người bọn họ, mỗi một chỗ da thịt đều có. Khế diệt! Mạc Phàm khẽ quát, kim văn trên người Dạ Tình và Thượng Quan Vân Phi sáng lên. Cùng lúc đó, chỗ mi tâm hai bọn họ, một ấn ký hình rồng và ấn ký hình phòng sáng lên lại tắt đi. Ấn ký càng lúc càng mờ nhạt, chớp lóe mấy cái liền biến thành máu khô rơi từ mi tâm bọn họ xuống, hóa thành cho bụi trong không trung. Kim quang trên người hai người chớp lóe, kim văn như nước biển rút đi rời khỏi cơ thể hai người, quay về trong mắt Mạc Phàm. Thượng quan Vô Kỵ và Thượng quan Vân Phi đều sửng sốt. Cứ thế là giải trừ được sao? Giải huyết khế vô cùng nguy hiểm, gặp thị huyết thú lại càng thập tử vô sinh. Nhưng ở trong tay Mạc Phàm, thì đơn giản như xe chỉ luồn kim. Không chỉ không xảy ra chuyện gì, thị huyết thú còn bị Mạc Phàm giết rất dễ dàng. Diệt thị huyết thú không có vấn đề gì, hôn ước của thượng quan gia bọn họ đã không có, tử nguyệt trai cũng không còn rồi. Cạm bẫy mà bọn họ chuẩn bị tỉ mỉ, kết quả là trộm gà không được lại mất nắm thóc. Mắt Mạc Phàm nhắm lại rồi mở ra, kim quang biến mất trong đáy mắt hắn, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Thượng quan Vô Kỵ. Tôi đã chữa bệnh cho Dạ Tình xong rồi, các ông còn chưa cút. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc Phàm vừa nói xong, mắt Dạ Tình Tiểu Lan mở to, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chữa trị như vậy sao? Không ít người xung quanh cũng sửng sốt, cả thủ đô đều biết bệnh của Dạ Tình rất hiếm gặp. Mời không biết bao nhiêu thần y. Phụ y nổi tiếng trong và ngoài nước, đều không có biện pháp gì. Mạc Phàm chỉ diệt trừ huyết khế trên người hai người, bệnh cứ chữa trị như vậy sao? Sắc mặt Thượng quan Vô Kỵ và Thượng quan Vân Phi khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Mạc Phàm, nếu đã đánh cược, cậu nói khỏi là khỏi, có phải quá qua loa hay không? Thượng quan Vân Phi nhíu mày nói. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Tôi nói khỏi, thì khỏi rồi. Giọng điệu vô cùng bá đạo, hô hấp của Thượng quan Vô Kỵ và Thượng quan Vân Phi bị kiềm hãm, thở cũng không dám thở mạnh. Cậu, nếu là những người khác nói vậy, chắc chắn bọn họ không đồng ý. Nhưng cho dù Mạc Phàm không biết y thuật, cũng có tư cách nói những lời này, ai bảo cậu ta là Mạc Đại Sư danh chấn hoa hạ. Nhưng các ông muốn biết tôi có chữa khỏi hay không, tôi sẽ cho các người chết tâm phục khẩu phục. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ai chết còn chưa biết đâu. Thượng quan Vân Phi nhướn mày nói. Mạc tiên sinh, anh thật sự chữa khỏi bệnh cho tiểu thư chúng tôi sao, thử thế nào? Tiểu Lan tò mò hỏi. Chuyện này rất đơn giản, cô đi lấy vải và cua hoàng đế tới đây. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, dịu dàng nói với Tiểu Lan. Đại tiểu thư không ăn được hai thứ này. Tiểu Lan lộ vẻ khó xử nói. Trước đây không ăn được, bây giờ có thể, cô đi lấy đến đây. Mạc Phàm cười nhạt nói. Vải sinh trưởng ở vùng nhiệt đới, là đồ thuộc tính nóng. Cua hoàng đế ở trong biển, là thực vật cực lạnh. Dạ Tình là âm dương chi thể, còn vì huyết khế hôn ước ảnh hưởng, hơi ăn đồ nóng đồ lạnh gì đó, sẽ dẫn tới âm dương không đều, cả người đều vô cùng đau đớn. Cho nên kiếp trước Dạ Tình chỉ có thể ăn một số đồ tính ôn, rất nhiều thứ đều không ăn được. Không ăn được mấy thứ này, cuộc sống của Dạ Tình ít đi rất nhiều lạc thú. Bây giờ sao? Huyết khế đã bị hắn phá giải, thứ cản âm dương động trong cơ thể cũng biến mất, ăn một số đồ nóng và đồ lạnh, trái lại sẽ giúp cô điều giải âm dương trong cơ thể. Tiểu Lan, cô đi lấy là được, tôi cũng muốn thử một lần.
Dạ Tình do dự một lát nói. Nhưng mà đại tiểu thư, Tiểu Lan không tình nguyện lắm nói. Trước kia Dạ Tình không cẩn thận ăn mấy thứ này một lần, ăn vào đều vô cùng khó chịu, có mấy lần còn được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Không phải cô không tin y thuật của Mạc Phàm, cô chỉ quá lo lắng đến an toàn của Dạ Tình mà thôi. Mấy năm nay có rất nhiều người nói đã chữa khỏi cho Dạ Tình, nhưng cuối cùng đều không thể chữa khỏi thật. Nhỡ đâu Mạc Phàm không thể chữa khỏi, cuối cùng người đau đớn là Dạ Tình. Không có nhưng mà, nghe lời tôi đi. Dạ Tình lặp lại lần nữa. Dạ. Tiểu Lan bĩu môi, vẫn rời đi. Chỉ trong phút chốc, cô liền bưng một cái khay tới, bên trong có vải lĩnh nam và cua hoàng đế. Tiểu thư, cô ăn ít một chút. Tiểu Lan để vải và cua hoàng đế trước mặt Dạ Tình, nhắc nhở. Dạ Tình làm như không nghe thấy, cầm lấy càng cua hoàng đế, nhìn thoáng qua Mạc Phàm như xác nhận. Ăn đi, yên tâm, nhất định không có vấn đề, nếu có vấn đề sẽ là ăn quá nhiều. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, đùa giỡn nói. Dạ Tình cũng không tức giận, khẽ nhếch miệng lên cười, chấm thịt cua hoàng đế vào nước chấm, nhai nuốt kỹ. Một lát sau, thịt càng cua đã chui vào trong bụng Dạ Tình, mắt mọi người đều nhìn về phía cô. Tiểu thư, có cảm giác không thoải mái hay không? Tiểu Lan ân cần hỏi han. Đúng lúc này, bỗng nhiên mặt Dạ Tình trắng xanh, một tay cô vỗ ngực, một tay chỉ về phía đĩa trong tay Tiểu Lan, cái này, cái này. Mấy chữ lặp lại vài lần, vẫn không nói nên lời. Sắc mặt Tiểu Lan khó coi, vội vàng đi lên đỡ Dạ Tình. Tiểu thư, cô không sao chứ, nhanh đi gọi bác sĩ. Dạ Tình thấy Tiểu Lan gọi bác sĩ, vẻ mặt càng thêm sốt ruột. Cô càng sốt ruột càng không nói nên lời, vẻ mặt càng khó coi. Trong Tử Nguyệt trai lập tức lộ vẻ bối rối. Thượng quan Vô Kỵ và Thượng quan Vân Phi nhìn nhau cười, vẻ đắc ý xuất hiện trên mặt bọn họ lần nữa. Không phải Mạc Phàm nói đã chữa khỏi cho Dạ Tình sao, sao mới ăn chút cua hoàng đế đã xảy ra chuyện. Như vậy không chỉ bọn họ đánh cược thắng. Nếu Dạ Vô Nhai biết chuyện này, không liều mạng với Mạc Phàm mới lạ. Một khi Dạ Vô Nhai nổi giận, Long Vương U Châu sẽ được thả ra, Dạ Vô Nhai cũng sẽ lấy vũ khí tiên tiến đối phó Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, đây là cậu nói chữa xong rồi sao, xem ra chúng tôi thắng rồi. Thượng quan Vân Phi hơi nhếch miệng. Cười mỉa nói. Vậy sao? Mạc Phàm cười nhạt, một tay vươn ra, một chai nước khoáng trên bàn cách đó không xa bay vào trong tay hắn. Hắn mở chai nước khoáng ra, đưa cho Dạ Tình. Dạ Tình cầm lấy chai nước này, cũng chẳng quan tâm hình tượng, uống ừng ực ừng ực. Uống mấy ngụm nước xong, cô vỗ nhẹ ngực. Tiểu Lan, đừng kích động, tôi không sao, chỉ bị nghẹn thịt cua thôi, tôi chỉ muốn bảo cô đưa tôi cốc nước. Dạ Tình mỉm cười. Vội vàng nói. Cái gì? Tươi cười trên mặt Thượng quan Vân Phi và Thượng quan Vô Kỵ lập tức cứng đờ, ước gì có thể tìm cái lỗ chui xuống. Vẻ mặt Tiểu Lan sửng sốt, nhìn Dạ Tình với vẻ khó mà tin. Đại tiểu thư, cô thật sự không sao, chỉ bị nghẹn thôi à? Cô xem tôi giống người có chuyện gì sao? Dạ Tình cười nói. Tuy cô cũng có chút không dám tin tưởng, nhưng cô ăn thịt cua tính hàn không chỉ không sao. Trái lại sức lực trên người còn nhiều hơn chút. Tiểu Lan đánh giá Dạ Tình cẩn thận, lông mày lập tức nhíu lại. Mỗi lần lúc Dạ Tình phát bệnh, sắc mặt đều vô cùng trắng xanh, hô hấp cũng khó khăn, nói chuyện đều đã không nói được, lần này không chỉ sắc mặt hồng nhuận, hơn nữa uống ngụm nước thì không sao, quả thật không giống như phát bệnh. Đại tiểu thư, cô cũng thử quả vải xem. Tiểu Lan thè lưỡi, nghịch ngợm nói. Có lần thử vừa rồi. Lần này Dạ Tình lớn gan hơn nhiều, cầm lấy vải bắt đầu ăn. Trước kia vì thể chất cô có vấn đề, không được nếm thử trái vải, đây là lần đầu tiên cô lớn mật ăn nó, một quả lại một quả, không thể dừng được, chỉ trong phút chốc toàn bộ vải đều nằm trong bụng Dạ Tình, bộ dạng cô còn giống như ăn chưa đã. Tiểu Lan thấy Dạ Tình ăn nhiều vải như vậy, mà không xảy ra chuyện gì. Mạc tiên sinh, đại tiểu thư nhà chúng tôi khỏi thật rồi sao? Trong mắt Tiểu Lan đầy nước mắt, không thể tin hỏi. Bình thường Dạ Tình rất tốt với mọi người, một người tốt như vậy lại mắc phải căn bệnh kỳ lạ từ nhỏ, cô nhìn ở trong mắt cũng đau ở trong lòng. Lần này Dạ Tình chữa khỏi bệnh, bỗng nhiên cô có cảm giác như mình đang nằm mơ. Khỏi thật rồi. Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Lan, cười khẽ nói. Nói xong hắn rời mắt nhìn về phía Thượng quan Vô Kỵ. Lần này hai người còn gì muốn nói không?
Thượng quan Vân Phi nhíu mày thành chữ hỏa, ánh mắt hung ác ước gì có thể ăn tươi nuốt sống Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu, anh ta vốn tới lấy Tử Nguyệt trai, bây giờ thì hay rồi, không lấy được Tử Nguyệt trai, ngay cả khế ước hôn nhân với Dạ Tình mà thượng quan gia dùng để hạn chế Dạ Vô Nhai cũng không còn nữa rồi. Anh ta lớn như vậy, mà chưa từng thiệt thòi như thế. Thế nào, anh muốn ở lại sao? Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, lạnh giọng hỏi. Lúc trước hắn không giết Thượng quan Vân Phi là vì trên người Thượng quan Vân Phi có huyết khế, hắn còn cần Thượng quan Vân Phi sống để giải khế ước nữa sao? Hiện giờ Thượng quan Vân Phi đã không còn tác dụng, hắn không ngại để Thượng quan Vân Phi sống, cũng không ngại ra tay giết anh ta. Thượng quan Vân Phi nắm chặt tay, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Anh ta vừa định mở miệng, Thượng quan Vô Kỵ vội vàng kéo tay anh ta. Mạc tiên sinh, cháu nội tôi không có gì muốn nói. Cảm ơn Mạc tiên sinh chữa khỏi bệnh cho Dạ Tình, như vậy chúng tôi yên tâm rồi, thượng quan gia chúng tôi không phải người thua mà không chịu, chúng tôi sẽ lập tức rời đi. Vẻ mặt thượng quan Vô Kỵ nịnh nọt, cười nói. Nói xong ông ta cố gắng kéo thượng quan Vân Phi rời đi. Mạc Phàm chữa khỏi bệnh cho Dạ Tình thì sao, Dạ Vô Nhai sẽ không ra tay với cậu ta sao, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Đợi Mạc Phàm vừa chết. Không có khế ước Dạ Tình cũng chỉ có thể gả vào thượng quan gia bọn họ, Tử Nguyệt trai cũng là của bọn họ. Đám thượng quan Vô Kỵ rời đi, người trong Tử Nguyệt trai nhìn Mạc Phàm và Dạ Tình vài lần, sau đó mỗi người tản ra. Sắc mặt những hộ vệ mặc trang phục thời Đường vô cùng khó coi, đi cũng không được đứng ở đó cũng không phải, do dự một lát, cùng tiến lên quỳ gối với Dạ Tình. Mong đại tiểu thư cho chúng tôi một cơ hội nữa. Các anh còn không biết xấu hổ xin đại tiểu thư tha thứ. Còn không nhanh cút đi. Tiểu Lan vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Khi thượng quan Vân Phi chèn ép Dạ Tình không một ai dám ra tay, nuôi bọn họ còn không bằng nuôi mấy con chó. Chủ nhân xảy ra chuyện, nói không chừng chó còn cắn thượng quan Vân Phi mấy cái, bọn họ thì không dám nói một câu, vậy mà không biết xấu hổ mở miệng cầu xin tha thứ. Các anh đi đi, tạm thời chúng tôi không cần hộ vệ. Dạ Tình không lạnh không nhạt nói. Sắc mặt đám hộ vệ khó coi, không dám nói gì nữa, vội vàng rời khỏi Tử Nguyệt trai. Xử lý những hộ vệ này xong, Dạ Tình nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, mời đi bên này. Mạc Phàm bảo đám Tần Kiệt ở lại tầng 9, đi theo Dạ Tình và Tiểu Lan đến Tử Nguyệt các nơi cao nhất trong Tử Nguyệt trai. Tử Nguyệt các là nơi Dạ Tình thường ở, bên trong đều trang trí theo phong cách cổ trang. Đồ đạc bằng gỗ. Tọa ỷ, xung quanh có đặt đồ sứ và đồ đồng ở mỗi triều đại, trên vách tường thì treo một vài bức tranh. Hai lư hương hình hạc tỏa ra khói xanh, mùi thuốc nhàn nhạt khiến người ta vui vẻ thoải mái. Bố cục hợp lý, trang trí tinh xảo, khiến cả căn phòng mang theo hơi hướng cổ trang. Mạc tiên sinh cứ ngồi đi, anh muốn uống gì không, tôi bảo Tiểu Lan đi chuẩn bị. Dạ Tình nho nhã lễ độ nói. Mạc Phàm nhìn bố trí quen thuộc xung quanh. Không khách sáo ngồi trên một cái ghế thái sư. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tới nơi này, kiếp trước lúc hắn đi đến đường cùng, Dạ Tình mang hắn bị trọng thương từ Giang Nam tới đây dưỡng thương. Nơi này gần như không thay đổi gì so với kiếp trước. Trà bình thường là được, Dạ tiểu thư có việc gì, cứ việc hỏi đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Sau đó Dạ Tình vẫy tay, ý bảo Tiểu Lan đi pha trà. Nếu Mạc tiên sinh nói như vậy, Dạ Tình cũng không quanh co lòng vòng nữa, vì sao Mạc tiên sinh phải giúp tôi? Lúc này Mạc Phàm đến đây, nói lên Long Hoa Hội đã thua bởi Mạc Phàm, cho dù Mạc Phàm và cô không tính là kẻ địch, cũng không phải bạn bè. Mạc Phàm không chỉ ra mặt giúp cô đuổi thượng quan Vân Phi, còn chữa khỏi bệnh cho cô, trên trời sẽ không tự nhiên rơi bánh thịt xuống, chắc chắn trong đó có nguyên nhân. Dạ tiểu thư tin tưởng vào số mệnh không? Mạc Phàm làm như trêu đùa nói. Mạc tiên sinh muốn nói với Dạ Tình đây đều là mệnh số sao? Dạ Tình cười nhạt, bình tĩnh hỏi. Lúc tôi không biết y thuật, được một cô gái mắc bệnh giống như cô cứu một lần, tôi đồng ý với cô ấy, nếu sau này chữa được loại bệnh này, chỉ cần gặp phải người bị bệnh giống như cô ấy không chỉ chữa khỏi bệnh, còn phải bảo vệ người đó, tôi gặp Dạ cô nương, chuyện này có tính là mệnh hay không thì tôi không biết, nhưng xem như là một lý do đi. Mạc Phàm nói. Hắn không thể nói chuyện trọng sinh cho Dạ Tình, chỉ có thể dùng chuyện này che giấu một phen. Ước định này là kiếp trước hắn thấy Dạ Tình bị bệnh nhưng không làm gì được, định ra với Dạ Tình. Vì ước định này,
Khi ở tu chân giới hắn chữa trị cho trên trăm người bệnh như Dạ Tình. Bây giờ đến lượt trả ân tình cho Dạ Tình rồi. Dạ Tình nghe Mạc Phàm giải thích, lúc này mới hơi thoải mái. Cô tưởng rằng Mạc Phàm có ý đồ, xem ra không phải. Vậy cô gái kia thế nào rồi? Bây giờ cô gái đã khỏi hắn rồi. Mạc Phàm nhìn Dạ Tình, ý vị thâm trường nói. Cho nên Dạ Tình không chỉ phải cảm ơn Mạc tiên sinh, còn phải cảm ơn cô gái kia. Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn cô gái kia là được. Mạc Phàm cười nói. Bởi vì kiếp trước Dạ Tình cứu hắn, hắn mới chữa trị cho Dạ Tình kiếp này, cho nên Dạ Tình không cần cảm ơn hắn, cảm ơn chính mình là được. Dạ Tình do dự một lát, hai tay để ở phía sau, cởi chiếc vòng cổ ra. Cho dù cảm ơn người nào, đều là Mạc tiên sinh cứu Dạ Tình, mong Mạc tiên sinh nhận lấy thứ này. Vòng cổ do một chuỗi hạt châu màu cam tạo thành, có tổng cộng 100 hạt, trong đó có 99 hạt nhỏ như đậu tương, ở giữa thì to như ngón cái, bên trong có chất lỏng lưu chuyển, giống như còn sống, phiếm hồng quang. Mạc Phàm nhìn thấy dây chuyền này thì nhướng mày, lộ vẻ vui mừng sợ hãi. Thái Dương thần thạch, Mạc tiên sinh biết thứ này sao? Dạ Tình hỏi, thứ này là mẹ để lại cho cô, không mấy người biết thứ này lắm. Mạc Phàm thu lại vẻ khiếp sợ, gật đầu. Thái âm thần thạch ở trên người hắn đã được luyện hóa, sao hắn có thể không biết Thái Dương thần thạch nổi với Thái âm thần thạch được chứ? Nếu Mạc tiên sinh biết, vậy tôi không nhiều lời nữa, mong Mạc tiên sinh nhận lấy thứ này. Dạ Tình cười đưa vòng cổ cho Mạc Phàm. Mạc Phàm còn chưa giơ tay nhận, Tiểu Lan bưng trà đi đến, nhìn thấy vòng cổ trong tay Dạ Tình, sắc mặt thay đổi. Tiểu thư, sao cô có thể đưa thứ này, đây là... Tiểu Lan nói một nửa, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái thì không nói nữa. Thứ này là một trong số những di vật không nhiều của mẹ Dạ Tình, thứ này còn vô cùng chân quý, Dạ gia và Âm gia đến đây nhiều lần, đều muốn có được chiếc vòng này, nhưng bị Dạ Tình từ chối. Tuy Mạc Phàm cứu Dạ Tình, nhưng hoài tâm tư gì thì không ai rõ. Tiểu Lan, im miệng. Sắc mặt Dạ Tình thay đổi. Tiểu Lan đang hoài nghi nhân phẩm của Mạc Phàm. Mạc Phàm là Mạc Đại Sư, có thể nghi ngờ một cách tùy tiện được sao? Mạc Phàm cười khẽ, không chỉ không nhận lấy, trái lại vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, thái âm chi khí màu đen lập tức tụ tập vào tay hắn. Chỉ trong phút chốc, một chiếc vòng cổ giống Dạ Tình như đúc, nhưng màu đen xuất hiện trong tay hắn. Mạc Phàm đặt vòng cổ màu đen vào tay Dạ Tình, hai ngón tay khẽ điểm lên mi tâm cô, một ấn ký xuất hiện ở mi tâm cô rồi lập tức biến mất. Thái Dương thần thạch và thái âm chi khí, cộng thêm bộ công pháp này, không chỉ không khiến cô sinh bệnh lại, sau này cũng không có ai tổn thương được cô. Mạc Phàm cười nói, bộ công pháp này tên là Âm Dương Quyết, là công pháp trấn phái của Âm Dương Môn, trong Âm Dương Môn đều là người có thể chất âm dương, không có nhiều người lắm, nhưng thực lực ở tu chân giới mạnh hơn rất nhiều tông môn. Bộ công pháp này cộng thêm Thái Dương thần thạch và thái âm chi khí, không những khiến Dạ Tình thành tu sĩ, còn giải quyết hoàn toàn vấn đề trong cơ thể cô, chuyện này xem như là hắn trả ân tình kiếp trước nợ Dạ Tình. Chuyện này, Dạ Tình và Tiểu Lan chớp chớp mắt, mãi mà chưa phản ứng kịp. Rất lâu sau, mặt Tiểu Lan đỏ bừng như sung huyết, vùi đầu thật sâu gần sát bộ ngực cao vút, không dám nhìn Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, thực xin lỗi, là Tiểu Lan lấy tâm tiểu nhân đo bụng quân tử rồi. Vẻ mặt Tiểu Lan áy náy nói. Tuy nói không có việc gì mà ân cần, không phải lừa gạt thì trộm cắp. Nhưng Mạc Phàm chữa khỏi bệnh cho Dạ Tình, không chỉ không lấy Thái Dương thần thạch của cô, trái lại còn đưa công pháp và thái âm chi khí cho Dạ Tình. Nếu chuyện này cũng có toan tính, cô thật sự không biết Mạc Phàm nhận được gì từ toan tính này. Với thực lực của Mạc Phàm, ngay cả Long Hoa Hội đều không phải đối thủ của Mạc Phàm, muốn thứ gì của Dạ Tình hoàn toàn không cần phiền phức như vậy. Mạc Phàm cười nhạt. Không có ý trách cứ. Hắn vươn một tay ra, chén trà Tiểu Lan mới pha bay vào tay hắn. Chén trà này coi như lời xin lỗi vậy. Mạc Phàm cười nhạt uống một ngụm trà nói. Dạ Tình thấy Mạc Phàm không trách cứ Tiểu Lan, nhẹ nhàng thở ra. Chỉ dựa vào những lời Tiểu Lan vừa nói, đổi thành đại sư khác chắc chắn Tiểu Lan đã đầu thân hai nơi. Mạc tiên sinh, thứ này quá quý, Dạ Tình không thể nhận được, công pháp cũng mong Mạc đại sư thu lại. Dạ Tình từ chối. Không nói đến công pháp, thái âm chi khí ngưng tụ ra vòng cổ đã vô giá. Mạc Phàm chữa bệnh cho cô, trái lại còn tặng thứ này cho cô nữa,
cô khó mà nhận được. Mạc Phàm nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Dạ Tình là một trong những bạn tốt kiếp trước của hắn, mấy thứ này nhìn rất quý với Dạ Tình, nhưng không là gì với hắn. Nếu Dạ Tình nguyện ý, hắn còn có thể hái sao cho Dạ Tình. Như vậy đi, Thái Dương thần thạch không kém bộ công pháp này và Thái Âm chi khí, vậy tôi lấy một hạt châu trên đó, vòng cổ này và công pháp cô hãy nhận lấy, thế nào? Mạc Phàm cười nói, nếu Thái Dương thần thạch này ở trong tay người khác, hắn sẽ không do dự lấy đi, không để lại thứ gì. Dù sao đây là Thái Dương thần thạch trong hai đại thần thạch, cho dù ở tu chân giới cũng rất hiếm có. Nếu hắn có thể có được Thái Dương thần thạch, thực lực không chỉ tăng nhanh một đoạn, còn nắm giữ được Thái Dương chi khí khiến vạn vật sinh trưởng trong truyền thuyết, đắp nặn âm dương chi thể. Nhưng thứ này ở trong tay Dạ Tình, hắn không động tâm chút nào. Một viên Thái Dương thần thạch, cũng vì để Dạ Tình yên tâm thoải mái nhận công pháp và vòng cổ do Thái Âm chi khí ngưng tụ ra. Được, cho anh viên này. Dạ Tình không do dự tháo viên to nhất ở giữa xuống, nhét vào trong tay Mạc Phàm. Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, không từ chối nữa, nhận lấy hạt châu còn mang hơi nóng và mùi thơm cơ thể Dạ Tình. Dạ Tình thấy Mạc Phàm nhận lấy hạt châu, nên nhận vòng cổ màu đen Mạc Phàm đưa. Mạc tiên sinh, Long Hoa hội chúng tôi đã bại bởi anh sao? Dạ Tình do dự một lát hỏi. Mạc Phàm có thể tới Tử Nguyệt trai, kết quả đã rất rõ ràng. Mạc Phàm không trả lời, ngón tay sáng lên, tam thư và tam thánh bút bay trong nhẫn chữ vật ra, bay quanh hắn. Mắt Dạ Tình mở to, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là tam thư và tam thánh bút của Long Hoa hội, cho dù là người của Long Hoa hội cũng ít nhìn thấy, cô là ngoại lệ. Bởi phần lớn thời gian mấy thứ này đều nằm trong tay cha cô còn từng lấy tam thánh bút viết lên tam thư, tất nhiên nhận ra mấy thứ này. Xem ra Long Hoa hội chúng tôi không chỉ thua, còn thua rất thảm. Trong mắt Dạ Tình lóe lên lo lắng, cười khổ nói. Có thể nói mấy thứ này là quân bài chưa lật lớn nhất của Long Hoa hội, hai thứ này đều nằm trong tay Mạc Phàm, chỉ sợ không thể dùng thua để hình dung, Long Hoa hội thua, nhưng cha cô không sao. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cảm ơn Mạc tiên sinh thủ hạ lưu tình, nhưng có cơ hội, Dạ Tình hy vọng Mạc tiên sinh đừng ầm ĩ quá lớn với Long Hoa hội. Dạ Tình khuyên. Nếu có cơ hội, tôi sẽ. Mạc Phàm cười khẽ nói. Những người khác nói những lời này, hắn sẽ không nghe. Dạ Tình nói, dù thế nào hắn cũng phải nể mặt. Ở trong mắt hắn Long Hoa hội chỉ là một thế lực do đám phàm nhân xây dựng. Chỉ cần Long Hoa hội không tìm hắn gây phiền phức, hắn sẽ không làm gì Long Hoa hội. Có khả năng Mạc tiên sinh không hiểu ý của Dạ Tình, ý của Dạ Tình là Long Hoa hội còn có quân bài chưa lật khác đáng sợ hơn tam thư và tam thánh bút. Nếu Mạc tiên sinh ép Long Hoa hội đến nước này, quân bài đáng sợ chưa lật sẽ được lật lên, đến lúc đó Mạc tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm mất. Dạ Tình giải thích, sở dĩ Long Hoa hội bọn họ có thể trở thành thế lực lớn nhất Hoa Hạ trong trăm năm. Ngay cả thế gia ngàn năm, nhà giàu có mấy trăm năm, đều tranh sức đầu mẻ trán để vào Long Hoa hội bọn họ. Uy thế như vậy không phải vì vận khí tốt, tuyệt đối không chỉ có ba thứ tam thư, tam thánh bút và diệt thần là được, phía sau Long Hoa hội còn đứng rất nhiều người đáng sợ. Dạ đại tiểu thư nói vũ khí tiên tiến sao? Không phải vũ khí tiên tiến, là thứ càng đáng sợ hơn vũ khí tiên tiến, chỉ khi Long Hoa hội tới sinh tử tồn vong mới có thể dùng. Dạ Tình thận trọng nói. Đó là thứ gì? Mạc Phàm nhớn mày, lộ ra chút bất ngờ. Dựa theo lời Giang Thành nói, Long Hoa hội ngoại trừ tam thư và diệt thần ra thì không còn quân bài lớn hơn chưa lật. Tam thư này là bảng hiệu của Thánh Môn, chẳng lẽ hậu trường của Long Hoa hội là Thánh Môn? Mạc tiên sinh biết tam thư tới thế nào không? Dạ Tình không đáp hỏi ngược lại. Theo tôi được biết, tam thư được triệu hoán từ trên trời đến. Mạc Phàm đáp. Quả thật là triệu hoán đến. Nhưng không phải từ trên trời, mà triệu hoán từ Nho Môn Sơn Ngoại Sơn Tông Phái ẩn thế, Nho Môn có liên hệ với Thánh Môn Thiên Ngoại Thiên, chỉ cần Long Hoa hội gặp phải nguy cơ bị giết, Nho Môn sẽ phái người tới, nếu Nho Môn không có biện pháp, Thánh Môn Thiên Ngoại Thiên sẽ phái thiên sứ tới. Dạ Tình giải thích, chuyện này chỉ có thể hệ hội trưởng Long Hoa hội mới biết, cho dù là đám tôn bán y, âm vô thiên cũng không biết. Cô biết được biết chuyện này từ cha mình trong lúc vô tình. Trừ chuyện đó ra, theo cô biết sau khi Lâm Thiên Nam bị nhốt ở thủ đô, có ý định trả thù Long Hoa hội, sở dĩ không làm gì Long Hoa hội,
chắc chắn không phải vì Tam Thư và Diệt Thần, mà vì Nho Môn đứng sau Long Hoa Hội. Tuy Mạc Phàm không diệt Long Hoa Hội, nhưng Mạc Phàm lại cầm Tam Thư và Tam Thánh Bút Long Hoa Hội đạt được từ Nho Môn. Nếu tin tức này bị Nho Môn biết, chắc chắn Nho Môn sẽ phái người tới. Nho Môn Sơn Ngoại Sơn, còn là tông môn ẩn thế. Mạc Phàm cười nhạt, trầm ngâm nói. Lần trước ở La Gia Mạc Bắc, La Yên Bái nhập vào Thái Tố Cung một tông môn ẩn thế, Long Hoa Hội lại là thế lực do Nho Môn ở Hoa Hạ thành lập. Không biết những tông môn ẩn thế này mạnh như thế nào. Cảm ơn Dạ tiểu thư nhắc nhở, nhưng chỉ là Nho Môn, còn chưa đến mức khiến tôi cúi đầu. Mạc Phàm cười nhạt nói, hắn từng cứu mấy người thánh môn ở tu chân giới, càng không nói đến Nha Môn chi nhánh của thánh môn trên địa cầu. Nếu mệnh của Long Hoa Hội là bị diệt, hắn muốn xem Nho Môn có dám đi ra ngăn cản không. Dạ Tình thấy Mạc Phàm không nghe khuyên bảo, lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, không nói gì thêm nữa. Lúc này, trong một tòa nhà cổ cách Tử Nguyệt Trai không xa. Trong mắt Thượng quan Vô Kỵ và Thượng quan Vân Phi chớp lóe ánh sáng lạnh, nhìn chằm chằm Tử Nguyệt Trai. Ông nội, Mạc Phàm này thật sự khủng bố như vậy, ngay cả Tam Thư và Diệt Thần cũng không phải đối thủ của cậu ta sao? Thượng quan Vân Phi khó mà tin nói. Chỉ riêng trang viên kia cũng có thể giam Lâm Thiên Nam, nếu dùng Tam Thư và Tam Thánh Bút, chỉ sợ Lâm Thiên Nam không thể rời khỏi thủ đô. Vậy mà mấy thứ này không đối phó được Mạc Phàm, một tiểu tử chưa tới 20 tuổi. Bây giờ Tam Thư và Tam Thánh Bút đều nằm trong tay tiểu tử đó, cháu nói xem. Thượng quan Vô Kỵ thở dài nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ông ta cũng không tin được, nhưng đây là sự thật. Chúng ta cứ nhìn cậu ta hủy đi hôn ước giữa cháu và tiện nhân Dạ Tình kia sao? Thượng quan Vân Phi không cam lòng nói. Cậu ta không chỉ hủy hôn ước của cháu, còn giết đám Âm Vô Thiên, Huyền Linh Tử và Nguyên Long, cháu muốn bị giết hay là hôn ước của cháu? Sắc mặt Thượng quan Vô Kỵ khó coi, quát lớn. Cái gì, cậu ta còn giết đám Âm Vô Thiên sao? Vẻ mặt Thượng quan Vân Phi ngẩn ra, vô cùng khiếp sợ nói. Mạc Phàm đánh bại Long Hoa Hội còn chưa tính, còn giết người, thực lực của Mạc Phàm không chỉ cường đại, lá gan cũng không nhỏ. May mà vừa rồi được ông kéo lại. Thượng quan Vân Phi nghĩ lại mà sợ nói. Mạc Phàm dám giết Âm Vô Thiên, giết anh ta là cái thá gì? Cháu biết vậy thì tốt, sau này ổn trọng chút, lần này không chỉ cháu ăn khổ, Tiêu Vấn Triều cũng như vậy, cháu muốn trở thành hội trưởng nhiệm kỳ kế tiếp của Long Hoa Hội cũng không phải không có cơ hội. Thượng quan Vô Kỵ liếc mắt nhìn Thượng quan Vân Phi một cái nói. Tiêu Vấn Triều cũng chịu thiệt sao ạ? Thượng quan Vân Phi nhớn mày, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Thực lực của anh ta và Tiêu Vấn Triều vốn ngang nhau, anh ta tưởng rằng hủy bỏ hôn ước, sẽ không là đối thủ của Tiêu Vấn Triều, ai biết Tiêu Vấn Triều cũng chịu thiệt trên tay Mạc Phàm. Không sai. Thượng quan Vô Kỵ nói đại khái chuyện của Tiêu Vấn Triều cho Thượng quan Vân Phi nghe. Vui mừng lập tức hiện lên trong đáy mắt Thượng quan Vân Phi. Ông nội, chúng ta làm sao bây giờ? Gần đây đừng đi trêu chọc tiểu tử kia, cậu ta không kiêu ngạo được lâu đâu, ngoài ra tìm người có quan hệ với Tiêu Vấn Triều, bảo người này đưa thứ này đến Hồng Khẩu Đàn Tràng đi. Thượng quan Vô Kỵ lấy ngọc giản dạ vô nhai đưa cho ông ta ra, đưa cho Thượng quan Vân Phi. Sao ông ta có thể tự mình đưa thứ này qua được, tất nhiên phải để đối thủ đưa đi, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì. Không dễ thoái thác. Ông nội, đây là gì vậy? Thượng quan Vân Phi tò mò hỏi. Cháu chỉ cần biết là thứ đối phó Mạc Phàm là được, đi làm đi, càng nhanh càng tốt. Thượng quan Vô Kỵ sắp xếp. Dạ, cháu lập tức đi làm. Thượng quan Vân Phi cũng không hỏi nhiều, nhận lấy ngọc giản liền rời đi. Đợi một chút, đi điều tra xem Dạ Tình có quan hệ gì với tiểu tử kia, nói không chừng lại có tác dụng. Thượng quan Vô Kỵ vội vàng nói. Theo thời gian, chắc chắn Mạc Phàm rời khỏi trang viên Long Hoa Hội liền đến Tử Nguyệt Trai. Chắc chắn Mạc Phàm và Dạ Tình có quan hệ gì đó mà không muốn ai biết, nếu nghe được chuyện này, có lẽ có tác dụng thu thập Mạc Phàm. Có cần động tay động chân lên người tiểu tiện nhân Dạ Tình đó không ạ? Trong mắt Thượng quan Vân Phi chớp lóe tàn nhẫn, nói. Rõ ràng Dạ Tình là vị hôn thê của anh ta, chắc chắn lúc đó Dạ Vô Nhai sẽ đẩy trách nhiệm lên người Mạc Phàm, nhất cử lưỡng tiện. Ngàn vạn lần không thể động vào Dạ Tình, cháu làm tốt chuyện ông bảo cháu làm là được. Sắc mặt Thượng quan Vô Kỵ thay đổi, vội vàng ra lệnh. Đám Âm Vô Thiên bị Mạc Phàm giết chết,
là vì bọn họ động vào người người bên cạnh Mạc Phàm. Ông ta không biết Mạc Phàm có quan hệ gì với Dạ Tình, nhưng từ ánh mắt Mạc Phàm nhìn Dạ Tình, ông ta cảm thấy Mạc Phàm có quan hệ khác thường với Dạ Tình. Bọn họ động tay động chân lên người Dạ Tình, chắc chắn sẽ có kết cục như đám Âm Vô Thiên, đừng nên làm chuyện này thì tốt hơn. Chuyện này, trong mắt Thượng Quan Vân Phi lóe lên chút không cam lòng. Anh ta chưa từng chịu tức giận như vậy, mà không làm gì, anh ta thật sự không cam lòng. Yên tâm đi, chỉ cần cháu làm tốt chuyện ông giao cho, Long Vương U Châu vừa ra, tên tiểu tử kia sẽ thành đống phân rồng, đây là kết cục cậu ta bắt nạt Thượng Quan gia chúng ta. Thượng Quan Vô Kỵ vỗ bả vai Thượng Quan Vân Phi nói. Nghe thấy mấy chữ Long Vương U Châu, trước mắt Thượng Quan Vân Phi sáng lên, khóe miệng khẽ cong cong. Long Vương U Châu, ý của ông là... Long Vương U Châu trong tỏa long tính, sao anh ta không biết, nếu thả nó ra đối phó Mạc Phàm đợi chết đi. Không sai. Thượng Quan Vô Kỵ cười nói. Cháu lập tức đi làm, đợi thu thập tiểu tử này, xem cháu đối phó người nhà cậu ta thế nào. Thượng Quan Vân Phi vô cùng hưng phấn nói. Mạc Phàm ở Tử Nguyệt Trai thoáng cái đã một buổi chiều, ăn cơm tối với Dạ Tình, mãi đến khi trời tối mới rời đi với đám Tần Kiệt. Không lâu sau, xe lái vào trong Tứ Hợp Viện ở thủ đô. Cửa lớn màu đỏ của Tứ Hợp Viện không chỉ lau dọn sạch sẽ, trang trí cũng rất tinh xảo. Bọn họ vừa vào Tứ Hợp Viện này, vài bóng người nhoáng lên một cái xuất hiện trong Tứ Hợp Viện, đúng là đám Long Nhược Tuyết được Long Hoa Hội thả ra. Lần này cảm ơn cậu. Long Nhược Tuyết nhìn Mạc Phàm, bĩu môi, không tình nguyện lắm nói. Lần này cô không nói với Mạc Phàm mình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lại bị người ta bắt sống, cuối cùng vẫn dựa vào Mạc Phàm tới cứu, cô sĩ diện như vậy, tất nhiên không được tự nhiên. Mạc Phàm không để ý lắm vẫy tay với đám Long Nhược Tuyết, hắn là đội trưởng của tiểu đội Thanh Long, có nghĩa vụ này. Hơn nữa đám Long Nhược Tuyết cũng từng bảo vệ người nhà hắn. Cho dù Long Nhược Tuyết không phải thuộc hạ của hắn, hắn cũng tới cứu. Việc nhỏ mà. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn còn chưa nói hết, bỗng nhiên nheo mắt lại, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm đi. Làm sao vậy, Mạc Phàm? Long Nhược Tuyết cảm nhận được trên người Mạc Phàm dày đặc lạnh lẽo, nhíu mày hỏi. Mạc Phàm không để ý đến Long Nhược Tuyết, tay tạo mấy phát ấn chia làm 6 rơi xuống mi tâm đám Long Nhược Tuyết. 6 lạc ấn kỳ lạ bay từ người đám Long Nhược Tuyết ra. Chuyện này là sao đây? Long Nhược Tuyết hỏi. Lạc ấn. Mạc Phàm nhìn ấn ký kỳ lạ này, nói. Lạc ấn. Trên mặt đám người Long Nhược Tuyết lộ vẻ giận dữ. Bọn họ có biết về lạc ấn, là một loại dùng để lần theo dấu vết, rất khó bị phát hiện, cũng rất khó mà xóa sạch. Một khi có thứ này tồn tại, cho dù chạy tới chân trời góc bể cũng có thể tìm được bọn họ. Long Hoa Hội thả chúng tôi ra, vì sao còn hạ lạc ấn lên người chúng tôi nữa? Long Nhược Tuyết cảm thấy khó hiểu nói. Tôi cũng không biết, nhưng sẽ biết nhanh thôi. Mạc Phàm nhíu mày, thản nhiên nói. Hắn vừa nói xong, sắc mặt Long Nhược Tuyết thay đổi, vòng tay trên tay cô sáng lên, một ngọc bội hình rồng bay từ trong ra, phiếm hồng quang sáng tắt bất định. Ngọc bội hình rồng này đen như mực, điêu khắc trông rất sống động, thoạt nhìn giống như còn sống. Từ đầu đến thân rồng đều bị tỏa liên khóa chặt. Theo hào quang trên ngọc bội sáng tối, có thể nghe thấy tiếng rầm rầm do long ngâm và tỏa liên va chạm. Đây là cái gì? Mạc Phàm nhướn mày hỏi. Đây là pháp khí theo dõi Long Vương U Châu trong tỏa liên tỉnh, không hay rồi, lại có người động vào trận pháp trong tỏa long tỉnh, Long Vương U Châu sắp ra rồi. Trên khuôn mặt tinh xảo của Long Nhược Tuyết tràn đầy kích động, nói. Vì phòng ngừa Long Vương U Châu chạy ra, Diêu Nghiễm Hiếu đặc biệt luyện chế pháp khí này, để ở Long Tổ. Lúc trước bọn họ phát hiện ra khác thường ở tỏa Long Tỉnh, là thông qua pháp khí này. Trên pháp khí xuất hiện hồng quang, đại biểu trận pháp trong tỏa Long Tỉnh gần phá xong, Long Vương U Châu sắp ra rồi. Mạc Phàm nhíu mày, lấy ngọc bội hình rồng trong tay Long Nhược Tuyết. Hai mắt hắn nhắm chặt, thần thức theo cánh tay rót vào trong ngọc bội hình rồng này, một hình ảnh lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Chỉ thấy trong một hầm ngầm rất sâu, một con cự long toàn thân đen xì dài mấy trăm mét, kích thước như cái lu nước, đầu giống đầu lạc đà, sừng giống như sừng hươu, mắt như mắt thỏ, tai giống tai trâu, thân như thân rắn, bụng như con trai, vảy giống vảy cá chép, móng như móng chim ưng, chân giống như chân hổ, giống hệt như bức tranh rồng ở Hoa Hạ,
nhưng hung dữ, hung ác hơn nhiều. Hai mắt Hắc Long này đỏ bừng, thân thể cao lớn bay lên, giống như một con rắn dài, không vùng vẫy thoát khỏi tỏa liên, mà hít thật sâu, cơ thể to hơn gấp vô số lần, chiếm hết cả cái hang, vì thân thể bành trướng nên những tỏa liên nứt đoạn. Vừa nhỏ vừa to, tỏa liên trên người nó càng ngày càng ít, khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Mạc Phàm nhìn Hắc Long này, bỗng nhiên Hắc Long cũng dừng động tác, giống như cảm ứng được nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, ngươi là Diêu Nghiễm Hiếu tên lừa gạt kia chuyển thế sao? Trong mắt Hắc Long tràn đầy lửa giận, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Mạc Phàm không bất ngờ khi thấy Long Vương U Châu phát hiện ra, chỉ cười nhạt. Diêu Nghiễm Hiếu chuyển kiếp, người của Long Hoa Hội nói với ngươi như vậy sao? Bổn Vương không cần người nào nói cho ta biết, ngươi chỉ cần nói cho Bổn Vương đúng hay không? Hắc Long tức giận nói, giọng nói như sấm. Phải thì sao, mà không phải thì sao? Mạc Phàm cười hỏi. Phải, ngươi phải chết, không phải, ta cũng phải giết ngươi. Long Vương U Châu quát. Nó đường đường là Long Vương U Châu, nắm giữ vùng biển U Châu, lại bị một nhân loại khóa trong giếng hơn 600 năm. Cho dù Mạc Phàm không phải là Diêu Nghiễm Hiếu chuyển thế, Mạc Phàm cầm pháp khí của Diêu Nghiễm Hiếu thì nhất định phải chết. Mạc Phàm cười khẽ, trong mắt chớp lóe lam quang. Một lạc ấn giống như đúc trên người đám Long Nhược Tuyết, xuất hiện ở chỗ trán Long Vương U Châu. Ta tên là Mạc Phàm, không có quan hệ gì với Diêu Nghiễm Hiếu, nhưng là Long Vương của tiểu đội Thanh Long Long Tổ, người sắp ra rồi, gặp ở Yến Sơn thủ đô đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nhưng ta khuyên ngươi nên ở yên trong giếng, hay quay về U Châu đi, nếu không ngươi không có cơ hội ở trong giếng nữa đâu. Mạc Phàm nói tiếp. Mạc Phàm vừa nói những lời này, Long Vương U Châu nhíu mày, đôi mắt màu đỏ như đèn lồng dán sát vào Mạc Phàm. Cho dù năm đó Diêu Nghiễm Hiếu dùng địa mạch chi lực thủ đô, cũng khó khăn lắm mới giam được nó vào trong tỏa Long Tỉnh. Một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, vậy mà bảo nó còn không có cơ hội ở trong tỏa Long Tỉnh, khẩu khí lớn thật. Tiểu tử, quả thật ngươi không phải Diêu Nghiễm Hiếu chuyển thế, Diêu Nghiễm Hiếu không có lá gan lớn như ngươi, vậy mà dám nói chuyện với bổn vương như vậy. Long Vương U Châu trầm giọng nói. Ở trong mắt Long tộc, nhân loại chỉ là một con sâu nhỏ đáng chết mà thôi, một con sâu nhân loại lại dám nói chuyện với nó như thế. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Ở trước mặt Long tộc, nhân loại là côn trùng là con kiến, ở trong mắt hắn, sao Long Vương U Châu khổng lồ này lại không phải? Chúng ta gặp ở Yến Sơn đi, ngươi biết tìm ta thế nào chưa? Mạc Phàm cười nhạt nói, trong đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Trước khi chưa thấy Long Vương U Châu, hắn vẫn chưa xác định. Bây giờ hắn có thể chắc chắn, Long Vương U Long được thả ra là nhờ Long Hoa Hội giúp. Biết những chuyện này là đủ, nếu Long Hoa Hội dám thả con rồng này ra, vậy hắn sẽ để bọn họ xem hắn thu phục con rồng này thế nào. Con rồng này muốn ra thì ra đi, Long Vương U Châu cũng không tức giận, trong mắt lóe lên khinh thường. Tiểu tử, ở Yến Sơn đợi ta. Long Vương U Châu nói xong, ngửa đầu lên giống. Tiếng giống này vừa vang lên xong, thân thể nó lại biến to, tiếng tỏa liên nứt lại vang lên. Cả tỏa Long Tỉnh như ngọn núi lửa lắc lư dữ dội, nước giếng màu đen phun trào thông qua miệng giếng, như suối phun vĩ đại bắn thẳng lên bầu trời. Cũng may lúc này là buổi tối, nếu không chắc chắn sẽ khiến tạo ra chấn động. Nhưng cột nước màu đen này vừa phóng lên bầu trời. Vừa rồi trời đêm còn sáng sủa, bỗng nhiên có một cơn gió xuất hiện. Trong chớp mắt xoay tròn mây đen che khuất tất cả bầu trời. Bùm bùm, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, mưa lớn theo tiếng sấm rơi xuống không có dấu hiệu báo trước. Chỉ trong thời gian ngắn, trời giống như nổi giận, lôi vũ cùng đến. Tiếng rồng kêu vang lên, sắc mặt không ít người ở thủ đô thay đổi, nhao nhao xuất hiện trong màn mưa, nhanh chóng nhìn về phía tỏa Long Tỉnh. Sao lại thế này, chẳng lẽ con rồng kia đi ra ngoài rồi? Có người hỏi. Tỏa Long Tỉnh chỉ là truyền thuyết thần thoại đối với người bình thường, nhưng không là bí mật gì đối với bọn họ. Long ngâm, lôi vũ còn uy áp cường đại như vậy, chắc chắn là con rồng kia ra khỏi đó rồi. Chắc là vậy, thủ đô chỉ trấn áp rồng, chỉ có nó là còn sống, lần này sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Một người sắc mặt rất khó coi nói. Con rồng này muốn làm thủ đô ngập nước, mới bị phong ấn. Bây giờ bị nhốt trong giếng lâu như vậy. Nếu nó không hủy diệt thủ đô thì không phải là rồng rồi. Con rồng này bị phong ấn rất tốt,
sao bỗng nhiên lại xảy ra chuyện? Hơn 600 năm qua Tỏa Long tỉnh không xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên lúc này Long Vương lại phá được phong ấn, chắc chắn trong đó có gì mờ ám. Ông đã quên, gần đây thủ đô có ai đến sao? Ý của ông là Long Vương do Long Hoa Hội thả ra đối phó Mạc Phàm sao? Một người khác suy nghĩ một lát, hiểu ra nói. Mạc Phàm náo loạn ở Tử Nguyệt Trai một lát, chuyện Long Hoa Hội bị Mạc Phàm đánh bại đã giấy không thể gói được lửa, Long Vương U Châu bên này được thả ra, chắc chắn Long Hoa Hội không thoát khỏi liên quan. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Yên tâm đi, Long Hoa Hội cũng ở thủ đô, chắc chắn con rồng này sẽ không náo loạn ở thủ đô. 2. Tiên nhân đánh nhau, phàm nhân gặp tai ương, Long Hoa Hội cũng quá độc ác rồi. Lúc này vẻ lo lắng trên mặt người kia mới giảm bớt, nhưng vẫn thở dài nói. Như vậy thì thế nào, ai bảo bọn họ là Long Hoa Hội? Một người khác lắc đầu, vô cùng bất đắc dĩ nói. Cùng lúc đó, trong trang viên Long Hoa Hội, đám người Dạ Vô Nhai đứng ở nơi cao nhất trong trang viên, mưa còn chưa rơi vào người bọn họ, thì bị một tầng khí kình ngăn cản, chảy sang một bên. Trong mắt một đám người lóe sáng tinh quang, cùng nhìn về phía cột nước màu đen chọc trời. Hiệu suất làm việc của đám người Nhật Quốc này kém thật, đã đưa trận pháp trong Tỏa Long tỉnh cho bọn họ rồi, mà lâu như vậy mới thả được Long Vương U Châu ra. Một người trong đó bất mãn nói. Mặc kệ là thả ra khi nào, chỉ cần thả ra là được, còn lại phải xem tên tiểu tử Mạc Phàm đối phó như thế nào. Tôn Bán Y khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía người kia. Tôi cảm thấy chỉ qua một buổi trưa, tên tiểu tử Mạc Phàm kia có thể làm được trò chống gì. Một người khác phụ họa nói. Địa mạch chi lực ở thủ đô đều nằm trong tay chúng ta, cậu ta có thể làm được gì sao? Tôn Bán Y hừ lạnh một tiếng, cười nói. Diêu Nghiễm Hiếu được xưng là Long Vương Phật Đạo Nho, năm đó có thể phong ấn Long Vương U Châu chính là dựa vào trận pháp và địa mạch, lúc đó mới có thể làm được. Bây giờ, trận pháp giam rồng đã bị phá, địa mạch ở trong tay Hoa Long Hội, Mạc Phàm dùng cái gì để đối phó với Long Vương U Châu? Không phải Mạc Phàm rất kiêu ngạo sao, cậu ta chỉ kiêu ngạo được một lát thôi. Tôn Bán Y nói vậy, không ít người xung quanh bắt đầu cười theo. Các người cảm thấy Mạc Phàm có thể nổi giận trước mặt Long Vương U Châu được bao lâu? Có người hỏi. Đoán như vậy không có ý nghĩa gì, tôi cảm thấy không bằng như này, nếu Mạc Phàm có thể chống đỡ được một phút trước mặt Long Vương U Châu, thì để một người Mạc gia cậu ta còn sống, thế nào? Có người cười nói. Chủ ý này không tồi, tôi thấy được đó. Lông mày người bên cạnh nhếch lên, cười nói. Tôi cảm thấy không thành vấn đề, nhưng mà có cần thông báo cho tên tiểu tử kia hay không, tôi muốn thấy biểu cảm vùng vẫy suy nghĩ của tên tiểu tử kia, sẽ càng thú vị. Trong mắt thượng quan Vô Kỵ lóe lên một chút âm độc, nói. Vậy thông báo cho đám người Mạc gia ở Giang Nam đi, để cho bọn họ biết được kết cục của việc đắc tội với Long Hoa Hội chúng ta. Tôn Bán Y cười âm hiểm nói. Nếu đã thông báo, thì thông báo cho tất cả đi. Vô Nhai, ông cảm thấy thế nào? Tôn Bán Y quay sang hỏi Dạ Vô Nhai từ nãy đến giờ không có nói gì. Phái vài người đi làm đi, chúng ta đi xem Mạc Phàm có bản lĩnh gì. Vẻ mặt Dạ Vô Nhai không chút thay đổi nói. Hả? Đám người Tôn Bán Y nhướn mày lên, liền nghe thấy tiếng long ngâm rung trời vang lên. Trong cột nước chọc trời kia, hư ảnh chân long ngăn phần đuôi lại, phóng lên trời. Trong nháy mắt toàn bộ lôi điện nổ tung giữa tầng mây, một vùng trời đêm sáng lên giống như ban ngày, mưa như chút nước rơi từ trên bầu trời xuống. Cả một vùng trời sôi trào, giống như đang hoan nghênh chủ nhân của nó quay về. Long Vương U Châu giống như bầu trời, đầu rồng cực đại ló từ trong mây đen ra, hai mắt giống như cột sáng liếc nhìn thủ đô ở phía dưới. Mạc Phàm, ta chờ ngươi ở Yến Sơn. Nếu một tiếng sau ngươi và tiểu đội Thanh Long không đến, ta sẽ bảo thủy tộc U Châu đến Giang Nam nhà ngươi, giết một người Mạc gia. Âm thanh hạ xuống, tiếng sấm lại nổ tung, âm hưởng rung trời truyền đi rất xa, tiến vào trong tai từng tu sĩ. Nói xong, Long Vương U Châu biến mất vào trong mây đen dày đặc, dẫm xuống kinh lôi bay về phía Yến Sơn, đi đến đâu mưa rông mãnh liệt đến đó. Những lời này vừa vang lên, chỉ trong chớp mắt cả thủ đô đều rơi vào trong khiếp sợ. Người có tu vi thấp thì sắc mặt trắng bệch, đứng bất động tại chỗ, thân thể không ngừng run rẩy. Người có tu vi cao hơn một chút, sắc mặt cũng khó coi, nuốt nước bọt, nơm nớp lo sợ đi ra ngoài, nhìn gió thổi mây trôi trên bầu trời.
những người trước đó không xuất hiện, bây giờ đều chen chúc ra hết, kinh ngạc mà nhìn lên bầu trời, mồ hôi chảy ròng ròng xuống, mãi mà không nói nên lời. Khiêu chiến. Long Vương U Châu bị phong ấn mấy trăm năm khiêu chiến Mạc Phàm, chuyện này. Chuyện lần này ầm ĩ lớn rồi. Không ít người do dự, bước đi như bay về phía Yến Sơn. Long Vương khiêu chiến với Mạc Phàm, sao có thể bỏ qua? Trước khi Long Vương bị phong ấn là yêu thú thần cảnh, tuy bị phong ấn mấy trăm năm, đối với tuổi thọ của Long Vương mà nói không đáng kể chút nào, thực lực còn trên vạn thiên tuyệt thuộc cảnh giới bán thần. Nhất là Long Vương còn là Long tộc, cho dù Long tộc thuộc cảnh giới tiên thiên cũng lợi hại hơn con người đến cảnh giới thần cảnh, huống chi Long Vương cũng là thần cảnh. Không nói đến chuyện Mạc Phàm đấu với vạn thiên tuyệt, mặc kệ là ai thắng ai thua đều không thể bỏ qua cuộc chiến giữa Long Vương U Châu và Mạc Phàm. Chỉ trong phút chốc, cả thủ đô còn náo nhiệt hơn so với ban ngày, bóng người như mũi tên bay đến Yến Sơn. Chúng ta đi thôi. Khóe miệng Dạ Vô Nhai hơi nhếch lên, cuối cùng vẻ mặt bình tĩnh cũng hiện lên một chút hưng phấn, nói. Khi ông ta đến Tỏa Long tỉnh gặp Long Vương U Châu, cũng không có cảm nhận quá lớn. Bây giờ Long Vương U Châu chỉ có gầm lên giận dữ, nhưng khí tức cường đại như vậy ông ta tuyệt đối không cảm nhận được. Vạn Thiên Tuyệt không có. Lâm Thiên Nam cũng không có khí tức cường đại như vậy, Mạc Phàm ngoại trừ chết ra thì còn đường nào nữa. Đám Tôn Bán Y cười đắc ý, giống như đã nhìn thấy cảnh Mạc Phàm bị Long Vương U Châu xé thành mảnh nhỏ. Tôn Bán Y an bài vài người đi thông báo cho người Mạc gia, những người khác mang hào quang nở rộ trên người, mũi chân nhẹ nhàng điểm xuống đất, nhảy lên, giống như sao băng bay lên trời, bay về phía Yến Sơn. Bên cạnh Tỏa Long tỉnh, sau khi Long Vương biến mất, một đám mặc hắc y, trên lưng đeo trường kiếm màu đen hiện ra trong đêm tối. Người dẫn đầu nhìn lôi điện và mây đen rời đi trong không trung, chậm rãi kéo mặt nạ bảo hộ xuống, lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ như tranh vẽ. Một người đàn ông cao gầy đứng phía sau cô ta cũng tháo mặt nạ bảo hộ xuống, cười hung ác nham hiểm. Đám người này đúng là kẻ ngốc, vì đối phó người một nhà, không tiếc thả những thứ đáng sợ như vậy ra. Đây là bản tính của người nọ. Nếu không phải người nọ thích nội đấu, sao chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ? Mỹ nữ kia cười quyến rũ nói. Người nọ đúng là hết thuốc chữa, lần này Mạc Phàm kia gặp phiền phức rồi. Người đàn ông cười khinh thường nói. Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, lập tức thông báo cho Miyamoto Jun, nói với ông ta là đã có thể ra tay, nếu lần này lại thất bại, đừng quay về Nhật Quốc nữa. Sắc mặt vị Mỹ nữ kia phát lạnh, ra lệnh. Dạ, đại nhân. Người đàn ông kia cung kính cúi đầu với mỹ nữ kia, lui xuống. Người đàn ông kia mới vừa đi không bao lâu, một đám hắc phụ lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh mỹ nữ, nhanh chóng ngưng tụ ra một lão pháp sư. Satan đại nhân, ông cảm thấy tiểu tử hoa hạ này là đối thủ của con rồng kia không? Mỹ nữ nho nhã lễ độ hỏi. Lúc ta hưng thịnh, cũng không khác con rồng này lắm, cô cảm thấy tiểu tử hoa hạ này là đối thủ của con rồng kia sao? Lão giả chậm rãi nói. Con rồng này mạnh như vậy à? Lông mày mỹ nữ hơi nhướn lên. Nhưng mà tốt nhất là tiểu tử kia có thể làm con rồng đó bị thương, như vậy nhiệm vụ của chúng ta có thể hoàn thành dễ dàng. Lão giả ý vị thâm trường nói. Điều này cũng đúng, hy vọng tiểu tử kia không khiến chúng ta quá thất vọng. Mỹ nữ cười quyến rũ nói. Chúng ta cũng đi xem đi. Lão giả nói. Mỹ nữ khẽ gật đầu. Mang theo những hắc y nhân còn lại rời đi. Trong tứ hợp viên kia, đám Long Nhược Tuyết nhìn ngọc bội hình rồng trong tay Mạc Phàm, nghe dư âm của Long Vương U Châu trên bầu trời vang lên không ngừng, từng đôi mắt khẽ đảo, sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Trên ngọc bội, tỏa liên quanh thân ngọc long đều đứt ra, trong ngọc long chớp lóe một đạo hắc quang bay lên trên bầu trời, biến mất vào trong mây đen. Chuyện này có ý nghĩa gì, không nói cũng biết. Sao có thể như vậy? Rất lâu sau, lúc này Long Nhược Tuyết mới gian nan nói ra mấy chữ. Long tổ bọn họ phong ấn Long Vương U Châu mấy trăm năm, trước đây cùng lắm là phá được mấy sợi xích sắt giam rồng, vậy mà lần này lại phá phong ấn mà ra. Đám Long Nhược Tuyết, thỏ tử khẽ cúi đầu, vẻ lo lắng xuất hiện trên mặt bọn họ. Làm sao bây giờ? Diêu Nghiễm Hiếu phong ấn Long Vương U Châu được xưng là Long Vương cường đại nhất từ khi Long tổ thành lập tới nay. Lúc trước không có ai sau này cũng không tìm thấy,
người như vậy phải mượn ngoại lực mới phong ấn được Long Vương, có thể thấy Long Vương U Châu khủng bố thế nào. Tuy Mạc Phàm mới giết Vạn Thiên Tuyệt, đánh bại Long Hoa Hội, danh vọng vô song, cũng chưa chắc đã là đối thủ của con rồng này. Phải biết rằng con rồng kia là long tộc đứng đầu trong yêu thú, bất luận là cơ thể, thuật pháp và sức mạnh con người đều không so được. Khẽ động có thể hô phong hoán vũ, đứng yên cũng có thể chiêu vân lãng nguyệt. Bên cạnh đám Long Nhược Tuyết, tuy Tần Kiệt và A Hào không biết nhiều về Long Vương U Châu, nhưng cảm nhận được uy áp của Long Vương, sắc mặt bọn họ cũng không khá hơn chỗ nào. Mặt Sử Hàng lại càng đen như than, thân thể không biết là sợ hãi hay kích động mà run rẩy. Mấy ngày nay anh ta đi cùng Mạc Phàm nên thấy nhiều việc lạ, nhiều hơn mười mấy năm trước đó. Trước đó mới nhìn thấy pháp thuật, bây giờ lại gặp chân long trong truyền thuyết, anh ta cảm thấy trái tim mình sắp bùng nổ rồi. Vậy mà thật sự có rồng, vậy mà. Không ai ở đây trả lời vấn đề của Sử Hàng, tất cả đều nhìn về phía Mạc Phàm. Giọng nói của Long Vương U Châu rất lâu mới biến mất, lúc này Mạc Phàm mở to mắt, bạch quan trên ngọc bội hình rồng thu lại, không còn một chút sáng bóng. Hắn nhìn thoáng qua tiếng sấm lớn trên bầu trời, cười khẽ thì rời mắt, giống như không để Long Vương U Châu vào mắt. Mạc Phàm, chúng ta làm sao bây giờ, toàn bộ trận pháp trong tỏa Long Tỉnh bị hủy rồi, không còn biện pháp khóa Long Vương U Châu này lại. Long Nhược Tuyết nắm chặt tay, hỏi. Nếu trận pháp chỉ bị phá một phần, bọn họ còn có thể dùng trận pháp vốn có phong ấn Long Vương U Châu. Bây giờ không còn gì rồi. Trận pháp đã không thể thần phục nó, nếu nó không thần phục giết là được. Mạc Phàm trả ngọc bội hình rồng lại cho Long Nhược Tuyết, thản nhiên nói. Một con rồng mà thôi, không nói đến chuyện huyết thống rồng trên địa cầu đã không thuần khiết, ngay cả tổ long hắn đều từng thấy rồi, có gì phải lo lắng. Giết chết! Long Nhược Tuyết nhíu mày, sốt ruột rồi. Mạc Phàm thật sự cho rằng con rồng này là con rắn, muốn giết là giết sao? Cậu chắc chắn cậu có thể giết được nó sao, tôi thấy chúng ta nên quay về Giang Nam trước, rồi tính sau. Long Nhược Tuyết tức giận nói. Dựa theo ghi chép của Long Tổ, con rồng này đã đến thần cảnh. Cho dù Mạc Phàm cũng đến thần cảnh, nhưng người và rồng chênh lệch quá lớn, ai mạnh ai yếu không cần so sánh, đã vô cùng rõ ràng. Bây giờ quay về Giang Nam, có khả năng trong căn cứ Long Tổ còn đặt thứ gì đó năm ấy Diêu Nghiễm Hiếu để lại. Nói không chừng còn chế ngự được con rồng này, tốt hơn để Mạc Phàm đi chịu chết. Mạc Phàm lắc đầu cười, một tay vươn về phía đám Long Nhược Tuyết, một ấn ký sáng lên trong lòng bàn tay hắn. Ấn ký này vừa sáng lên, lạc ấn trên người đám Long Nhược Tuyết lập tức bay ra, tụ tập về phía tay Mạc Phàm. Chỉ trong chớp mắt, mấy lạc ấn đều biến mất trong tay hắn, biến thành ký hiệu kỳ lạ màu đen. Ký hiệu này sáng tắt vài cái, liền biến mất trong tay Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu làm gì vậy? Long Nhược Tuyết nhíu mày, cảm thấy khó hiểu hỏi. Các cô quay về Giang Nam trước đi, tôi đi gặp con rồng kia. Mạc Phàm thản nhiên nói. Có thứ này khắc lên, đám Long Nhược Tuyết trốn cũng không trốn thoát, chuyển rời những lạc ấn này lên người hắn, đúng lúc để con rồng kia biết hắn là Mạc Phàm. Cậu muốn đi chịu chết à? Long Nhược Tuyết nắm chặt tay, tức giận nói. Mạc Phàm thắng Vạn Thiên Tuyệt xem như là có chuẩn bị, bỗng nhiên Long Vương U Châu này xuất hiện, vốn dĩ khó lòng phòng bị, Mạc Phàm lấy gì giết chết Long Vương U Châu, cho Long Vương U Châu nhét kẽ răng còn được. Chịu chết! Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt. Nhà đầu Long Nhược Tuyết này đúng là coi trọng con rồng kia, trái lại hắn có thể cho con rồng này nhét kẽ răng, nhưng không biết con rồng này có bản lĩnh đó hay không. Hắn không giải thích với Long Nhược Tuyết, ngón tay sáng lên. Tiếng sấm vang lên bùm bùm, lôi điện chu tà kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ngón tay hắn khẽ búng, lôi kiếm như long bay lên, biến mất vào trong bầu trời dày đặc tầng mây. Lôi kiếm này vừa biến mất trong tầng mây, trên bầu trời xung quanh tứ hợp viện, mưa to đột nhiên dừng lại, tầng mây thật dày nhanh chóng tản ra, lộ ra trời đêm sáng sủa, ngôi sao và trăng sáng. Mưa dừng lại, Mạc Phàm dẫm lên trên không trung, như đi lên bậc thang đứng giữa không trung. Mới đi mấy chục mét, hắn dừng lại. Tiểu Kiệt, A Hào, Sử Hàng mọi người quay về Giang Nam trước đi. Mạc Phàm nghiêng đầu nói với đám Tần Kiệt. Long Hoa Hội có thể thả Long Vương U Châu ra, nói không chừng bước tiếp theo là vũ khí tiên tiến, hay mời Nho Môn Sơn Ngoại Sơn ra, trái lại hắn không sợ những thứ này, nhưng mang theo đám Tần Kiệt thì không dễ như vậy,
vẫn nên bảo bọn họ rời đi trước tốt hơn. Sư phụ, con đi cùng người. Tần Kiệt nhíu mày nói. Không cần, nơi này có mình sư phụ là được, còn đối phó thủy tộc U Châu ở Giang Nam, một thủy tộc dám tới Giang Nam, thì giết một người, không cần lưu tình. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, thản nhiên nói. Nếu hắn không phải đối thủ của Long Vương U Châu, Tần Kiệt đi theo cũng là cho Long Vương nhét kẽ răng, một mình hắn đủ rồi. Không phải Long Vương U Châu phái thủy tộc U Châu tới Giang Nam đối phó người Mạc gia hắn sao, tới bao nhiêu bảo Tần Kiệt giết bấy nhiêu. Dạ, Tần Kiệt do dự một lát, vẫn gật đầu. Ba người ngồi lên chiếc xe kia rời khỏi tứ hợp viện đi về phía Giang Nam. Mạc Phàm rời mắt, nhìn về phía đám Long Nhược Tuyết. Nếu mọi người không muốn quay về Giang Nam, có thể đi cùng tôi, xem tôi chảm Long. Không phải Long Nhược Tuyết không tin thực lực của hắn sao, vậy để Long Nhược Tuyết thấy thực lực của hắn. Hắn nói xong không để ý đến đám Long Nhược Tuyết, cước đạp hư không, lập tức đi về phía Yến Sơn. Lôi kiếm lôi quang mãnh liệt theo sát xung quanh hắn, như sấm điện tinh linh, không ngừng phóng ra lôi điện. Hắn đến chỗ nào, tầng mây thật dày giống như sợ thực lực của Mạc Phàm, nhao nhao nhường ra một lối đi, tiếng sấm tắt, hạt mưa biến mất. Một khắc trước lôi vũ nổ vang, lúc này bầu trời quang đãng, thanh thế to lớn, không kém Long Vương U Châu chút nào. Long Nhược Tuyết nhìn Mạc Phàm như thần linh, cau chặt mày, do dự một lát. Đi! Cô nghiến răng đuổi theo Mạc Phàm, đám thỏ tử theo sát phía sau. Yến Sơn, vùng ngoại thành phía tây nam thủ đô, là yếu địa chiến lược thời cổ. Cho dù là bây giờ, trong đó cũng bố trí không ít lực lượng quân sự Hoa Hạ. Vì nguyên nhân này, bình thường trong Yến Sơn có ít người tới. Nhưng lúc này gần Yến Sơn không chỉ có đầy người, còn có hơn 10 phi cơ trực thăng quân dụng và máy bay chiến đấu đi đi lại lại xung quanh. Giữa người và phi cơ trực thăng là một vùng đất lõm xuống do Đại Sơn tạo thành. Cơ thể cao lớn của Long Vương U Châu cao giống như núi, dài như con sông ở giữa rừng, vảy cỡ bàn tay phiếm hắc quang sắc bén, hai mắt tỏa ra huyết quang, không ngừng gầm thét, khí tức vô cùng hung hãn dập dờn mà ra. Động vật trong trăm dặm xung quanh, cho dù là cá bơi trong nước, thú trên đất, bay lên trời, hay là động vật và trùng tử trong lòng đất đều run rẩy phủ phục trên đất, giống như gặp được vương của mình. Không chỉ những động vật này, cường giả xung quanh cũng trợn mắt há miệng. Đó là rồng trong truyền thuyết sao? Tuy bọn họ biết Hoa Hạ có rồng, nhưng nhìn thấy rồng sống tuyệt đối là lần đầu tiên. Đúng là khủng khiếp. Trong mắt không ít người chớp lóe vẻ khiếp sợ, nói. Con rồng này chỉ ở đó thì đất rung núi chuyển, ý niệm vừa động, có thể hô mưa gọi gió. Cường đại như vậy, ngay cả vũ khí chiến đấu hạng nặng ở trên trời đã không làm gì được nó. Đừng nói đến pháp khí của bọn họ. Trong vùng đất, trong mắt Long Vương U Châu tỏa ra hung quang, liếc mắt nhìn máy bay chiến đấu ở xung quanh, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, tựa như nhìn con kiến dưới chân. Hơn 600 năm, trái lại vũ khí của nhân loại tiên tiến hơn nhiều, nhưng con người cũng yếu đi nhiều. Xung quanh ngay cả một người thần cảnh cũng không có, đúng là khiến nó thất vọng. Nó vốn định giết mấy cao thủ thần cảnh để chút giận cho việc bị nhốt mấy trăm năm. Xem ra chuyện này không có khả năng, quá yếu. Lúc nó đang bực bội, hai chiếc máy bay chiến đấu lượn vòng quanh đầu nó, lông mày nó lập tức nhíu lại. Đều cút ra xa chút cho bổn vương, nếu không bổn vương sẽ diệt hết các ngươi. Long Vương U Châu giận dữ hét. Giọng nói mới vang lên, một cơn kình phong lập tức lấy nó làm trung tâm, thổi ra xung quanh. Cây cối trên núi xung quanh giống như mỏi lưng bị gãy hết, hai cái máy bay chiến đấu cũng như diều bị lật. Lật mấy vòng trong không trung rồi rơi xuống ngọn núi. Trong cabin, sắc mặt hai phi công cấp tinh anh trắng xanh, gần như không do dự nhảy ra, chậm rãi nhảy dù rơi xuống đất. Hai tiếng bùm, thật to vang lên, ngọn lửa phóng lên trời cách ngọn núi không xa, hai máy bay chiến đấu có giá trị hơn 10 triệu bị phá hỏng. Không ít người nuốt nước bọt, sắc mặt thay đổi, không do dự lùi về sau. Những phi cơ trực thăng và máy bay chiến đấu sắp lao xuống vội vàng bay ra xa, không dám lại gần hơn nữa. Chúng ta cũng lùi về sau một chút đi. Dạ Vô Nhai vẫy tay, một đám người lùi lên một đỉnh ngọn núi. Long Vương U Châu thấy mọi người lùi lại, trên mặt hiện lên tươi cười đắc ý. Nó rời mắt, nhìn về phía hai phi công rơi xuống đất. Không có cao thủ thần cảnh để chút giận, lấy hai tên tiểu tử không mắt này phát tiết trước cũng không tệ.
Hai phi công thấy cong rồng lớn như vậy đi tới, trong chớp mắt khuôn mặt không có chút huyết sắc. Máy bay chiến đấu không chịu nổi một kích của con rồng này, càng không nói đến bọn họ. A, một phi công trong đó lấy súng lục ra, giống như nổi điên bắn về phía Long Vương. Đạn bắn vào mặt Long Vương, âm thanh pằng pằng vang lên, tia lửa chớp lóe, ngay cả bạch ấn đều không để lại rồi rơi xuống. Các ngươi xong rồi, vậy đến lượt bổn vương. Long Vương U Châu cười khinh thường, long chảo có kích cỡ gần bằng núi nhỏ nâng lên, lập tức chùm lên hết bọn họ. Long chảo hạ xuống. Bùm một tiếng, trong mắt hai người tràn đầy tuyệt vọng, không có ý nghĩ chạy trốn quỳ trên đất. Người đàn ông nổ súng do dự, anh ta nhắm chặt mắt lại, họng súng để ở ngay huyệt thái dương mình. Cho dù tự sát cũng tốt hơn bị rồng đè bẹp. Có không ít người ở xung quanh nhíu mày, nhưng không dám ra tay. Đó là Long Vương U Châu, yêu thú thần cảnh. Gần trăm năm qua Hoa Hạ chưa từng xuất hiện cao thủ thần cảnh, người nào dám ngăn cản người đó sẽ bị giết. Long Vương U Châu này mới đi ra, ai dám động vào nó thì phải chết. Không ai ở đây dám ra tay, tất cả đều lựa chọn im lặng. Long chảo này còn chưa hạ xuống chỗ hai người. Bùm bùm, hai tiếng lôi vang lên, lôi quang cách trước người hai phi công, hóa thành hai bàn tay to nắm lấy hai người. Điện quang chớp lóe, hai người được bàn tay to kia kéo ra khỏi phạm vi móng vuốt của Long Vương U Châu, lập tức bay đến một phi cơ trên bầu trời. Khi hai người trợn mắt, đã ở trong cabin một phi cơ trực thăng. Hai người nhìn thoáng qua nhau, giống như đang nằm mơ. Bọn họ đã chờ chết rồi, một người còn chuẩn bị tự sát, ai biết bọn họ không chết, còn từ mặt đất đến máy bay trong không trung. Không chỉ hai bọn họ, chiến sĩ trong máy bay trực thăng cũng dụi mắt, hoàn toàn không thể tin được. Một đám người vô cùng khiếp sợ, nhìn về phía điện quang, lông mày lập tức nhướng lên. Cậu ta là... Chỉ thấy Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt đi trong không trung. Rõ ràng là dẫm lên không khí, nhưng không khác gì đi trên mặt đất. Không chỉ như vậy, Mạc Phàm đến chỗ nào, Vân Khai Vũ Tán, nơi đó sẽ là một vùng trời đêm sáng sủa, như thần linh bừng tỉnh nắm giữ khí trời. Hai điện quang kia nhanh chóng rút về, đến bên cạnh Mạc Phàm, biến thành một thanh điện kiếm, lúc cao lúc thấp bay quanh Mạc Phàm, tựa như đứa bé. Không chỉ có hai phi công được cứu nhìn Mạc Phàm, mọi người ở đây cũng nhìn theo, trước mắt lập tức sáng lên. Mạc Phàm đến rồi. Cậu ta là Mạc Phàm sao, thật trẻ tuổi. Có người nhìn Mạc Phàm, khó mà tin nói. Tuy Mạc Phàm đánh bại Long Hoa Hội trước, sau đó xuất hiện ở Tử Nguyệt Trai, đã có không ít người nhìn thấy. Nhưng số người này quá ít so với thế gia, tông phái như mây ở thủ đô. Cho nên phần lớn mọi người còn chưa gặp Mạc Phàm. Chẳng trách tiểu tử này có thể đánh bại Vạn Thiên Tuyệt và Long Hoa Hội, quả thật không đơn giản, có người hơi bất ngờ, cảm thán. Long tộc là thần linh hưng phong bố vũ trong truyền thuyết Hoa Hạ. Long Vương U Châu này vừa xuất hiện, trong chớp mắt cả thủ đô có mưa rơi xuống. Mạc Phàm đi đến chỗ nào, mưa của Long Vương U Châu sẽ mất đi, thực lực của Mạc Phàm đã rõ. Không đơn giản thì thế nào, ông cảm thấy người có thể giết rồng được sao? Một người bên cạnh khinh thường nói. Trong sơn cốc, sắc mặt Long Vương U Châu vô cùng khó coi, giống như không nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao. Long Vương U Châu nâng cái đầu to lên, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm, long chảo giơ lên hạ xuống. Rầm, trên mặt đất lập tức xuất hiện vết rạn như mạng nhện, vết rạn nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, đến chỗ nào chỗ đó đất rung núi chuyển, giống như động đất tuyết lở. Tiếng ù ù vang lên, vẻ mặt mọi người lập tức thay đổi. Tiểu tử, lá gan của ngươi lớn nhỉ, người bổn vương muốn giết, ngươi cũng dám cứu. Long Vương U Châu trầm giọng nói. Nó há miệng, trong lôi vân trên đỉnh đầu nó có tiếng sấm nổ bùm bùm, giống như tiểu binh đang tạo thế cho vương của mình. Người mà Long Vương U Châu nó muốn giết lại được người ta cứu, chuyện này không khác gì đánh vào mặt nó. Trên bầu trời, ánh mắt Mạc Phàm trong veo mà lạnh lùng nhìn Long Vương U Châu. Ngươi đừng nói lời vô nghĩa nữa. Nếu ngươi chỉ có những lời này, ngươi có thể câm miệng rồi. Nếu hắn nhát gan, thì tới nơi này làm gì? Nếu dám đến, vì sao không dám ra tay cứu người khỏi ác long? Mạc Phàm vừa nói những lời này, không ít người sửng sốt, sau đó hô hấp bị kiềm hãm. Ở trước mặt Long Vương U Châu, rất nhiều người đứng còn không đứng vững, đứng vững cũng không dám nhìn thẳng Long Vương U Châu. Tuy Mạc Phàm đứng trên bầu trời,
nhưng ở trước mặt Long Vương U Châu khổng lồ, vẫn như gặp sư phụ, vậy mà dám nói chuyện với Long Vương U Châu như thế. Tiểu tử này không chỉ có gan lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Nghe con mới đẻ không sợ hổ, đợi tiểu tử này đến tuổi chúng ta mới biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Chuyện này cũng không thể trách cậu ta được, trên đường đi của tiểu tử này chưa bao giờ gặp phải đối thủ, khó tránh khỏi tự cao tự đại. Một lão giả nói rất rõ ràng, giống như ông ta hiểu rất rõ Mạc Phàm. Tự cao tự đại cũng không sao, nhưng phải nhìn xem đối mặt với người nào, chắc chắn lần này tiểu tử kia chịu thiệt rồi. Một người khác nói, bây giờ Mạc Phàm có thực lực cường đại như vậy, đợi một thời gian nữa Mạc Phàm có thể thành người rất mạnh ở Hoa Hạ, thậm chí là trên thế giới. Mạc Phàm lại cậy mạnh trước mặt Long Vương U Châu, không nói đến huyết thống cao quý của Long Vương U Châu, thực lực thần cảnh không thể khinh thường được, cho dù Mạc Phàm là cao thủ thần cảnh cũng vậy. Đáng tiếc cho một mầm non tốt. Một lão giả tiếc hận nói. Cách đó không xa, đám người Long Hoa Hội cười lạnh lùng. Mạc Phàm thân là Long Vương Long Tổ, đã là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Long Vương U Châu, vậy mà dám nói với Long Vương U Châu như vậy. Kết cục Mạc Phàm chọc giận Long Vương U Châu chính là bị Long Vương U Châu diệt, đây là cảnh mà bọn họ muốn nhìn thấy nhất. Không chỉ có đám Long Hoa Hội, trên một đỉnh núi ở phía đối diện Long Hoa Hội, lông mày mỹ nữ mặc hắc y cũng nhăn lại, trong đôi mắt lóe lên vẻ phức tạp. Satan đại nhân, tiểu tử này đúng là càn rỡ. Cho dù là cô ta khi đối đầu với con rồng này cũng có ý nghĩ muốn quỳ xuống, vậy mà Mạc Phàm không để Long Vương U Châu vào mắt, giống như con rồng này là con rắn. Lão giả ẩn nấp trong hắc vụ nhướng mày liếc mắt nhìn về phía bầu trời, nhìn Mạc Phàm ở trong không trung, trong mắt lóe lên dị sắc. Có phải càn rỡ hay không, cô sẽ biết nhanh thôi. Lão giả khàn khàn nói. Ý của Satan đại nhân là tiểu tử đó. Mỹ nữ mặc hắc y nhướng mày, lộ ra chút khó hiểu. Không sai, chỉ sợ cậu ta còn lợi hại hơn chúng ta nghĩ nhiều. Lão giả cười nói. Làm sao có thể? Mỹ nữ mặc hắc y lại liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nói. Mạc Phàm đi trong không trung là chuyện không khó đối với nhiều tiên thiên tông sư, loại trừ mưa gió cũng không phải chuyện gì đáng ngại. Ngoại trừ kiêu căng ra, người Hoa Hạ này có gì đáng sợ, cô ta không biết. Lão giả cười không nói gì thêm, nhìn về phía Mạc Phàm và Long Vương U Châu. Trong sơn cốc, đôi mắt to như đèn lồng của Long Vương U Châu co rụt lại, sắc bén lóe ra bốn phía, trong chớp mắt nhiệt độ xung quanh giảm xuống dưới 20 độ. Mạc Phàm chỉ là một nhân loại nhỏ bé, cứu người dưới tay nó còn chưa tính, khẩu khí cũng lớn như vậy. Long Vương U Châu nó sống mấy ngàn năm, gặp vô số tu sĩ nhân loại cường đại, nhưng chưa một ai dám nói chuyện với nó như vậy. Nhất là người tuổi như Mạc Phàm, lại càng không có nửa người. Tiểu tử, người biết chữ tử viết thế nào không? Long Vương U Châu trầm giọng nói. Mạc Phàm cười khẽ, lắc đầu. Tôi không biết chữ tử viết thế nào, nhưng tôi biết làm sao khiến một con rồng chết. Hắn đường đường là y tiên bất tử, biết làm sao cứu một con rồng, cũng biết làm sao giết được con rồng. Long Vương U Châu nheo mắt, trong mắt nó tràn đầy lửa giận. Nhưng mà ngay sau đó, nó không chỉ không nổi giận, trái lại còn cười hung ác nham hiểm. Khá lắm, tiểu tử, vậy bản Long Vương sẽ dạy ngươi viết chữ tử thế nào? Nói xong nó không nói nhiều lời vô nghĩa với Mạc Phàm nữa, há cái mồm to như bồn máu. Bùm bùm, tiếng lôi khiến người ta đau nhức màng tai vang lên. Một đạo tia chớp còn thô to như cái đùi xuất hiện từ miệng nó, gập lại trong không trung, tựa như một thanh đao chém về phía phi cơ trực thăng kia. Không phải tiểu tử này rất thích cứu người sao, vậy nó cứ giết hai người kia, xem tiểu tử này cứu thế nào. Tốc độ tia chớp vô cùng nhanh. Trong chớp mắt đã đến trước phi cơ trực thăng. Hai phi công kia vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nhìn thấy tia thiểm điện kia đánh tới, sắc mặt thay đổi. Không chỉ có anh ta, vẻ mặt những người khác trên phi cơ trực thăng cũng ngẩn ra, muốn chạy trốn, nhưng cơ thể giống như bị đóng đinh, vốn không nghe sai bảo. Thấy tia thiểm điện sắp đánh vào phi cơ trực thăng, nổ phi cơ trực thăng thành mảnh nhỏ. Trong một con mắt Mạc Phàm chớp lóe kim quang, nhìn về phía phi cơ trực thăng kia. Hai chữ vang lên từ miệng hắn. Luân hồi. Hai chữ mới vang lên, một vòng xoáy màu vàng to lớn lập tức xuất hiện trước phi cơ trực thăng. Lôi điện biến mất vào trong vòng xoáy, tựa như châu đất xuống biển không tạo ra ảnh hưởng gì liền biến mất không thấy.
Trên phi cơ trực thăng, mọi người nhìn vòng xoáy kia lại sửng sốt. Chỉ sợ đạo thiểm điện kia còn hòa tan được sắt thép, Mạc Phàm chỉ liếc mắt một cái liền hóa giải được lôi điện. Chuyện này, còn không đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn người điều khiển trong cabin, nhắc nhở. Lúc này người trong phi cơ trực thăng mới lấy lại tinh thần, người lái máy bay không do dự bay về nơi xa. Bọn họ ở đây cũng không giúp được gì, còn bị Long Vương nhìn chằm chằm, vẫn nên nhanh rời đi tốt hơn. Chỉ là phi cơ trực thăng này mới rẽ ở trong không trung, còn chưa bay ra, một trong hai phi công được Mạc Phàm cứu nhìn sau lưng phía xa Mạc Phàm, sắc mặt lập tức thay đổi. Mạc tiên sinh cẩn thận. Tuy anh ta không biết Mạc Phàm, nhưng giọng nói của Long Vương U Châu truyền khắp thủ đô, chỉ có khả năng người thanh niên này là Mạc Phàm danh chấn Hoa Hạ. Được người này nhắc nhở, mọi người vội vàng nhìn về phía sơn cốc, sắc mặt đều thay đổi. Bỗng nhiên Long Vương U Châu ở trong sơn cốc không thấy nữa, tựa như ảo giác biến mất trong hư không. Bùm, không ít người chảy đầy mồ hôi lạnh. Thân thể Long Vương U Châu khổng lồ như vậy, động như sấm, đi như núi, nhất cử nhất động đều mang động tĩnh động đất tuyết lở, cứ biến mất như vậy, không có một chút âm thanh nào, như vậy càng đáng sợ. Mọi người chậm rãi quay đầu, lại nhìn về phía Mạc Phàm đứng trên không. Chỉ thấy hình rồng to lớn huyễn hóa mà ra ở sau lưng Mạc Phàm, cùng tiếng long ngâm vang vọng bầu trời. Tiểu tử, bổn vương cũng xem ngươi giết chết rồng thế nào. Không phải Mạc Phàm thích cứu người sao, vậy thì dùng mạng mình đổi đi. Nó nói xong, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, long chảo to lớn của nó xẹt qua bầu trời, để lại năm đạo bạch ngân trong không khí, sau đó lôi điện nhanh chóng đánh xuống. Bùm một tiếng thật lớn. Long chảo vỗ vào Mạc Phàm trên bầu trời, đánh mạnh xuống đất. Đất đai trong sơn cốc chấn động, sơn thể run rẩy, tựa như có một trái bom nổ mạnh trong sơn cốc, một vùng thổ thạch, bụi bặm phóng lên trời, một đợt sau đó lại một đợt, rất lâu sau mới dừng lại. Không ít người ở bốn phía nuốt nước bọt. Long Vương U Châu to gần như một con thuyền, yêu thú khổng lồ như vậy còn có tốc độ nhanh đến thế, đúng là đáng sợ. Nếu là tôi, chắc là đã bị Long Vương đánh thành mảnh rồi. Một người đàn ông gầy yếu khiếp sợ nói. Long tộc không hổ là yêu tộc cao nhất, nếu là tôi chỉ sợ cũng. Không chỉ có ông, tên tiểu tử kia cũng không có khả năng sống sót rồi. Có người lẩm bẩm nói, trên mặt đều là khiếp sợ. Một chảo của Long Vương U Châu, cho dù là một ngọn núi cũng bị đánh nát hơn nửa, huống chi là người, Mạc Phàm cũng không ngoại lệ. Vẻ mặt đám Long Nhược Tuyết đang vội vàng tới ngẩn ra, trong mắt lộ vẻ khó mà tin. Sao có thể như vậy? Chỉ một chiêu Mạc Phàm đã bị giết. Long Hoa Hội và mỹ nữ mặc hắc y đều cười. Mạc Phàm ở trước mặt Long Vương U Châu, cũng chỉ thường thôi. Khoan hãy vui mừng sớm như thế, tên tiểu tử kia không chết dễ như vậy đâu. Dạ Vô Nhai lạnh nhạt nói. Hửm, những người xung quanh ông ta nhíu mày, trong mắt chớp lóe tinh quang. Nhìn về phía gần Long Chảo. Một chảo của Long Vương U Châu đánh tới, con rồng nhớn mày. Tiểu tử, đầu óc cậu vô cùng ngu dốt, trái lại tốc độ rất nhanh. Long Vương U Châu vừa nói xong, ở cách đó không xa, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt xuất hiện. Mạc Phàm vừa xuất hiện, không ít người nhíu mày. Tiểu tử này không chết sao? Sao cậu ta trốn được? Tốc độ nhanh thật, lợi hại. Bọn họ đều không nhìn thấy. Mạc Phàm liền thoát khỏi dưới móng vuốt của Long Vương U Châu, không thể nói tốc độ này không nhanh. Mạc Phàm không để ý ánh mắt của những người xung quanh, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Long Vương U Châu một cái. Hợp lại tốc độ, giở thủ đoạn. Con rồng này tấn công thẳng trước, hấp dẫn lực chú ý của hắn, sau đó tăng tốc thi triển lôi đình nhất kích đến bên hắn. Tốc độ không chậm, chú ý cũng không tệ, đổi lại là những người khác có khả năng chết trên tay con rồng này rồi. Nhưng ở trước mặt hắn còn kém xa. Kỹ xảo như vậy, có thể lừa được cảm ứng của hắn sao? Thế nào, tiểu tử, tốc độ của cậu cũng không chậm, có dám chơi với bổn vương một lát không? Chỉ cần ngươi trốn được một lần, ta sẽ giết hít một người Mạc gia, thế nào? Long Vương U Châu vươn đầu ra, đầy hứng thú cười nói. Nó vừa dùng bí pháp Long Thiểm chi thuật của Long tộc, tốc độ rất nhanh có thể nói là có 102. Nếu không phải tiến vào trong trận pháp của Diêu Nghiễm Hiếu, lão già Diêu Nghiễm Hiếu kia có thể giam được nó sao? Cho dù nó ở trong trận pháp của Diêu Nghiễm Hiếu, cũng thiếu chút nữa chạy được ra ngoài. Nếu không phải Diêu Nghiễm Hiếu liều mạng với thọ nguyên của mình,
sao nó có thể bị phong ấn hơn 600 năm? Vậy mà tốc độ như thế không thể thương tổn được tiểu tử này không đơn giản. Nếu gặp được tiểu tử thú vị như thế, lập tức giết chết thì quá đáng tiếc, dù thế nào cũng phải chơi đùa một lát. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Năm ngón tay hắn mở ra, lôi kiếm xuất hiện trong tay hắn. Lôi kiếm như tay hắn, răng rắc một tiếng nhanh chóng kéo dài, trong chớp mắt từ ba thước thành dài 10 trượng. Mắt hắn nheo lại, nhìn về phía Long Vương U Châu. Muốn chơi với ta, ta chơi với ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu Long Vương U Châu này muốn chơi, hắn đâu có đạo lý không phụng bồi. Nhưng nếu ngươi không đánh chúng, thì ăn một kiếm của ta đi. Tiểu tử, nếu ngươi có thể theo kịp tốc độ của bổn vương sẽ ăn một kiếm của ngươi, nhưng ngươi không có cơ hội ơn nịp. Long Vương U Châu nhếch miệng cười. Nó thốt ra âm phù kỳ lạ, bỗng nhiên thân thể biến mất. Mắt mọi người chớp lóe ra tinh quang, nhãn lực phát huy đến mức tận cùng, nhìn về phía Long Vương U Châu. Lần trước bọn họ đều không thấy rõ, cuối cùng lần này cũng thấy được. Long Vương U Châu vừa cử động, trái lại xung quanh bọn họ không đổi nhanh, mà biến chậm gấp bội lần, giống như tua chậm trong phim. Long Vương U Châu ở trong màn ảnh chậm hơn gấp 10 lần, còn như một đạo tia chớp màu đen xẹt qua trước mắt bọn họ. Không ít người chỉ nhìn thấy đuôi rồng, sau đó mắt không theo kịp, chớp mắt một cái nhìn Long Vương U Châu, Long Vương U Châu đã đến bên cạnh Mạc Phàm. Nhìn tốc độ này của Long Vương U Châu, không ít người ngầm nuốt nước bọt. Mạc Phàm cách Long Vương U Châu 100 mét, khoảng cách xa như vậy mà Long Vương U Châu đã đi đến với tốc độ chỉ trong chớp mắt. Tốc độ như vậy, ai có thể đỡ nổi? Long Vương U Châu đến bên cạnh Mạc Phàm, nó lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười nói. Tiểu tử, bổn vương tóm được ngươi rồi. Ngay sau đó con rồng há to miệng, trên răng nanh chớp lóe sắc bén, không đợi Mạc Phàm phản ứng kịp, trực tiếp nuốt cả người Mạc Phàm mang theo kiếm. Xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Kết thúc rồi sao? Có người nhìn xung quanh nói. Đúng lúc này, Long Lân trên lưng Long Vương U Châu dựng đứng, mắt nó nheo lại. Không hay rồi. Nó gần như không do dự muốn chạy trốn, liền nghe thấy sau lưng có âm thanh như khi ngàn chim bay vang lên. Nó còn chưa kịp chạy trốn, lôi kiếm 10 trượng trực tiếp chém lên người nó, tốc độ đã không thể dùng nhanh để hình dung. Nếu tốc độ của Long Vương U Châu giống như gió, vậy tốc độ của Mạc Phàm là ánh sáng. Long Toàn Phong còn để lại dấu vết, nhưng ánh sáng bây giờ nhìn thấy không biết là bao nhiêu năm ánh sáng, tốc độ nhanh chậm đại biểu rất rõ. Bùm, lôi điện nổ tung trên người Long Vương U Châu, không gian chấn động, lay động dữ dội, giống như sắp phá vỡ. Cơ thể to lớn của Long Vương U Châu lập tức rơi xuống mặt đất dưới một kiếm này. Mọi người lập tức sửng sốt, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Long Vương U Châu đã rất nhanh rồi, nhưng không là gì ở trước mặt Mạc Phàm, giống như người lớn bắt nạt trẻ con. Sắc mặt đám Dạ Vô Nhai và người phụ nữ mặc hắc y khó coi, trong mắt đều là khó mà tin. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ thấy Mạc Phàm ra tay, ngay sáng nay bọn họ gặp Mạc Phàm ở trong trang viên Long Hoa Hội. Trận pháp, y thuật và pháp lực của Mạc Phàm thật sự nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ, nhưng ai có thể ngờ tốc độ của Mạc Phàm cũng nhanh như vậy. Sao lại có chuyện này? Sao tốc độ của tiểu tử này lại nhanh như vậy? Nếu cậu ta dám đến đây, không phải thật sự có thể giết Long Vương U Châu này đấy chứ? Mắt Long Vương U Châu mở to, sau đó nổi giận thét lên. Không đợi cơ thể to lớn của nó rơi xuống đất, thân thể nó nhoáng lên một cái, lại xuất hiện gần Mạc Phàm. Tiểu tử, ta không tin tốc độ của ngươi luôn nhanh hơn ta. Tốc độ cường đại không chỉ có tốc độ là được, còn phải có thân thể cường đại. Tựa như phi cơ, tốc độ còn nhanh hơn cả ô tô. Nhưng nếu làm bằng giấy, đừng nói bay lên trên trời, sẽ tứ phân ngũ liệt trên đất. Con người cũng vậy, nếu cơ thể không đủ mạnh, tốc độ thi triển lần một không sao, lần hai lần ba cơ thể sẽ không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng cũng sụp đổ. Nó thân là long tộc, cơ thể mạnh gấp mấy chục lần yêu tộc khác, cơ thể yêu tộc bình thường đều mạnh hơn người bình thường. Mạc Phàm chỉ là một nhân loại, sao có thể chịu nổi tốc độ nhanh như vậy? Nó vừa đến phía sau Mạc Phàm, lần này còn chưa kịp tấn công. Bỗng nhiên cơ thể Mạc Phàm di chuyển với tốc độ khó mà tin, từ quay lưng biến thành đối mặt, nhanh giống như hắn thật sự đối mặt với Long Vương U Châu, làm cho người ta có ảo giác khó mà hình dung.
Mạc Phàm xoay người lại, trong tay không có lôi kiếm, mà là một phần hai hỏa kiếm. Ngọn lửa trên thân kiếm tăng vọt, một kiếm kình thiên chém lên người Long Vương U Châu. Bùm, tiếng nổ vang vọng trời đất, tia lửa bắn ra bốn phía. Long Vương U Châu kêu lên đau đớn, tựa như diều đứt dây bay về phía xa. Trong đôi mắt to như đèn lồng tràn đầy lửa giận. Bổn vương không tin. Cơ thể nó nhoáng lên một cái, lại bay về phía Mạc Phàm. Kết quả không khác trước, nó vừa đến bên cạnh Mạc Phàm, trước còn có vẻ như ăn sạch Mạc Phàm, sau còn chưa tới bên cạnh Mạc Phàm đã bị kiếm trong tay Mạc Phàm chém. Nó bị kiếm của Mạc Phàm chém bay một lần lại một lần, tốc độ không chỉ không chậm đi, trái lại còn nhanh hơn. Mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối, một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đánh bay Long Vương U Châu một lần còn chưa tính, vậy mà Mạc Phàm đánh bay Long Vương U Châu liên tục. Ông trời của tôi! Đó là rồng thần cảnh sao? Có người khó mà tin vào hai mắt mình nói. Rồng là thần thú vô cùng cường đại trong truyền thuyết Hoa Hạ, có thể lên trời xuống đất, hô phong hoán vũ, Long Vương U Châu trước mặt còn thiếu chút nữa hủy diệt thủ đô, lan truyền mấy trăm năm ở Hoa Hạ. Nhưng yêu thú cường đại như vậy, hoàn toàn không có đường sống đánh trả trước mặt Mạc Phàm, hoàn toàn bị nghiền ép. Nó không giống như là rồng, trái lại giống con rắn hơn, mà Mạc Phàm là người bắt rắn. Chuyện này, trong đám người Long Hoa Hội, có người lùi về sau theo bản năng. Người cường đại như vậy, ngay cả Long Vương thần cảnh cũng không phải đối thủ của cậu ta. Long Hoa Hội bọn họ muốn đối nghịch với người như vậy, không phải muốn chết thì là gì. Ngay cả Dạ Vô Nhai vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, lúc này lông mày nhíu lại, tay không tự chủ nắm chặt lại, trong mắt chớp lóe sắc lạnh, mãi mà không nói một chữ. Cách đó không xa, đôi mắt người phụ nữ mặc hắc y híp thành đường ngang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Satan đại nhân, tiểu tử này đúng là không tầm thường như ông nói. Cậu ta rất không tầm thường, kiếm thuật của cậu ta đã tương xứng với Sasaki Kojiro rồi. Trong hắc phụ, trong mắt lão giả kia chớp lóe tán thưởng, nói. Sasaki Kojiro, ông muốn nói đến tổ tiên của nhà Sasaki, đại kiếm thánh dùng tuyệt kỹ Yến Phản tiếng tăm lừng lẫy sao? Lông mày người phụ nữ mặc hắc y nhướn lên, kích động nói. Sasaki Kojiro là đại kiếm thánh nổi tiếng thời chiến quốc Nhật Quốc, danh tiếng còn trước cả một vị đại kiếm thánh Miyamoto Musashi tổ tiên của nhà Miyamoto. Ông ta am hiểu dùng trường đao ba thước, thân kiếm dài, phạm vi tấn công rộng, tự nghĩ ra tuyệt kỹ Yến Phản mà nổi tiếng. Theo truyền thuyết bởi vì mỗi lần Sasaki Kojiro sử dụng tuyệt kỹ này, thì có thể giết chết đối phương, cho nên ngoại trừ ông ta ra, không có một ai từng thấy chiêu thức Yến Phản. Hơn nữa Sasaki Kojiro dựa vào tuyệt kỹ này, có thể chém giết chim yến nổi tiếng là nhanh như gió. Kiếm thuật của Mạc Phàm có thể so được với Sasaki Kojiro, vậy thì đáng sợ rồi. Không sai, chính là ông ta. Lão giả gật đầu. Nói vậy chẳng phải con rồng này sẽ bị tiểu tử kia chém chết sao? Người phụ nữ mặc hắc y lo lắng nói. Bởi vì theo bọn họ biết, con yến mà Sasaki Kojiro chém được không phải là chim yến, mà là yêu thú Bát Kỳ Đại Xà biến thành nổi tiếng ở Nhật Quốc. Bát Kỳ Đại Xà là nguồn gốc hủy diệt Nhật Quốc, ngay cả rồng đều bị nó cắn nuốt, nhưng bị một kiếm của Sasaki Kojiro chém. Nếu Mạc Phàm cùng cấp bậc với Sasaki Kojiro, vậy rồng Hoa Hạ cũng gặp nguy hiểm rồi. Bọn họ tới Hoa Hạ vì con rồng này, nếu bị Mạc Phàm chém, nhiệm vụ lần này của bọn họ thất bại rồi. Yên tâm đi, tiểu tử này rất lợi hại, nhưng con rồng Hoa Hạ này cũng không đơn giản, cho dù Sasaki Kojiro đến đây, chưa chắc đã chém được nó. Trong mắt lão giả lóe lên cơ trí, như dự liệu trước nói. Cái gì? Người phụ nữ mặc hắc y nhướn mày, nghi ngờ nhìn về phía Long Vương U Châu và Mạc Phàm trên bầu trời. Không biết từ lúc nào Long Vương U Châu đã ngừng tấn công, đứng cách Mạc Phàm trăm mét, đôi mắt chớp lóe ánh lửa nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Tuy nó rất không muốn thừa nhận, nhưng tốc độ của tiểu tử này nhanh hơn nó rất nhiều. Cho dù nó thêm bí pháp Long Tổ, cũng không bằng tiểu tử này. Nhưng mà, tiểu tử, quả thật tốc độ của ngươi rất nhanh. Nhưng sức mạnh của ngươi quá yếu, giống như gãi ngứa vậy, ngươi có dám dùng chút sức lực hay không? Ngọn lửa trong mắt Long Vương U Châu thu lại, cười mỉa nó. Nó vừa nói xong, trước mắt không ít người sáng lên. Long Vương U Châu bị Mạc Phàm chém liên tục nhiều kiếm như thế, lôi kiếm, ngọn lửa,
ngay cả thái âm chi khí đều dùng tới, vậy mà Long Vương U Châu không bị thương một sợi lông. Như vậy tốc độ nhanh thì có ích gì? Giống như bắn đạn vào tấm sắt vài thước, cho dù đạn nhanh, cũng không làm gì được tấm sắt, cũng không có tác dụng gì. Lần này tiểu tử kia phải buồn bực rồi. Thượng quan Vô Kỵ cười âm hiểm nói. Rõ ràng tốc độ không kém Long Vương, nhưng không làm gì được Long Vương, chỉ sợ không có chuyện gì buồn bực hơn chuyện này. Tiểu tử này cũng có hôm nay. Long Vương cười nói, vẻ đắc ý lại xuất hiện trên mặt đám người Long Hoa Hội lần nữa. Cách đó không xa, Long Nhược Tuyết thấy Long Vương U Châu hoàn hảo không tổn hao gì, nhíu mày. Chỉ trong phút chốc, bỗng nhiên cô nghĩ đến một chuyện, đôi mắt sáng lên, bỗng nhiên sắc mặt lại thay đổi. Mạc Phàm, nó là ma long chi thể, tấn công ngũ hành không có tác dụng với nó, phải dùng phong ấn. Dựa theo ghi chép của Diêu Nghiễm Hiếu, con rồng này tu luyện đại pháp ma long, tu luyện cơ thể mình đến tình trạng thuật pháp bất xâm, cộng thêm long tộc có sức chống cự thuật pháp trời sinh, trên thế gian có rất ít tấn công đối phó được Long Vương U Châu, chỉ có thể dùng thuật phong ấn. Ma long chi thể. Bốn chữ này vừa vang lên, không ít người nhíu mày. Ma long chi thể là gì? Có người tò mò hỏi. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy con rồng này lần đầu, nên không biết ma long chi thể là gì. Hẳn là một loại thể chất rất lợi hại. Long Vương U Châu nghe thấy lời Long Nhược Tuyết nói, đầu rồng khổng lồ nhìn về phía cô, lông mày hơi nhướn lên, lộ ra vẻ bất ngờ. Nhà đầu này biết ma long chi thể đã khiến nó vô cùng bất ngờ, vậy mà còn khiến nó có cảm giác quen thuộc, còn là hơi thở nó vô cùng chán ghét. Tiểu nha đầu, ngươi biết nhiều thật, ngươi là người của Long Tổ đúng không, Long Thanh Dương là gì của ngươi? Long Nhược Tuyết nhíu mày, sao cô có thể không biết Long Thanh Dương? Ấp ổ ông ấy là tổ tiên của tôi. Long Thanh Dương là người cùng thời với Diêu Nghiễm Hiếu, cũng là một trong những thành viên của tiểu đội Thanh Long. Chẳng trách bổn vương thấy quen thuộc như vậy, bổn vương không bắt được tiểu tử này, vậy giết ngươi trước đi. Ánh mắt Long Vương U Châu phát lạnh, nói. Năm đó người phong ấn nó chủ yếu là Diêu Nghiễm Hiếu, ngoại trừ Diêu Nghiễm Hiếu ra, còn có thành viên Thanh Long. Trong số 7 thành viên của Thanh Long, Long Thanh Dương là một trong những người dùng lực nhiều nhất. Nếu gặp hậu nhân của Long Thanh Dương, sao có thể bỏ qua? Tốc độ của Mạc Phàm thật sự quá nhanh, không giết được Mạc Phàm, vậy giết hậu nhân của Long Thanh Dương xả giận trước cũng được. Hơn nữa nhà đầu này biết quá nhiều, giết trước tránh để lại hậu hoạn. Long Vương U Châu nói xong, thân thể biến mất tại chỗ. Sắc mặt Long Nhược Tuyết khó coi, nắm chặt tay lại. Cách đó không xa, Mạc Phàm nhướng mày lên, trong mắt lóe lên lam quang, liếc mắt nhìn Long Vương U Châu biến mất một cái. Ma long chi thể. Tất nhiên hắn có biết ma long chi thể, một trong những thể chất của ma long, sức chống cự pháp thuật chỉ dưới huyết long chi thể, pháp thuật bình thường đều không thể làm gì ma long chi thể, quả thật là một loại thể chất phiền phức. Nhưng ở trước mặt hắn, huyết long cũng phải quỳ xuống. Một chân hắn giơ lên, khi hạ xuống đã đến trước người Long Nhược Tuyết. Đầu ngón tay hắn sáng lên, tam thư và tam thánh bút xuất hiện quanh hắn. Hai thứ này vừa xuất hiện, sắc mặt không ít người thay đổi, đều nhìn về phía đám người Long Hoa Hội. Đây không phải là tam thư và tam thánh bút của Long Hoa Hội sao, sao có thể ở trong tay Mạc Phàm, chẳng lẽ? Có người khiếp sợ nói. Tin tức Mạc Phàm đánh bại Long Hoa Hội đã truyền ra, nhưng còn chưa được chứng thực, chỉ truyền ra chút tin tức nhỏ. Nhưng không có thứ gì so được với tam thư và tam thánh bút, càng có thể chứng thực tin tức này. Chắc vậy, Long Hoa Hội bị đánh bại, còn thất bại rất thê thảm. Có người lẩm bẩm nói. Tam thư và tam thánh bút đều là gốc rễ của Long Hoa Hội, hai thứ này đều bị Mạc Phàm cướp đi, gần như tháo xuống bảng hiệu của Long Hoa Hội rồi. Sắc mặt đám Dạ Vô Nhai khó coi, giống như bị người ta tát trước mặt mọi người. Không chỉ sắc mặt đám Long Hoa Hội thay đổi, Long Vương U Châu lộ ra thân thể ở nửa đường, nhìn chằm chằm tam thư trong tay Mạc Phàm, trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ. Đây là những quyển sách rách nát của đám thư sinh Nho Môn Sơn Ngoại Sơn sao? Nho Môn là tông môn lánh đời, không có nhiều người biết đến, nhưng không là bí mật đối với Long Vương U Châu. Hoa Hạ ngoại trừ nơi người bình thường có thể nhìn thấy, còn có một vùng người bình thường không thể nhìn thấy cũng không thể đạt được. Những nơi này được chia làm hai. Một vùng là Sơn Ngoại Sơn, vùng còn lại là Hải Ngoại Hải. Trong Sơn Ngoại Sơn có một số môn phái lánh đời,
hải ngoại hải thì có yêu tộc và dị tộc Hoa Hạ. Nho môn ở trong sơn ngoại sơn, một môn phái lánh đời. Môn phái này am hiểu một số thuật phong ấn nhất, toàn thân quang minh chính đại là khắc tinh của yêu tộc nó. Nếu có tồn tại thứ yêu tộc bọn họ ghét nhất, đó chính là đám thư sinh. Không phải nó chưa từng thấy tam thư và tam thánh bút này, hẳn là bảo bối của nho môn, cho dù ma thể chi long của nó cũng khó chống lại hai thứ đó. Nhưng vì sao hai thứ này lại xuất hiện trong tay tiểu tử kia? Tiểu tử, người có quan hệ gì với nho môn? Nho môn. Mạc Phàm liếc mắt nhìn lướt qua đám Dạ Vô Nhai đứng cách đó không xa. Ta không biết nho môn, trái lại biết một chút về thánh môn, nhưng hai thứ này hẳn là của nho môn, bị ta lấy được mà thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm vừa nói những lời này, sắc mặt đám người Long Hoa Hội thay đổi. Thứ mình luôn kiêu ngạo bị người ta lấy đi, chuyện này đối với ai cũng đều là nhục nhã, nhất là đối với Long Hoa Hội bọn họ, lại càng vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, quả thật Long Hoa Hội chúng tôi không bằng cậu, nếu cậu có bản lĩnh, thì đừng dùng đồ của Long Hoa Hội chúng tôi đối phó Long Vương Đại Nhân, nếu như vậy mà cậu còn làm được, sau này Tôn Bán Y tôi gặp cậu sẽ quỳ xuống. Tôn Bán Y hừ lạnh một tiếng, không phục lắm nói. Nếu bọn họ không phản kích, sau này có khả năng Long Hoa Hội không ngẩng đầu lên được ở thủ đô. Mạc Phàm nhướng mày, rời mắt nhìn về phía Tôn Bán Y, lắc đầu cười. Thứ này đã rơi vào tay hắn, thì là đồ của hắn, còn là đồ của Long Hoa Hội nữa sao? Rõ ràng là Tôn Bán Y đang khích tướng hắn, sao hắn có thể không nhìn ra? Nếu tôi muốn ông quỳ xuống, ông không quỳ cũng không được, đầu gối của ông không có một chút ý nghĩa gì với tôi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tôn Bán Y chỉ là một thủ hạ bại tướng, quỳ xuống có thể lọt vào pháp nhãn của hắn sao? Mạc Phàm, cậu! Sắc mặt Tôn Bán Y lập tức như gan heo để vài ngày, khó coi hơn gấp bội lần. Nhưng nếu ông muốn thấy tôi không dùng tam thư và tam thánh bút đối phó con rồng này, tôi sẽ làm như ông mong muốn. Mạc Phàm nói tiếp. Hắn nghĩ một lát sẽ có trăm biện pháp đối phó con rồng này, ông ta nghĩ hắn dùng tam thư và tam thánh bút đối phó Long Vương U Châu sao? Mạc Phàm vừa nói xong, sắc mặt không ít người sửng sốt. Tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo rồi. Vừa rồi Mạc Phàm chém nhiều kiếm như vậy, đều không thể làm gì Long Vương U Châu. Không dễ dàng gì mới lấy ra được thứ khiến Long Vương U Châu kiêng kỵ, Tôn Bán Y chỉ khích tướng một lát, đã không dùng thứ này nữa. Dù sao người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, rất dễ bị khích tướng. Một lão giả thất vọng nói. Lúc này có thể thu thập Long Vương U Châu mới là chuyện quan trọng nhất, hành động theo cảm tính sẽ phải chết. Long Nhược Tuyết nhướng mày, tức giận đến mức dậm chân. Mạc Phàm, cậu điên rồi à? Long Nhược Tuyết không nhịn được quát. Long Vương U Châu là ma long chi thể, có lẽ tam thư trên tay Mạc Phàm là thứ duy nhất đối phó được Long Vương U Châu, Mạc Phàm lại chủ động từ bỏ, không phải điên thì là gì? Đám Tôn Bán Y cười vui vẻ, trong mắt đều là bất ngờ. Bọn họ không ngờ Mạc Phàm thật sự không cần tam thư. Được lắm, tôi muốn xem cậu không dùng tam thư đối phó Long Vương thế nào. Tôn Bán Y cười mỉa nói. Long Vương U Châu cũng nhướng mày, trong mắt lộ ra vài phần hung ác nham hiểm. Tốc độ của Mạc Phàm kinh người, cộng thêm pháp bảo của Nho gia khắc chế yêu tộc, tuy chưa đủ để đối phó nó, nhưng có lực uy hiếp hơn kiếm khí lúc trước. Tiểu tử, cậu chắc chắn muốn như vậy sao? Không có đồ của nho môn, ngay cả một cái vảy của bổn vương ngươi cũng không làm bị thương được, vì bổn vương không đơn giản như ngươi nghĩ, ta khuyên ngươi đừng hành động theo cảm tính tốt hơn, nếu không ngươi sẽ chết thảm lắm. Long Vương U Châu cười nói. Mạc Phàm nhìn Long Vương U Châu, trên mặt không có chút bối rối. Ý niệm của hắn vừa động, tam thư và tam thánh bút đều biến mất vào trong nhẫn chữ vật. Đối phó ngươi không cần dùng cái gì, chỉ cần đôi tay là đủ. Mạc Phàm vươn hai tay ra, thản nhiên nói. Đôi tay. Long Vương U Châu lộ ra vẻ khinh thường. Hiện giờ Mạc Phàm có thể khiến nó nhìn với cặp mắt khác xưa, chỉ là tốc độ khác hẳn với người thường, kiếm khí của Mạc Phàm không làm nó bị thương được, quả đấm có thể làm gì. Nó cười lạnh lùng, thân thể to lớn như khí cầu bị chọc thủng, nhanh chóng co rút lại. Chỉ trong chớp mắt, nó biến từ to như ngọn núi thành người bình thường, hắc quang chớp lóe trên người nó. Hào quang thu lại, lộ ra một người đàn ông trung niên. Ủa ế ớ người đàn ông trung niên khoảng 3, 40 tuổi, thân thể cao lớn nhìn rất khôi ngô,
khoảng hơn 1m9. Người đàn ông mặc y phục màu đen thời minh, tóc dài đen tuyền buộc sau lưng, mày kiếm mắt sáng, toàn thân đều lộ ra khí tức khiến người ta tâm kinh đảm hàn. Long Vương U Châu biến thành hình người, vẻ mặt không ít người thay đổi. Yêu thú đến cảnh giới tiên thiên có được trí tuệ của nhân loại, có thể nói chuyện như người. Đến thần cảnh có thể thay ra đổi thịt, biến thành hình người, chắc chắn người đàn ông này là hình người của Long Vương U Châu. Tiểu tử, đến đây đi, để bổn vương nhìn xem đôi tay của ngươi có bản lĩnh gì. Long Vương U Châu ngoắc ngón tay với Mạc Phàm, khiêu khích nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, tươi cười như có như không xuất hiện. Dùng tam thư và tam thánh bút đối phó Long Vương U Châu thì đơn giản hơn một chút, nếu con rồng này muốn thử quả đấm của hắn, vậy để nó mở mang kiến thức đi. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi biến thành hình người thì có thể sao? Ngươi thử xem thì biết, có lẽ bổn vương nên để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là không biết và ngây thơ. Long Vương cười nói, nó thân là Long Vương lại muốn biến thành hình người, không phải chỉ vì có thể tiến vào thế giới nhân loại. Trái ngược với hình thái nhân loại, nó càng thích bộ dạng long tộc hơn. Sở dĩ biến thành như vậy, là vì hình thái này khiến tốc độ của nó tăng lên gấp bội lần, cũng khiến sức lực của nó càng thêm ngưng thực. Nếu nói hình thái chân long do hợp kim tạo ra, vậy nó hiện giờ là hợp kim siêu cấp. Vừa rồi tốc độ của Mạc Phàm nhanh hơn nó, bây giờ thì chưa chắc. Nó nói xong không để ý đến Mạc Phàm, dưới chân khẽ điểm nhẹ, một đồ án hình tròn màu đen xuất hiện. Bùm, một tiếng thật lớn. Rõ ràng chỉ là một cước, đại sơn, sơn cốc và không khí xung quanh giống như không thể chịu được một cước này của Long Vương, bỗng nhiên trầm xuống, giống như là bọt biển. Những tu sĩ đứng trên núi có không ít người trực tiếp ngã xuống đất, không ngã xuống thì kêu lên đau đớn, giống như bị thương nặng. Một cước của Long Vương ổn định, trong chớp mắt thân thể bắn ra, tốc độ vô cùng nhanh, giống như sao chổi, tốc độ lúc nãy không thể so được với bây giờ. Nó đến chỗ nào, không gian chỗ đó giống như thủy tinh, dưới trùng kích của Long Vương U Châu, liên tục vỡ ra thành mảnh. Khe hở này hình thành ra vết rạn như mạng nhện, lan tràn về phía Mạc Phàm. Một quyền giống như Thái Sơn áp đỉnh đè về phía đầu Mạc Phàm. Quả đấm còn chưa tới, xung quanh sớm đã chấn động một vùng. Chuyện này, lực lượng và tốc độ thật đáng sợ. Vừa rồi Long Vương U Châu không dùng toàn lực sao? Tuy Long Vương đánh về phía Mạc Phàm, nhưng dưới lực lượng đáng sợ, cho dù là Dạ Vô Nhai hay những người khác, đều cảm thấy trái tim như bị tảng đá to đè lên, vô cùng khó chịu. Lực ảnh hưởng cường đại như vậy, thực lực chân chính mạnh thế nào có thể nghĩ được? Nhìn một quyền này, lông mày đám Long Nhược Tuyết nhíu chặt. Bọn họ muốn nhắc nhở Mạc Phàm, nhưng muốn nói lại không có cơ hội. Chỉ trong chớp mắt, một quyền bá tuyệt thiên hạ của Long Vương U Châu đã đến trước người Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt, mắt nheo lại. Hắn không trốn tránh, ánh sáng ngũ sắc sáng lên trên tay hắn. Chỉ là một quyền bình thường, nhẹ nhàng đánh về phía Long Vương U Châu. Không ít người xung quanh thấy Mạc Phàm ra tay, vẻ mặt thay đổi. Mạc Phàm muốn chết à? Có người khiếp sợ nói, trên mặt đều là khó hiểu. Một quyền của Long Vương U Châu giống như tuệ tinh tảo nguyệt, Mạc Phàm lại dùng một quyền vùng vẫy dẫy chết đấu lại. Giống như không thèm để ý đến Long Vương U Châu. Một quyền của Long Vương U Châu đáng sợ như thế, Mạc Phàm có thể sống sót sao? Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta muốn chết, do cậu ta tự tìm cả. Một người khác khinh thường nói. Mạc Phàm có tam thư và tam thánh bút mà không dùng, lại dùng thân thể đấu với Long Vương U Châu. Long tộc vốn được xưng có thân thể cường đại, nhân loại so thân thể với Long tộc, chuyện này không khác gì lấy trứng chọi đá. Người tự tìm đường chết, vĩnh viễn không thể kéo về đường chính đạo. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Long Hoa hội hơi nhếch miệng, đều cười vui vẻ. Bán y, may mà có ông, nếu không đúng là khó đối phó tiểu tử này. Có người cười thoải mái nói. Không phải may mà có tôi, mà nhờ tiểu tử này, chính cậu ta muốn chết ai có thể ngăn được. Tôn Bán y mỉm cười nói. Tuy ông ta nói như vậy, nhưng trong mắt lóe lên đắc ý khó có thể che giấu. Xem lần này Mạc Phàm có chết hay không. Lúc vẻ mặt mọi người khác nhau, quả đấm của Mạc Phàm và Long Vương U Châu đã chạm vào nhau. Bùm, một tiếng thật lớn, giống như có trên 10 vạn tấn thuốc nổ nổ tung, vết rạn không gian vỡ ra 4 phương 8 hướng từ giữa Mạc Phàm và Long Vương U Châu.
không gian chấn động theo, run rẩy rất dữ dội, không ít người lảo đảo ngã xuống đất. Tiểu tử, chỉ có chút lực đó, ngươi vẫn nên đi chết đi. Long Vương U Châu nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lạnh lùng nói, lực đạo trên tay mạnh hơn chút nữa, quả đấm như rời núi lấp biển đè ép xuống, không gian liệt phùng trải rộng ra trong không trung như lưới đánh cá, bao phủ về phía Mạc Phàm. Tiểu tử này dám khinh thường nó như vậy, đâu có đạo lý không chết. Vậy sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, khinh thường nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Đã đến nước này, Mạc Phàm còn thắng được sao? Long Vương U Châu vừa nói xong, sắc mặt nó thay đổi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tiếng xương cốt gãy vang lên. Chỉ thấy hai quả đấm chạm vào nhau, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt không tổn hao gì bởi một quyền này, đánh về phía Long Vương. Trái lại nắm đấm vô cùng bá đạo của Long Vương giống như bọ cánh cam gặp đồ sứ, trực tiếp nghiêng sang một bên, cả cánh tay xoay vặn thành một độ cong khiến người ta sởn gai ốc. Ngay sau đó có sấm sét vang lên trên bầu trời, Long Vương U Châu nổi giận thét lên một tiếng, bay ngược về phía sau. Mắt mọi người mở to, trong mắt đều là khó mà tin được. Chuyện này. Không ít người hít vào một hơi khí lạnh, hoàn toàn không tin vào hai mắt mình. Long Vương U Châu là long tộc, Mạc Phàm chỉ là nhân loại. Cho dù đến thần cảnh, thân thể nhân loại cũng kém xa long tộc 10 vạn 8 nghìn dặm. Vậy mà Mạc Phàm dùng thân thể nhân loại đánh Long Vương U Châu một quyền, còn không sử dụng vũ khí, bí pháp gì, Mạc Phàm mạnh biết bao nhiêu, có thể làm đến bước này. Tôi không nhìn lầm đấy chứ, sao lại có chuyện này? Một lão giả khó mà tin nói. Ông ta vừa nói xong, Long Vương U Châu tựa như viên đạn bay ngược. Bùm, một tiếng giống như thiên thạch rơi từ trên trời xuống, có thể đập bể núi, sơn thể không ngừng lắc lư, đất đai run rẩy. Ngay cả thành phố trung tâm thủ đô cũng có thể cảm nhận được chấn động. Lão giả kia nuốt nước bọt, nhìn Mạc Phàm đứng trên trời. Tôi không nhìn lầm, thân thể Mạc Phàm mạnh hơn cả long tộc, tiểu tử này thật sự là người sao? Có người lẩm bẩm nói. Chắc chắn Mạc Phàm không phải nhân loại. Có người nói chắc chắn. Hoành luyện tông sư trong tu sĩ nhân loại đã là thể thuật đỉnh phong, nhưng hoành luyện tông sư tuyệt đối không có thân thể như vậy. Một quyền của Mạc Phàm đánh bại rồng, sao có thể là nhân loại? Cách đám người này không xa, tươi cười trên mặt người của Long Hoa Hội cứng ngắc, thậm chí còn khó coi hơn khóc. Tiểu tử này thật sự là người chúng ta đắc tội sao? Có người hoảng sợ nói. Bọn họ tưởng rằng Mạc Phàm sắp chết dưới quả đấm của Long Vương U Châu, ai biết Mạc Phàm không chỉ không sao, trái lại Long Vương U Châu còn bị Mạc Phàm đánh gãy tay. Nếu một quyền của Mạc Phàm không phải đánh vào Long Vương U Châu, mà đánh vào người Long Hoa Hội bọn họ, không cần nghĩ cũng biết sẽ có kết cục gì, chỉ có đường chết. Vậy mà Long Hoa Hội bọn họ đắc tội người như vậy. Sắc mặt cả đám vô cùng khó coi, hối hận đến mức ruột sắp đứt. Nhất là Tôn Bán Y, sắc mặt ông ta xanh mét. Vừa rồi ông ta còn đắc ý mình khích tướng Mạc Phàm không dùng tam thư và tam thánh bút, ai biết ở chỗ Mạc Phàm tam thư và tam thánh bút có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tay không tấc sắt của Mạc Phàm đã đủ giải quyết con rồng này. Vô nhai, có phải chúng ta nên xin lỗi Mạc Phàm hay không? Có người chua xót hỏi Dạ Vô Nhai. Dạ Vô Nhai nhíu chặt mà, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh, quả đấm kêu lên răng rắc, mãi mà không nói gì. Ngay cả Long Vương U Châu đều không phải đối thủ của Mạc Phàm, chuyện này đúng là nằm ngoài dự kiến của ông ta. Không chỉ Dạ Vô Nhai không thể tin tưởng, đám Long Nhược Tuyết cũng như đang nằm mơ. Vừa rồi bọn họ còn lo lắng cho Mạc Phàm, có ai ngờ Mạc Phàm cường hãn như vậy, đấu được với Long Vương U Châu. Siêu Nghiễm Hiếu tập hợp tam gia Phật đạo nho, lại càng được xưng đội trưởng Thanh Long cực mạnh, cũng tuyệt đối không làm được bước này. Chuyện này, gia hỏa kia. Long Nhược Tuyết ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm, hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Ở đây cô hiểu rõ Mạc Phàm nhất, lúc này cô lại cảm thấy mình không biết gì về Mạc Phàm cả. Satan tiên sinh. Thân thể của tiểu tử này thật cường đại. Cách đó không xa, mỹ nữ mặc hắc y nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Tôi đã nói rồi, tiểu tử này không đơn giản. Lão giả trong hắc phụ cười nói. Vậy nhiệm vụ của chúng ta? Mỹ nữ mặc hắc y lo lắng hỏi. Nếu Mạc Phàm quá cường đại, chỉ sợ nhiệm vụ của bọn họ khó mà hoàn thành. Tiểu tử này càng cường đại, nhiệm vụ của chúng ta càng dễ hoàn thành, yên tâm đi. Trong đôi mắt lão giả lóe lên tinh quang,
cười tự tin như Thái Sơn nói. Nói xong tay ông ta cho trong hắc vụ bắt đầu chuyển động, một đám pháp ấn nhanh chóng thành hình. Dạ, mỹ nữ mặc hắc y đáp, không nói gì thêm. Lúc này, giống, tiếng long ngâm bao hàm lửa giận truyền từ dưới đất đến, còn giống như núi lửa phun trào, một bóng người trùng thiên mà ra trong sơn thể, đúng là Long Vương U Châu. Lúc này Long Vương U Châu không chỉ quần áo rách nát, cánh tay còn nhũn như mì sợi, lay động trong gió. Trong mắt nó tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Mạc Phàm, ước gì có thể ăn luôn Mạc Phàm. Nó đường đường là long tộc, lại bị một nhân loại đánh gãy tay. Ở trong mắt nó, người này giống như một tên nô lệ đánh gãy tay hoàng đế, đây là chuyện tuyệt đối không cho phép. Tiểu tử, người chọc giận bổn vương muốn băm ngươi ra vạn đoạn. Long Vương U Châu nghiến răng nghiến lợi quát. Trên chỗ cánh tay bó bị đứt chớp lóe hắc quang lan tràn ra. Chỉ trong chớp mắt, hắc quang nhoáng lên một cái, cánh tay nó khôi phục như lúc ban đầu, giống như chưa từng bị thương. Ngươi phải có bản lĩnh này mới được, nhưng mà với trạng thái này xem ra ngươi không có. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, bình tĩnh nói. Thân thể hắn trải qua tôi luyện thần, tôi luyện huyết và tôi luyện cốt, đã đến tình hình kim cương bất hoại, tuy kém thể chất long tộc một chút, nhưng không kém bao nhiêu. Long Vương U Châu này tu luyện ma long chi thể. Thể chất này khiến Long Vương U Châu chống lại được phần lớn công kích thuật pháp, cũng khiến cơ thể nó yếu đi với sức chống cự tấn công vật lý. Như vậy kim cương bất hoại của hắn đủ để đối phó Long Vương U Châu rồi. Tiểu tử, người khoan hãy đắc ý, nếu long tộc ta đơn giản như người nghĩ, vậy thì không phải là long tộc, người quá xem thường bổn vương rồi. Sát ý trong mắt Long Vương U Châu dày đặc hơn, hung dữ nói. Một âm phù kỳ lạ truyền từ miệng nó ra. Thân thể nó nhoáng lên một cái. Vù vù, chín bóng dáng nhoáng lên một cái, nhanh chóng chui từ người nó ra. Chín bóng dáng này mỗi cái không giống nó hoàn toàn, có cao có thấp, có béo có gầy, có anh tuấn có hung ác. Nhưng bất luận là người nào, khí tức trên người đều không kém Long Vương U Châu, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Chín bóng dáng đứng trong không trung, giống như chín thần linh dáng thế. Uy áp của Long Vương U Châu đã khiến người ta không thở được, lần này không ít người cảm thấy có ngọn núi đè lên người mình, không thể động đậy được. Đây là... Có người nhìn chín bóng dáng trên không trung, tò mò hỏi. Phân thân sao? Có người nghi ngờ nói. Hẳn là không phải. Phân thân bình thường đều tương tự hay giống bản thể, trừ chuyện đó ra, phân thân phải kém hơn bản thể, tránh để phân thân khách đoạt chủ. Long Vương U Châu biến ra chín bóng dáng khác nhau thì không nói, còn đáng sợ hơn cả bản thể, chắc chắn không phải phân thân. Như vậy thắng thua còn chưa biết. Có người suy đoán, tốc độ và sức mạnh của Mạc Phàm hơn Long Vương U Châu một bậc, nhưng Long Vương U Châu lại biến ra chín người còn mạnh hơn cả Long Vương. Dưới ưu thế số lượng, tỷ lệ Mạc Phàm có thể đánh bại Long Vương U Châu nhỏ đi nhiều. Tiểu tử, như vậy ngươi còn cảm thấy ta không phải đối thủ của ngươi nữa không? Long Vương U Châu lạnh giọng quát, Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, đảo qua chín bóng dáng bên cạnh Long Vương U Châu, cười nhạt. Tù Nghiêu, Nhài Tý, Trào Phong, Bồ Lao, Toan Nghê, Phách Hạ, Bệ Ngạn, Phụ Hí, Ly Vấn, đây là Long Thần Cửu Biến sao? Tiểu tử, vậy mà ngươi biết Long Thần Cửu Biến? Long Vương U Châu nhướng mày, hơi bất ngờ nói. Bởi vì Long Thần Cửu Biến có hạn chế, nó ít khi thi triển. Cho dù là lão nhân của tông môn ẩn thế trong sơn ngoại sơn cũng không biết thần thông này của nó, vậy mà một tiểu tử chưa tới 20 tuổi như Mạc Phàm lại biết, chuyện này rất kỳ lạ. Ta còn biết nhiều hơn ngươi nghĩ nhiều. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Long thần cửu biến là thần thông thiên phú của long tộc, có thể biến hóa ra 9 hình thái khác biệt. Mỗi một hình thái đều nắm giữ một loại quy luật, thực lực còn cường đại hơn cả nó. Bởi vì long thần cửu biến quá nghịch thiên. Vượt qua phạm trù thực lực bản thân, sau khi thi triển long thần cửu biến xong, long tộc thi triển pháp thuật sẽ rơi vào một khoảng thời gian vô cùng suy yếu. Nhưng có rất ít tu sĩ chịu được đến giai đoạn suy yếu sau khi thi triển long thần cửu biến, đã bị 10 long tộc giết chết. Bởi vì 10 long tộc có thực lực mạnh cùng xuất hiện, cho dù là thần cảnh gần như có thể tiêu diệt một tinh cầu. Bởi vì những người nhìn thấy long thần cửu biến đã chết, cho nên thần thông này là bí mật trong yêu tộc. Nhưng đối với hắn mà nói, long tộc không có quá nhiều bí mật. Tiểu tử, ngươi biết nhiều như vậy ngươi có biết mình sẽ chết thế nào không?
Long Vương U Châu lạnh lùng nói. Ha ha, Mạc Phàm lắc đầu cười. Hắn không nói gì thêm, trong mắt chớp lóe tinh quang, môi khẽ mở. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành. Cùng lúc đó, hai tay hắn vũ động, chín thủ ấn khác nhau nhanh chóng xuất hiện. Một chữ phối với một thủ ấn, ký hiệu cổ xưa chỗ mi tâm Mạc Phàm chớp lóe, một bóng dáng lóe lên từ trong người Mạc Phàm. Cửu tự chân ngôn, chín thủ ấn chín bóng dáng. Uể ấp ế ể giống như khi Long Vương U Châu thi triển Long Thần Cửu Biến, mỗi bóng dáng đều có thực lực không kém Mạc Phàm. Chín bóng dáng của Mạc Phàm xuất hiện, trời giống như sập xuống, từng đạo khe hở xuất hiện, mặt đất cũng bắt đầu bất ổn, sơn thể di chuyển, con sông thay đổi đường, trời và đất giống như không thể chịu được lực lượng cường đại của Mạc Phàm và Long Vương U Châu. Chín bóng dáng Mạc Phàm vừa xuất hiện, sắc mặt hầu hết mọi người đều khó coi, nhưng không nói nên lời. Chuyện này, Long Vương U Châu thân là Long tộc lấy ra bí thuật gì đó, trái lại không có gì, dù sao cũng là Long tộc. Bên này Long Vương U Châu vừa biến ra chín bóng dáng, bên Mạc Phàm cũng biến ra chín, mỗi một người đều không kém Long Vương U Châu. Một Mạc Phàm không phải đối thủ của 10 Long Vương U Châu, vậy 10 Mạc Phàm thì sao, không còn gì phải lo lắng nữa. Ngay cả Long Vương U Châu cũng khiếp sợ tại chỗ, lùi về sau hai bước theo bản năng. Tiểu tử, người không phải Long tộc, vì sao có thể thi triển được pháp thuật như vậy? Tuy Mạc Phàm dùng phương pháp khác, nhưng nó có cảm giác pháp thuật Mạc Phàm thi triển có quan hệ với Long Thần Cửu Biến của Long tộc nó. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Bí pháp này là Cửu Thiên Tuyệt phương pháp chân phái của Cửu Chân Môn, lấy Cửu Tự Chân Môn biến ra chín đại chân thân. Quả thật pháp thuật này là do một thiên tài của Cửu Chân Môn phát triển từ Long Thần Cửu Biến của Long tộc, mới đầu là vì đối phó Long Thần Cửu Biến của Long tộc. Sau đó phát triển thành một bí pháp còn đáng sợ hơn Long Thần Cửu Biến. Vì bí pháp không cần huyết mạch Long tộc, chỉ cần tu sĩ nhân loại có thân thể đủ cường đại là được. Ngươi không cần biết nhiều như vậy, cho dù biết cũng không có tác dụng, bây giờ ngươi chỉ cần biết quỳ lại ta, hay ta diệt ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chín bóng dáng khác cùng mở miệng với hắn, giọng nói mang theo uy áp vô tận. Long Vương U Châu nhíu mày, hiếm khi trên mặt lộ vẻ bối rối. Nó sống ngàn năm chưa bao giờ thấy nhân loại nào giống Mạc Phàm. Khiến nó có cảm giác không thể địch lại, nhất là người có tuổi như Mạc Phàm, lại càng chưa bao giờ có. Tốc độ của nó không bằng Mạc Phàm. Sức mạnh của nó cũng không như Mạc Phàm. Ngay cả thần thông thiên phú Long tộc nó lấy làm kinh ngạc, Mạc Phàm cũng thi triển ra được giống vậy. Ở trước mặt nó, cho đến bây giờ nó đều là trời. Nhưng hiện giờ Mạc Phàm là trời, nó lại như thằn lằn, cảm giác thất bại xuất hiện trong lòng nó. Tiểu tử. Bổn vương thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng bổn vương không thù không oán với ngươi, ngươi chắc chắn muốn bổn vương cúi đầu với ngươi. Ánh mắt Long Vương U Châu lạnh lùng hỏi. Không thù không oán. Mạc Phàm cười khinh thường. Nếu hắn không phải đối thủ của Long Vương U Châu, chắc chắn Long Vương U Châu sẽ không nói vậy. Phòng ấn ngươi là Thanh Long chúng tôi đúng không? Không phải ngươi nói muốn tìm Thanh Long báo thù à? Ta là đội trưởng Thanh Long. Ta muốn tìm Diêu Nghiễm Hiếu. Chỉ cần ngươi đồng ý để ta rời đi, ta lập tức quay về U Châu, không xuất hiện ở Hoa Hạ nữa. Long Vương lấy hết dũng khí nói. Nó chắc chắn không phải đối thủ của Mạc Phàm, thay vì liều chết gắng gượng, không bằng cúi đầu với Mạc Phàm. Ta nhớ rõ khi ngươi ra khỏi Tỏa Long Tỉnh từng nói, muốn diệt Mạc gia ta ghét nhất có người uy hiếp người nhà ta, Long tộc cũng vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi muốn liều mạng với ta sao? Long Vương U Châu nhíu mày, tức giận nói. Nó đã cúi đầu trước Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm vẫn không biết điều như trước, tiểu tử này nghĩ Long Vương U Châu ngoại trừ quỳ thì không còn biện pháp nào sao? Liều mạng. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Long Vương U Châu một cái. Ngươi còn chưa có tư cách liều mạng với ta, tốt nhất là ngươi nên liều chết bảo vệ mạng mình. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn không nói nhiều lời vô nghĩa với Long Vương U Châu nữa. Ý niệm vừa động, 10 bóng dáng như thiểm điện xông về phía Long Vương U Châu. Vẻ mặt Long Vương U Châu ngây ngốc, mắt khẽ đảo. Chỉ trong phút chốc nó đã có quyết định. Trước mắt chính bóng dáng kia sáng lên, không do dự xông về phía 10 Mạc Phàm. Còn nó thì hóa thành hình rồng, chẳng qua nhỏ hơn trước nhiều, bây giờ chỉ to như con rắn bình thường.
Trên người nó chấp lóe hắc quang, đuôi rồng đẩy về phía không gian. Bây giờ nó không phải đối thủ của Mạc Phàm, hoàn toàn không cần thiết đấu với Mạc Phàm. Đợi nó quay về U Châu tập hợp thủy quân, đến Giang Nam đối phó Mạc Phàm cũng không muộn. Cho dù không làm gì được Mạc Phàm, hải ngoại hải đâu chỉ mấy vạn dặm, nơi đó không phải chỗ ẩn thân của nó, nhưng tốt hơn bị Mạc Phàm nhốt trong giếng. Mạc Phàm, chúng ta còn gặp lại. Long Vương U Châu biến mất vào trong không gian, sắp biến mất không thấy. Mạc Phàm nhíu mày, muốn lao về phía Long Vương U Châu. Để Long Vương U Châu chạy trốn, sẽ sản sinh ra không ít phiền phức, dù sao nó là yêu thú thần cảnh. Vù vù, chín bóng dáng nhoáng lên một cái chắn trước người hắn. Thấy Long Vương U Châu sắp biến mất trong không gian, một bóng dáng ẩn giấu trong hắc vụ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Long Vương U Châu. Hai tay bóng người này vũ động, vô số pháp ấn đã sớm chuẩn bị ngưng tụ thành một phù hiệu màu bạc. Ký hiệu này mới sáng lên, trên người Long Vương U Châu lập tức xuất hiện từng đạo tỏa liên màu bạc, một giọng nói giả nua vang lên. Nếu đã xuất hiện, thì đừng đi nữa. Không ít người nhìn bóng người trong hắc vụ, vẻ mặt sửng sốt. Ông ta là ai? Ông ta không phải người, hình như là quỷ thần. Có người nhìn chằm chằm bóng đen, thận trọng nói. Trên người bóng đen này không có một chút hơi thở, trái lại toàn thân nồng đậm quỷ khí, tuyệt đối không phải người. Nếu quỷ khí trên người nặng như vậy, đã sớm chết rồi. Chỉ một số người thoát nhục thể, tu thành tu sĩ quỷ thần, mới có quỷ khí nồng đậm như thế. Quỷ thần. Sắc mặt không ít người thay đổi, rõ ràng là không xa lạ gì. Bởi vì linh khí trên địa cầu khô kiệt, tấn chức thần cảnh đã gần như không có khả năng. Tuy cảnh giới tiên thiên sẽ tăng thọ nguyên nhất định, nhưng cũng có hạn. Không thể tiến vào thần cảnh, chỉ có thể đợi chết. Không ít tu sĩ chọn con đường khác, quỷ đạo. Rút linh hồn bản thân trong cơ thể ra, tiến thân vào trong thiên tài địa bảo, rồi nhận nguyện lực từ hương khói, thì có thể tồn tại rất lâu. Bình thường những quỷ thần này ký gửi trong thiên tài địa bảo, rất ít khi xuất hiện. Vậy mà quỷ thần này chạy tới thủ đô, còn giam Long Vương U Châu. Ông ta muốn làm gì? Không ít người nhướn mày hỏi. Long Vương U Châu cũng muốn biết đáp án, nó vốn có thể thoát khỏi thủ đô, quay về hải ngoại hải, nửa đường lại nhảy ra thứ quỷ này ngăn cản nó. Quỷ vật lớn mật, người muốn làm gì, đi chết cho bổn vương. Miệng Long Vương U Châu há to, một đạo thiểm điện lập tức bay về phía lão giả trong hắc vụ. Mặt lão giả không thay đổi, ngón tay thon dài, gầy khô vươn về phía thiểm điện kia. Một vòng xoáy màu đen như hắc động xuất hiện trước người ông ta, tia chớp màu đen chỉ vang lên một cái, liền bị hắc động cắn nuốt, biến mất không thấy. Hửm! Long Vương U Châu hơi sửng sốt, kích động trong mắt lại dày đặc hơn nhiều. Gặp được một tiểu tử nhân loại có thể ngăn cản tia chớp của nó dễ dàng, giờ lại xuất hiện quỷ thần, vậy mà cũng cường hãn như thế, có phải thế giới này điên rồi không? Quỷ vật, nhanh thả bổn vương rời đi. Rời đi! Ngươi cảm thấy ta thả ngươi từ trong tỏa long tỉnh ra là vì cái gì? Lão giả cười nhạt một tiếng nói. Là ngươi. Mắt Long Vương U Châu mở to, lúc này mới nhận ra bóng đen này. Khi đám người Nhật Quốc đề xuất để nó ra, lúc ấy nó không để ý, thực lực đám người này chỉ tới cảnh giới tiên thiên, nếu thực lực như vậy không có cao nhân chỉ điểm, cho dù có bản đồ trận pháp tỏa long tỉnh cũng khó phá giải đại trận. Nhưng lúc ấy nó cảm nhận được khí tức kỳ lạ trên người đám người. Mới đồng ý với điều kiện đám Nhật Quốc. Cuối cùng bây giờ nó cũng hiểu rõ, ngọn nguồn khí tức này là từ người lão giả trong hắc phụ. Đợi một chút, quỷ vật, hình như bổn vương quen ngươi. Trong mắt Long Vương U Châu chớp lóe hắc quang, nhìn quỷ vật nói. Nhớ ra sao? Bóng người trong hắc phụ cười khẽ nói. Ngươi là âm dương sư muốn đánh chủ ý với cơ thể bổn vương. Long Vương U Châu nói. Thời chiến tranh. Một đám lính Nhật Quốc mở tỏa long tỉnh ra, còn không ngừng kéo xích khóa rồng trong giếng. Đám người này kéo được một nửa, trong giếng bắt đầu bốc lên hắc thủy, còn có tiếng long ngâm truyền ra, dọa đám lính Nhật Quốc lùi bước. Những chuyện này chỉ là xảy ra ở mặt ngoài, ở nơi sâu trong tỏa long tỉnh, còn có một âm dương sư Nhật Quốc muốn chiếm thân thể nó, người trong âm dương sư kia là quỷ vật trước mắt này. Lúc ấy nếu không phải long tổ tới, có khả năng nó bị quỷ vật này đoạt long thể. Không ngờ người cứu nó ra lần này lại là người kia. Không sai. Bóng người trong hắc phụ cũng không phủ nhận, lạnh nhạt nói.
Thân là quỷ thần, khát vọng lớn nhất là có một thân thể cường đại với tuổi thọ dài lâu, không thể nghi ngờ long tộc là lựa chọn tốt nhất. Ông ta để mắt với Long Vương U Châu không phải ngày một ngày hai, thời chiến tranh ông ta đã thông qua cơ thể đồ đệ đến trong tỏa long tỉnh, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Lần này sao ông ta có thể bỏ qua được? Âm Dương Sư Nhật Quốc. Không ít người nhíu mày. Tuy Long Vương U Châu muốn làm thủ đô ngập nước, nhưng dù thế nào cũng là rồng hoa hạ, sao có thể để quỷ tu Nhật Quốc lấy đi? Một lão giả khẽ điểm dưới chân, bay về phía bóng đen kia, trong mắt chớp lóe sắc bén. Các hạ, tay ông có vẻ hơi dài, vậy mà đánh chủ ý với long tộc hoa hạ chúng tôi. Ngoại trừ lão giả này, mấy người khác cũng chắn trước bóng đen kia. Bóng người trong hắc vụ còn chưa cử động, mỹ nữ mặc hắc y dẫn theo đám hắc y nhân nhoáng lên một cái, đứng bên cạnh hắc vụ kia, cảnh giác nhìn chằm chằm tu sĩ hoa hạ. Satan đại nhân, ông cứ thu thập con rồng này đi, ở đây giao cho chúng tôi là được. Mỹ nữ mặc hắc y chậm rãi rút trường kiếm ra. Trường kiếm chớp lóe màu xanh nhạt dưới ánh trăng. Đám mỹ nữ mặc hắc y vừa xuất hiện, không ít người hừ lạnh tiến đến, bao vây đám mỹ nữ mặc hắc y ở giữa. Thế nào, một đám quỷ bắt nạt hoa hạ chúng tôi, không nhìn xem nơi này là nơi nào à? Xung quanh Dạ Vô Nhai, không ít người nhíu mày lộ vẻ do dự, nhìn về phía Dạ Vô Nhai. Không đợi Dạ Vô Nhai mở miệng, bóng người trong hắc phụ cười một lát, vẫy vẫy tay, đám mỹ nữ mặc hắc y lập tức lui ra. Lão phu đã lớn tuổi, tay duỗi hơi dài, nhưng các người có thể ngăn cản lão phu sao? Bóng người trong hắc phụ vô cùng khí phách nói. Tay ông ta kéo mạnh lấy, Long Vương U Châu trực tiếp rời khỏi không gian, ngã mạnh xuống đất. Bàn tay còn lại của ông ta vươn ra, một tay nhanh chóng vũ động, một đám pháp ấn xuất hiện theo tốc độ tay ông ta. Một đám vòng xoáy màu đen xuất hiện trong không gian phía sau ông ta. Trong vòng xoáy có kiện pháp khí nhô đầu ra, áp lực cực lớn hàng lâm. Bị những pháp khí đó chĩa vào, bỗng nhiên không ít người cảm thấy thân thể cứng đờ, không tự chủ được run rẩy, trên mặt không còn bình tĩnh như trước. Bọn họ có thể đứng ở đây, phần lớn là cao thủ nổi tiếng ở thủ đô. Nhưng nhiều người như vậy mà không địch lại được quỷ thần Nhật Quốc. Ông ta là ABC Mây Âm Dương Sư Nhật Quốc. Có người nhìn thấy tay người kia trong hắc phụ. Vô cùng khiếp sợ nói. ABC Mây là âm dương sư nổi tiếng ở Nhật Quốc, nghe nói có thể dựa vào thực lực của bản thân phong ấn bát kỳ đại xà mãnh thú Nhật Quốc. ABC Mây, sao có chuyện đó được, không phải ông ta đã chết rồi sao, cho dù là quỷ thần cũng tan thành mây khói rồi. Có người không tin nói. ABC Mây là cao thủ thần cảnh ngàn năm trước, cho dù tu luyện thành quỷ thần, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Ông nhìn tay ông ta xem. Ngoại trừ ông ta ra còn có thể là ai? Có người nói. Không ít người nhìn tay bóng người trong hắc phụ, sắc mặt lại thay đổi. ABC Mây trong truyền thuyết có huyết mạch yêu tộc, trời sinh trên mỗi cánh tay có 6 ngón tay, có thể tạo ra được ra rất nhiều kết ấn người khác không làm được. Hai tay người này mỗi tay có 6 ngón, còn cường hãn như vậy, ngoại trừ ABC Mây ra thì có thể là ai? Trong hắc phụ, bóng người kia nhướng mày lên, cười khẽ. Không ngờ hoa hạ còn người nhận ra lão phu, ha ha. Ông ta nói câu này xong, sắc mặt không ít người lại khó coi hơn vài phần. Đúng là ABC Mây sao? Có người không tin, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm ABC Mây. ABC Mây là một trong những âm dương sư nổi tiếng ở Nhật Quốc. Uy danh của ông ta trong âm dương sư, giống như là kiếm khách Miyamoto Musashi. Thời Edo Nhật Quốc còn có một câu, không biết kinh dịch. Nhưng biết ABC Mây, đủ để thấy danh tiếng của ABC Mây lớn như thế nào. Cho dù là bây giờ, Nhật Quốc còn đền thờ của ABC Mây, mỗi ngày có mấy vạn người tế bái. Một người có thể phong ấn Tengu, phong ấn bát đại kỳ xà như vậy, vậy mà xuất hiện ở thủ đô Hoa Hạ. Sao ông ta có thể sống lâu như vậy? Có người cảm thấy khó hiểu nói. ABC Mây chết năm 1005 trước công nguyên, cho dù tu thành quỷ thần. Hưởng thụ hương khói của vô số tín đồ Nhật Quốc, qua ngàn năm cũng đủ khiến một quỷ thần phai mờ. Các ông không cần biết những chuyện này, các ông chỉ cần biết tự mình rời khỏi nơi này, hay tôi khiến các ông rời khỏi nơi này. ABC Mây thản nhiên nói. Người khiến ông ta kiêng kỵ ở đây là Mạc Phàm và Long Vương U Châu, nhưng một người một con rồng lần lượt thi triển ra bí thuật, đều đã không phải đối thủ của ông ta. Những người khác,
vốn dĩ không có gì phải sợ. Chuyện này, không ít người nhíu mày, lộ ra vẻ do dự. Quả thật bọn họ không muốn một người Nhật Quốc lấy thần long của Hoa Hạ, nhưng là âm dương sư nổi tiếng nhất ở Nhật Quốc, bọn họ thật sự không có quá nhiều phần thắng. Làm sao bây giờ? Không đợi bọn họ đưa ra quyết định, Long Vương U Châu vô cùng phẫn nộ thét lên. Lão quỷ, cho dù bản Long Vương bị nhốt trong đáy giếng, cho dù làm quỷ Hoa Hạ, cũng không trở thành vật chứa của ngươi. Nếu nó biết đám lão quỷ này đưa nó ra là muốn lấy thân thể nó tuyệt đối không ra ngoài. Gầm thét xong, bỗng nhiên cơ thể nó to hơn, lớn hơn trước rất nhiều, tỏa liên màu bạc trên người nó cũng phát ra âm thanh keng keng, giống như muốn nứt ra. Muốn chạy trốn, bát kỳ đại xà không thể trốn ra được, một con tiểu long như ngươi có thể sao, biến trở về cho ta. ABC Mây không chút hoang mang dùng tỏa liên màu bạc trong tay. Tỏa liên lập tức co rút lại, cơ thể to lớn của Long Vương U Châu dưới tỏa liên giống như một tờ giấy nứt vụn, tỏa liên ghìm chặt vào cơ thể Long Vương U Châu. Giống, tiếng kêu thống khổ phát ra từ miệng Long Vương U Châu. Tỏa liên nhanh chóng co rút lại, thân thể nó cũng nhỏ đi. Chỉ trong phút chốc, Long Vương U Châu quay về hình dáng trước đó, trên người có rất nhiều vết máu sâu đủ thấy xương, nhuộm đỏ cả tỏa liên màu bạc. Ngươi còn vùng vẫy sao? ABC Mây khẽ liếc Long Vương U Châu một cái, nói. Nói xong trong long thể màu đen của nó, một đạo ánh sáng ngọc bạch quang sáng lên, bạch quang tỏa ra từ miệng nó và các vết thương trên người, khí tức chôn vùi khiến người ta hít thở không thông lập tức xuất hiện. Tự bảo, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nếu ta nói muốn lấy thân thể ngươi, vậy thì là của ta, ngươi không cho cũng không được. ABC Mây không chút hoang mang nói. Tỏa liên này tên là âm dương càn khôn tỏa, nghe nói là Astro đại thần Nhật Quốc trói buộc Tengu lấy được. Sau khi ông ta phong ấn Tengu, thì chiếm được âm dương càn khôn tỏa này. Lại dùng âm dương càn khôn tỏa phong ấn bát kỳ đại xà. Ngay cả bát kỳ đại xà cũng không thể vùng vẫy dưới âm dương càn khôn tỏa, ngoan ngoãn nghe lời ông ta. Một con rồng Hoa Hạ có thể làm gì? Muốn tự sát, phải xem ông ta có đồng ý không? Ý niệm của ông ta vừa động, một chữ phong sáng lên trong lòng bàn tay nắm tỏa liên, lan về phía Long Vương U Châu. Những hắc khí này biến mất vào trong cơ thể Long Vương U Châu, bạch quang trên người Long Vương U Châu lập tức nhạt đi. Vẻ mặt Long Vương U Châu sửng sốt, trên mặt đều là khiếp sợ. Nó không muốn trở thành vật chứa của âm dương sư Nhật Quốc. Nhưng ngay cả tự bạo nó cũng không làm được. Chuyện này đáng sợ rồi, nó muốn chết mà không chết được. Chuyện này, các ông còn ngăn cản tôi không, nếu không còn chuyện gì, lập tức cút cho lão phu. ABC Mây thấy Long Vương U Châu không nhúc nhích nữa, thì liếc mắt nhìn đám tu sĩ Hoa Hạ nói. Một đám tu sĩ Hoa Hạ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tránh ra thì không phải, không rời đi cũng không phải. Thôi. Các người đều coi trọng mặt mũi như thế, vậy tôi chỉ có thể khiến các ông cút. ABC Mây khẽ thở dài nói. Không ít người nhìn pháp khí chi chít trong không trung, mồ hôi to như hạt đậu lập tức chảy từ trán bọn họ xuống. Đúng lúc này, một giọng nói truyền từ bên ngoài đến. Trên người ông có huyết mạch yêu tộc đúng không, nếu không quỷ thần của ông đã không tồn tại được lâu như vậy. Hửm, mọi người nhíu mày. Nhìn về phía phát ra âm thanh, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Lúc này Long thần cửu biến của Long Vương U Châu đã không có ở đây, ngoài ra chín bóng dáng của Mạc Phàm cũng biến mất không thấy, chỉ còn lại mình Mạc Phàm. Không sai, trên người lão phu có huyết mạch yêu tộc. ABC Mây nhíu mày, nói thẳng không giấu giếm. Đây là một trong những bí mật lớn nhất của ông ta, cha ông ta là nhân loại, mẹ của ông ta là một yêu thú có thể huyễn hóa thành người. Cho nên trời sinh không chỉ có 6 ngón tay, còn có 2 lưỡi dài, không chỉ tạo ra kết ấn người thường không làm được, còn phát ra âm thanh nhân loại không phát ra được, chuyện này khiến ông ta sinh ra đã bất phàm. Đương nhiên đây cũng là nguyên nhân trải qua ngàn năm ông ta vẫn duy trì được thần hồn bất diệt. Tuổi thọ của yêu tộc dài hơn nhân loại rất nhiều, cho dù biến thành quỷ thần cũng vậy. Thế nào, Mạc Phàm, bây giờ cậu muốn ngăn cản tôi sao? ABC Mây hơi nhếch miệng cười nói. Quả thật Mạc Phàm rất lợi hại, xem như là thiên tài ngàn năm khó có được, cho dù là ông ta thời đó cũng không thể so được với Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm ở trạng thái mạnh nhất, phần hồn này của ông ta không có mấy phần thắng, bản tôn trong đền thờ ra tay còn được. Bây giờ sao,
Mạc Phàm chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi, ông ta không cần phải lo lắng. Ngăn cản ông. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn lướt qua ABC Mây, cười nhạt. Mạc Phàm mới mở miệng, Long Vương U Châu giống như thấy được cọng rơm cứu mạng. Mạc Phàm, chỉ cần ngươi cứu bổn vương đảm bảo sẽ ở yên trong tỏa Long Tỉnh không ra ngoài. Cho dù ở yên trong tỏa Long Tỉnh, cũng tốt hơn trở thành vật chứa của âm dương sư này. Là ông đoạt đồ của tôi sao? Mạc Phàm không để ý đến Long Vương U Châu, nói. Đến cảnh giới của chúng ta, hẳn là không thể dùng cướp đoạt để hình dung, tôi muốn lấy thì lấy, nếu cậu có bản lĩnh lấy về là được. ABC Mây cười nói, giống như không để Mạc Phàm vào mắt. Với thực lực này của ông, quả thật có thể lấy được rất nhiều thứ, nhưng không phải là tất cả, nhất là đồ của tôi và Hoa Hạ, cho ông có thể lấy, không cho ông không thể động vào một chút. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, lạnh lùng nói. Quả thật thực lực của ABC Mây rất mạnh, một phân thân có thể có thực lực không kém gì Long Vương U Châu, không biết bản tôn của ông ta đáng sợ bao nhiêu. Thực lực như vậy, quả thật có thể coi như không có nhiều quy tắc, đạt được thứ mình muốn. Nhưng những quy tắc này, không bao gồm quy tắc của hắn bên trong. Muốn cướp Long Vương U Châu từ tay hắn, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Hửm, ABC Mây nhướn mày, sau đó lắc đầu cười. Tiểu tử nhà Miyamoto, là bị cậu giết sao? ABC Mây hỏi. Đúng vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Miyamoto Kawa là bị giết, chuyện này không cần phải giấu giếm. Cậu cũng từng nói đến Nhật Quốc diệt nhà Miyamoto đúng không? ABC Mây hỏi tiếp. Âm dương sư bày tứ tượng yên không trận trên trang viên Mạc gia tôi là người nhà AB ông đúng không? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hắn không biết nhiều về nhà AB lắm, nhưng hắn biết âm dương sư Nhật Quốc hắn để chạy tên là AB Zuyang, chắc chắn có quan hệ với AB Seimei. Không sai. AB Seimei gật đầu. Vậy ông ở lại đây đi. Mạc Phàm nheo mắt lại, ánh mắt phát lạnh nói. Thiếu chút nữa nhà AB đã hủy Mạc ra, còn đánh chủ ý với con rồng này, vậy thì đừng đi nữa. Vậy sao, vậy cậu cũng đừng đến Nhật Quốc nữa, lão phu giải quyết cậu ở đây cho khỏe. Đôi mắt ABC Mây bình tĩnh như nước giếng nói. Ông ta định đợi Mạc Phàm đi Nhật Quốc, dùng bản tôn đánh giá Mạc Phàm một phen, để xem người trẻ tuổi danh chấn thiên hạ lợi hại thế nào. Ai biết gặp được Mạc Phàm ở đây, vậy thì xử lý Mạc Phàm xong rồi đi. Được rồi, các ông lui ra đi, ở đây giao cho tôi là được. Mạc Phàm nhìn lướt qua đám tu sĩ ở xung quanh nói. Một đám người do dự, phần lớn lùi về sau. Mong Mạc tiên sinh nhất định phải ngăn ông ta lại. Một lão giả tóc trắng cúi người với Mạc Phàm, cung kính nói. Nếu Long Vương U Châu bị ABC Mây cướp đi, không chỉ khiến thực lực của ABC Mây tăng lên nhiều, còn là nhục nhã rất lớn với Hoa Hạ. Chính ông ta đều đã không đi được, có thể lấy thứ gì? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lão Phu không đi được, tiểu tử, lão Phu sống hơn 1.000 năm, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với lão Phu như vậy. Cũng được, tôi sẽ cho đám người Hoa Hạ biết âm dương thuật Nhật Quốc chúng tôi lợi hại thế nào. ABC Mây lắc đầu cười nói. Ông ta ném tỏa liên màu bạc trói chặt Long Vương U Châu sang một bên, trên tỏa liên màu bạc xuất hiện thêm một thứ như cọc gỗ, đóng đinh trong không trung. 12 ngón tay của ông ta hướng lên trời, trong chớp mắt kết thành một pháp ấn. Trên bầu trời, những vòng xoáy lập tức nghịch chuyển, bắt đầu từ bốn góc, khí xoáy màu đen tụ thành hai màu hắc bạch. Mỗi một cái đều như đồ án thái cực âm dương. Những đồ án thái cực âm dương chuyển động, tới gần dung hợp vào nhau. Chỉ trong chớp mắt, trên bầu trời chỉ còn lại đồ án thái cực có đường kính khoảng một cây số. Ồ, một đồ án như vậy trôi nổi trong không trung, giống như mặt trăng cỡ lớn bị cắn một nửa, cho dù là ở thủ đô thậm chí tỉnh gần đó cũng nhìn thấy được. Đó là gì thế? Có người bị mưa xối làm tỉnh táo lại, nhìn đồ án thái cực nói. Có phải có người đóng phim, làm đặc hiệu hay không? Đặc hiệu, không có khả năng đâu, quá to rồi. Không chỉ những người đó vô cùng khiếp sợ, dưới đồ án thái cực, ngoại trừ Mạc Phàm ra sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Chuyện này, ABC Mây không hổ là ABC Mây, vừa ra tay đã đáng sợ rồi. Vòng xoáy màu đen vừa rồi đã đủ đáng sợ, đồ án thái cực âm dương này càng khủng bố gấp mấy chục lần so với khí xoáy màu đen kia.
May mà vừa rồi bọn họ không ra tay với ABC Mây, nếu không dưới đồ án thái cực âm dương, bọn họ không có khả năng sống sót. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn lướt qua đồ án thái cực trên bầu trời, cười nhạt. Đúng là âm dương chi thuật. ABC Mây không phải là tu sĩ âm dương chi thuật đầu tiên hắn nhìn thấy trên địa cầu, nhưng tuyệt đối là người mạnh nhất. ABC Mây có thể đến nước này, hoàn toàn xứng với danh tiếng lớn như vậy ở Nhật Quốc. Hửm. ABC Mây nhướng mày. Ông ta sống ngàn năm, sao không nghe ra ý trong lời nói của Mạc Phàm? Ông ta chỉ cười khẽ, cũng không nhiều lời. Âm dương chạm, âm dương phân cách. Tiếng Nhật Quốc phát ra từ miệng ông ta. Lúc này không cần phải nhiều lời, đợi Mạc Phàm bị chém thành đôi rồi nói sau cũng không muộn. Ông ta vừa nói những lời này, trường kiếm to lớn với hai màu hắc bạch bay từ trong đồ án thái cực ra. Thanh kiếm này dài gần 100 mét, long phượng vần quanh mà thành thân kiếm, toàn thân tỏa ra khí tức cổ xưa, tang thương. Kiếm này vừa lộ ra 1/3 thì đột nhiên biến mất, khi xuất hiện đã đến đỉnh đầu cách Mạc Phàm không xa. Thanh kiếm này đến bên cạnh Mạc Phàm. Khí kình như dòng nước sông Tiền Đường nổi lên cuồn cuộn, dậy sóng mà đi. Cự kiếm vẽ ra một đạo đường cong trong không trung, đường cong đến chỗ nào, một bên đều biến thành màu đen, một bên khác đều là màu trắng, trắng đen vô cùng rõ ràng, cả bầu trời đêm chỉ có hai màu sắc này. Một kiếm chém ra, sắc mặt mọi người lại thay đổi. Một kiếm này không chỉ vô cùng cường đại, đến nơi nào toàn bộ đều biến thành âm dương nhị khí, chỉ cần động vào một chút, sẽ biến mất hoàn toàn. Vốn dĩ không có biện pháp ngăn cản. Một kiếm lợi hại thật. Ngay cả Long Vương U Châu nhìn thấy một kiếm này, trong mắt cũng lộ ra vẻ e ngại. Lần trước ABC Mây có ý đồ với nó, may mà phân thân phái tới không mạnh. Nếu lần trước có bản lĩnh này, có khả năng nó đã thành vật chứa của ABC Mây. Đám người Long Hoa Hội hơi nhếch miệng, cười vui vẻ. Những người khác đều nhìn ra được một kiếm này đáng sợ thế nào, sao bọn họ không nhìn ra? Chắc chắn Mạc Phàm không thể chạy thoát. Nếu ABC Mây giết Mạc Phàm, không chỉ không ai biết Long Hoa Hội bọn họ âm thầm giúp thả Long Vương U Châu ra, bọn họ cũng không cần phải đối đầu với Mạc Phàm, nhất cử lưỡng tiện. Tiểu tử, Long Vương U Châu không giết được cậu, âm dương sư Nhật Quốc sẽ không giết được cậu sao? Ánh mắt một đám người nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Mạc Phàm khẽ nâng mặt, nhìn cự kiếm sắp chém xuống đầu hắn, chỉ cười khẽ. Một kiếm không tệ, nhưng tôi muốn phá giải, cho dù là tu vi hiện giờ cũng phải có 7-8 loại biện pháp. Quả thật uy lực của một kiếm này rất mạnh, cho dù chém lên người Long Vương U Châu, Long Vương U Châu là ma long chi thể cũng không thể may mắn thoát khỏi, không ngủ say mấy năm thì không thể khôi phục lại như cũ. Nhưng một kiếm như vậy còn chưa lọt vào được pháp nhãn của hắn. ABC Mây khẽ nhướng mày, ông ta không chỉ không tức giận, trái lại còn lộ ra tươi cười đầy hứng thú. Ngón tay ông ta chỉ pháp kiếm trắng đen kia, pháp kiếm trắng đen lập tức dừng lại, trôi nổi trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu đã tự tin như vậy, lão phu sẽ không bắt nạt cậu, lão phu cho cậu cơ hội, nếu cậu có thể phá âm dương trảm của lão phu sẽ để con rồng này lại rồi rời đi. ABC Mây nói, dáng vẻ giống như đã có dự tính trước. Satan đại nhân, mỹ nữ mặc hắc y nghe ABC Mây nói vậy, lông mày nhíu lại, vội vàng nói. Lúc trước cô ta không biết Mạc Phàm mạnh thế nào, nhưng cô ta chưa từng gặp ai đối mặt với ABC Mây mà có thể ung dung như vậy. Tuy cô ta rất tin tưởng thực lực của ABC Mây, nhưng cô ta cảm thấy người hoa hạ này cũng không đơn giản. Tôi đã quyết định rồi, cô không cần phải nói gì nữa. ABC Mây vẫy tay, khinh thường nói. Âm dương chi lực của ông ta chỉ dưới hỗn độn chi lực, từ khi ông ta nắm giữ bí pháp huyền bí âm dương, từng gặp vô số kẻ địch. Không chỉ có Nhật Quốc, ông ta còn từng bí mật đến Hoa Hạ, bái phỏng thuật pháp sư và võ giả Hoa Hạ, không có một ai có thể phá giải âm dương trảm. Ông ta cũng rất hiếu kỳ muốn xem phá giải âm dương trảm thế nào. Vậy mà tiểu tử này nói mình có thể phá giải âm dương trảm của ông ta, sao ông ta không nhìn ra được? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười lạnh lùng. ABC Mây này nhìn giống như rất rộng lượng, thực ra chỉ có thể lừa gạt những người khác. Nếu hắn có thể ngăn âm dương trảm, nói lên thực lực của hắn không dưới phân thân này, ABC Mây không chỉ không mang được Long Vương U Châu, chính mình còn phải ở lại. ABC Mây nói như vậy vừa vặn để lại một đường lui cho mình, thua có thể rời đi bình yên. Nếu hắn không chắn được,
Chắc chắn ABC Mây không do dự chém chết hắn. Ông muốn biết sao? Không sai, những lời lão phu nói vẫn có ý nghĩa như cũ, chỉ cần cậu tìm được ba phương pháp ơ giải âm dương trảm của lão phu sẽ lập tức rời đi, con rồng này là của cậu, lão phu sẽ không đánh chủ ý với nó nữa. ABC Tần thề son sắt nói. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không vạch trần ý của ABC Mây. Nếu ABC Mây muốn chơi, vậy hắn sẽ chơi với ABC Mây một lát. Thứ nhất, tôi giết người này, âm dương nhị khí của ông sẽ tự mất đi. Mạc Phàm không thèm nhìn, ngón tay khẽ búng về phía đám người hắc y nhân. Không để mọi người phản ứng kịp, một đạo kiếm khí màu trắng nhoáng lên một cái liền đến trước một người trong đám hắc y nhân, dừng trước mi tâm người đàn ông này một cm, nhưng không đâm tiếp. Satan đại nhân. Trên khuôn mặt mỹ nữ mặc hắc y lóe lên trắng bệch, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở dĩ bọn họ gọi ABC Mây là Satan đại nhân, là vì lần này ABC Mây tới Hoa Hạ dùng vật dẫn là ABC Satan, là một đại tế ti trong đền thờ của ABC Mây bọn họ. Tuy phân thân của ABC Mây cường đại, nếu không có thực lực vật dẫn này chiết khấu, sẽ không thể tồn tại lâu lắm. Bọn họ vốn giấu ABC Satan rất kỹ, ai biết vẫn bị Mạc Phàm phát hiện ra. Nếu Mạc Phàm giết ABC Satan, tương đương với giết nửa thực lực của đạo phân thân ABC Mây. Lông mày tuyết trắng của ABC Mây khẽ cao lại, nhưng lập tức giãn ra, vẻ mặt luôn vô cùng lạnh nhạt. Ông ta ký gửi vào trong cơ thể ABC Satan có thể lừa gạt không ít người, muốn lừa được Mạc Phàm không dễ như vậy, bị Mạc Phàm phát hiện cũng không có gì. Quả thật tính một biện pháp, vậy thứ hai đâu? Thứ hai sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lộ ra tươi cười như có như không. Hai tay hắn vươn ra, bùm một tiếng, linh khí hai màu ngọn lửa màu trắng xuất hiện trên hai tay hắn. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, lại chậm rãi tách ra, một pháp kiếm màu xám bạc xuất hiện trong tay hắn, đúng là âm dương pháp kiếm phá vạn diệt lao lung của thiên thành diệt. Pháp kiếm âm dương mới ngưng tụ, hắn liền ném lên, pháp kiếm âm dương dài 7 thước chém vào cự kiếm âm dương trên đỉnh đầu hắn. Keng, tiếng kim khí va vào nhau vang lên. Âm dương chạm ở dưới trường kiếm dài 7 thước trong tay Mạc Phàm, tựa như bọ cánh cam gặp đồ sứ. Một đạo vết rạn xuất hiện trên âm dương chạm của ABC Mây, vết rạn nhanh chóng lan ra. Chỉ trong chớp mắt, răng rắc một tiếng, âm dương chạm biến thành hai đoạn, đoạn gãy nhanh chóng biến thành hai đạo khí trắng đen biến mất trong không trung, màn trời đêm biến thành hai màu trắng đen cũng khôi phục lại ban đầu như tuyết tan chảy. Lần này mọi người lập tức ngây ngẩn cả người, tất cả đều khó mà tin nhìn trường kiếm màu xám kia. Có phải tôi cũng có thể hủy diệt âm dương chảm của ABC Mây hay không? Có người nói, sao lại có chuyện này? Đám người Long Hoa Hội lại càng như ở trong cơn ác mộng, toàn bộ đều trợn mắt há miệng, mặt xám như cho tàn. Thuật pháp của ABC Mây tuyệt thế, nếu một kiếm này chém xuống, không biết có thể hủy diệt bao nhiêu ngọn núi. Nhưng dưới thanh kiếm của Mạc Phàm, lại dễ dàng bị chém đứt, đơn giản giống như bẻ gãy một cây đũa trúc. Cách đó không xa, trong mắt ABC Mây chớp lóe hai màu trắng đen, nhìn chằm chằm pháp kiếm của Mạc Phàm, cuối cùng sắc mặt cũng khó coi. Ông ta chưa từng gặp được ai có thể phá giải âm dương chảm của ông ta, vậy mà tiểu tử Mạc Phàm này có thể phá giải âm dương chảm của ông ta một cách dễ dàng. Một lát sau, trong mắt ông ta chớp lóe tinh quang, nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, vậy mà cậu cũng nắm giữ âm dương chi lực. Thanh kiếm này của Mạc Phàm nhìn như hắc bạch không phân biệt được, thực ra bên trong cũng là âm dương nhị khí, sở dĩ có thể hiện ra màu xám, là vì âm dương nhị khí Mạc Phàm nắm trong tay còn mạnh hơn ông ta, đã đến mức độ âm dương nhị khí dung hợp với nhau. Nếu âm dương chảm của ông ta là lợi khí do hai loại kim khí tương xung tương khắc tạo ra, vậy pháp kiếm của Mạc Phàm là thần binh do hai loại kim khí hoàn mỹ dung hợp lại tạo thành. Thần binh chống lại lợi khí, ai mạnh ai yếu không so sánh cũng biết. Trong chớp mắt, sắc mặt ABC Mây rất khó coi. Sao cậu có thể khống chế âm dương nhị khí đến nước này? Mạc Phàm có thể nắm âm dương nhị khí trong tay cũng không sao, phải biết rằng ông ta có âm dương chi thể, lại có huyết mạch yêu tộc, hao phí mấy chục năm mới khống chế âm dương nhị khí đến nước này, trong ngàn năm không tiến lên được một chút. Mạc Phàm chỉ là đứa bé chưa tới 20 tuổi, vậy mà trình độ ở phương diện này còn cao hơn ông ta nhiều, đây là chuyện ông ta khó tiếp nhận nhất. Mạc Phàm cười nhạt, không giải thích. ABC Mây cường đại là không thể nghi ngờ,
âm dương nhị khí cũng không dễ khống chế như vậy, có thể nắm giữ một loại đã là người đứng gần đầu hắc bảng, một khi nắm giữ hai loại càng có thể tồn tại giống như ABC mây. Nhưng âm dương trảm chỉ là âm dương nhị khí cấp thấp nhất. Pháp kiếm âm dương hắn dùng là bảo vật trấn phái của âm dương tông, có danh tiếng lẫy lừng ở tu chân giới, sở dĩ hắn có được bí pháp này, là hậu lễ sau khi cứu một người của âm dương tông. Bí pháp đứng đầu tu chân giới như vậy, sao âm dương trảm của ABC mây có thể so sánh được? Tuy hắn chỉ nắm giữ thái âm chi khí trong âm dương nhị khí, nhưng chỉ cần dùng pháp kiếm âm dương, có thể phá giải âm dương trảm của ABC mây một cách dễ dàng. Đây là loại thứ ba. Mạc Phàm vươn một tay ra, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công. Cửu chuyển hỗn nguyên công vừa chuyển động, tựa như một cái cối xay gió to, linh khí trên toàn thân hắn tập trung về phía cối xay gió. Cối xay gió chuyển động 9 lần, linh khí tràn đầy như biển trong cơ thể hắn hóa thành từng đạo khí thể xám mờ. Khí thể màu xám không có nhiều lắm, gian nan ngưng tụ thành một cái khiên hình tròn, chắn trước người Mạc Phàm. Mạc Phàm ngoắc ngoắc tay với đoạn kiếm còn lại của ABC mây trên bầu trời, một lực lượng mạnh xuất hiện, đoạn kiếm kia lập tức bay về phía cái khiên hình tròn. Đoạn kiếm khổng lồ dài 1/3 cái cũ bay đến bên cạnh cái khiên hình tròn, không có một chút âm thanh biến mất vào trong cái khiên nho nhỏ. Chỉ trong phút chốc, đoạn kiếm biến mất trong vô hình, biến mất hoàn toàn vào cái khiên trước mặt Mạc Phàm. Mọi người ở đây lại sửng sốt, nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ. Mạc Phàm dùng hai loại phương pháp đối phó âm dương trảm của ABC mây, vậy mà còn loại thứ ba. Mắt ABC mây càng mở to, giống như nhìn thấy chuyện gì rất khó tin. Cậu đây là hỗn độn chi khí sao? Một lúc lâu sau ông ta mới gian nan nói ra mấy chữ. Linh khí có rất nhiều loại, nguyên thủy nhất là hỗn độn chi khí, đây là vạn vật chi mẫu, có thể hóa toàn bộ thành trạng thái hỗn nguyên. Âm dương nhị khí phía dưới hỗn độn chi khí mới đúng là thứ ông ta có thể nắm trong tay, cũng được người ta xưng là huyền hoàng nhị khí và thiên địa nhị khí. Sau đó là ngũ hành chi khí, ngũ hành có thể biến hóa ra linh khí dị chủng. Hỗn độn chi khí là linh khí đáng sợ nhất, cũng rất không ổn định, ít người nắm giữ được. Rất nhiều người còn chưa nắm giữ được hỗn độn chi khí, liền bị hỗn độn chi khí hóa thành hỗn nguyên. Nhưng dựa theo bí điển Hoa Hạ ông ta từng lật xem, nắm giữ hỗn độn chi khí đều là đại thần viễn cổ trong truyền thuyết. Ví dụ như Bàn Cổ, Nữ Oa, Phục Hy. Vậy mà Mạc Phàm nắm giữ loại linh khí này, tiểu tử này là đại thần viễn cổ chuyển thế sao? Mạc Phàm vẫn không để ý đến ABC mây, rời mắt nhìn đồ án thái cực âm dương như cự nguyệt trong không trung. Ngươi cũng dậy đi. Mạc Phàm nói khẽ. Đồ án thái cực kia nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng biến thành to bằng lòng bàn tay, biến mất vào trong cái khiên, giống như một tảng đá rơi vào trong nước, nổi lên từng đạo gợn sóng, biến mất không thấy. Bầu trời đêm khôi phục lại bình thường, chỉ còn mọi người có biểu cảm không bình thường. Chuyện này là thật sao? Có người tát mình một cái nói. ABC mây âm dương sư nổi tiếng ở Nhật Quốc, lại bị một đứa bé chưa tới 20 tuổi đánh bại. Tuy chỉ là một đạo phân thân của ABC mây, nhưng đủ để kiêu ngạo cả đời, dù sao ABC mây cũng là âm dương sư trong truyền thuyết, uy vọng không thua gì thiên hoàng ở Nhật Quốc. Trên bầu trời, sắc mặt ABC mây xanh mét, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Từ khi ông ta thành danh tới nay, chưa bao giờ bị người ta vả mặt như thế. Nếu chỉ đánh một lần thì dễ nói, nhưng Mạc Phàm dùng ba loại phương thức khác nhau tát ông ta ba cái. Trong mắt ông ta hiện lên vẻ tàn nhẫn, giống như chất lỏng của rắn độc. Mạc Phàm vẫy tay với pháp kiếm âm dương trong không trung, một tay cầm khiên, một tay cầm kiếm, nhìn về phía ABC mây. Ông còn gì để nói? Vì sao cậu có thể khống chế hỗn độn chi khí? ABC mây nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt. Hắn tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công, ngoại trừ mỗi một chuyển linh khí đều cường đại hơn nhiều, sau khi trải qua cửu chuyển có thể hóa linh khí bản thân thành hỗn độn chi khí, đây là lý do hắn chọn cửu chuyển hỗn nguyên công trong số những công pháp cao nhất. Hiện giờ hắn mới tới nhị chuyển, nhưng thông qua bí pháp có thể ép linh khí cửu chuyển. Kết quả linh khí cửu chuyển là linh khí toàn thân hắn sẽ phai mở thành hỗn độn chi khí, tuy chỉ là một đạo, nhưng đủ đối phó ABC mây. Ông không có tư cách biết chuyện này, bỏ con rồng kia xuống. Mạc Phàm ra lệnh. Sắc mặt ABC mây khó coi, trong mắt chớp lóe sắc bén.
Một tay ông ta chộp lấy tỏa liên màu bạc đang giam Long Vương U Châu, tỏa liên màu bạc lập tức rút khỏi người Long Vương U Châu. Mạc Phàm, quả thật thực lực của cậu khiến tôi nhìn với cặp mắt khác xưa, tôi sẽ đợi cậu ở núi Phú Sĩ Nhật Quốc. ABC Mây thu hồi tỏa liên màu bạc, lạnh lùng nói. Chúng ta đi. Nói xong, ABC Mây nói với đám mỹ nữ mặc hắc y. Mạc Phàm đã tiêu hao nhiều khí lực với Long Vương U Châu như vậy, vậy mà còn có thực lực cỡ này, đúng là nằm ngoài tưởng tượng của ông ta. Nếu bản tôn của ông ta ở đây, ông ta sẽ không do dự chém giết Mạc Phàm, nhưng phân thân của ông ta không phải đối thủ của Mạc Phàm, vẫn nên rời đi tốt hơn. Các người có thể rời đi, thứ kia ở lại cho tôi. Mạc Phàm chỉ tỏa liên màu bạc trong tay ABC Mây nói. Mạc Phàm, dựa theo đánh cược, tôi sẽ lập tức rời đi, còn trả con rồng này cho cậu, cậu muốn làm gì, cậu nghĩ lão phu không đủ sức đánh với cậu một trận à, theo tôi trên người cậu hẳn là không còn nhiều linh khí để đấu với lão phu. ABC Mây lạnh lùng nói. Âm dương càn khôn tỏa này là một trong những thần khí trên người ông ta, tuy không so được với tam đại thần khí Nhật Quốc, cũng là thần khí cao nhất, sao có thể cho Mạc Phàm. Ông không có tư cách cò kè mặc cả, không đưa vậy thì chết. Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, đạo kiếm khí dừng trước mi tâm hắc y nhân đâm vào trong mi tâm hắc y nhân tên là AB Satan. Phốc, thân thể hắc y nhân ngửa về sau, huyết tuyến chảy từ sau đầu ông ta ra, ông ta ngã xuống đất. Satan đại nhân. Sắc mặt đám hắc y nhân thay đổi, vội vàng đỡ AB Satan, lấy một viên thuốc ra đút cho ông ta. AB Satan còn chưa uống viên thuốc, ánh mắt đã mất đi ánh sáng. AB Satan vừa chết. Bóng dáng ABC Mây lập tức giống như ánh nến lắc lư khi gặp gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Mạc Phàm, cậu! ABC Mây tức giận nói. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, không có một chút vui mừng và đau buồn, ABC Mây này cướp Long Vương U Châu nửa đường, không cướp được đã muốn phủi tay rời đi. Trái lại tính toán rất hay, ông ta nghĩ hắn là đứa bé 3 tuổi rất dễ lừa gạt, cảm thấy hoa hạ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Không để lại đồ, vậy thì chết đi. Thế nào, ông có ý kiến gì? Mạc Phàm khẽ nhướng mày hỏi. Nếu lão phu không đưa thì sao? ABC Mây lạnh lùng nói, tay rung lên, tỏa liên biến thành trường kiếm màu bạc. Ông ta sống ngàn năm chưa từng bị ai uy hiếp như vậy. Không đưa cũng được, ông có thể đi chết đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn ném cái khiên về phía không trung, cái khiên lập tức bay về phía đỉnh đầu ABC Mây. Một đạo quang chiếu lên người ABC Mây, thân thể ABC Mây lập tức bị đóng đinh tại chỗ. Bảo bản tôn của ông đợi tôi, ông có thể đi trước ông ta một bước, chảm. Trường kiếm của hắn vung về phía không trung, xẹt qua một đường cong hoàn mỹ trong không trung. Rõ ràng một kiếm này không chém lên người ABC Mây, vậy mà thân thể ABC Mây trực tiếp vỡ ra thành mảnh. Rầm, trường kiếm trong tay ABC Mây biến thành tỏa liên lần nữa, rơi xuống dưới. Phân thân của ABC Mây nhoáng lên một cái như ánh nến, biến mất vô hình. Mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện này, lá gan của Mạc Phàm đúng là không nhỏ. Có người hít vào một hơi khí lạnh, không khỏi thổn thức nói. Mạc Phàm giết mấy âm dương sư không sao, cho dù là ABC Mây cũng sẽ không so đo với cậu ta. Nhưng mà, cậu, vậy mà cậu giết Satan đại nhân, còn hủy phân thân của Satan đại nhân. Mỹ nữ mặc hắc y nhíu mày, vô cùng tức giận nói. Cô ta tưởng rằng Mạc Phàm sẽ không ra tay, dù sao người kia là Xây Mây đại nhân, ngôi sao chói mắt, hoàn mỹ nhất Nhật Quốc. Ai biết Mạc Phàm nói xong liền ra tay, không cho bọn họ cơ hội suy xét. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, một tay vươn ra, tỏa liên màu bạc đang rơi xuống bay vào trong tay hắn. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, thu tỏa liên màu bạc vào bên trong. Các người tự đánh gãy một tay rồi cút đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám hắc y nhân phía sau mỹ nữ mặc hắc y, thản nhiên nói. Mắt những người đó khẽ đảo, nhao nhao tự đánh gãy tay mình. Ngay cả phân thân của Xây Mây đại nhân cũng không phải đối thủ của tiểu tử kia, bọn họ càng không phải là đối thủ. Mạc Phàm rời mắt nhìn về phía người phụ nữ mặc hắc y. Mỹ nữ mặc hắc y bị Mạc Phàm nhìn chăm chú như vậy, trong chớp mắt khuôn mặt tuyệt mỹ trắng bệch. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Còn cô, nói với nhà Miyamoto, trong một tuần tôi sẽ tới Nhật Quốc. Hắn còn chưa tới Nhật Quốc,
nhà Miyamoto và những âm dương sư đã phái người tới, còn có ý đồ mang Long Vương U Châu đi, Long Hoa Hội là trạm thứ nhất của hắn, vậy Nhật Quốc sẽ thành trạm thứ hai. Mỹ nữ mặc hắc y nhíu mày, đôi môi run rẩy gian nan nói ra mấy chữ. Những lời cậu nói, tôi nhất định sẽ chuyển cho Miyamoto đại nhân và Seimei đại nhân, hy vọng Mạc đại nhân đừng để hai vị đại nhân của chúng tôi đợi lâu, còn nữa. Mỹ nữ mặc hắc y nói được một nửa thì dừng lại. Cô muốn nói gì? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Khi Mạc đại nhân đến Nhật Quốc, tốt nhất là nên mang theo con rồng này, có lẽ còn có thể dùng để đổi mạng một số phụ nữ Bạch gia. Mỹ nữ mặc hắc y cũng không giấu giếm, nói thẳng. Long Vương U Châu là vật dẫn mà Seimei đại nhân đã nhắm trúng, nếu không ông ta đã không đến đây nhiều lần. Tuy không thành công mang được Long Vương U Châu rời đi, cũng không thể từ bỏ dễ dàng. Lúc bọn họ bắt đầu hành động bắt rồng, cũng đã tính kế Mạc Phàm trong đó. Lúc bọn họ thả Long Vương U Châu ra, có người sớm đã đến Giang Nam bắt phụ nữ Bạch gia. Lúc này hẳn là những người đó đã thành công, nói không chừng một số phụ nữ Bạch gia đang ngồi trên phi cơ lên đường về Nhật Quốc. Hả? Mạc Phàm nhíu mày, lửa giận lập tức xuất hiện trong mắt hắn, thiêu đốt hừng hực, nhìn về phía Giang Nam. Cả Giang Nam đều được hắn bày thiên hỏa, từng thiên hỏa đều tương đương với mắt hắn. Cho dù hắn ở một bên khác địa cầu, thông qua những mắt này vẫn có thể nhìn thấy chuyện xảy ra ở Giang Nam. Hắn liếc mắt một cái, toàn bộ tỉnh Giang Nam lập tức xuất hiện trước mắt hắn, tựa như vệ tinh thăm dò địa cầu. Hình ảnh không ngừng được phóng to, cuối cùng nhìn về phía trên không Bạch gia, lông mày của hắn nhíu lại. Quả thật đúng như lời người phụ nữ Nhật Quốc nói, Bạch gia bị tấn công, Bạch Vô Thành còn bị trọng thương. Lúc này Tiểu Tuyết, Tiểu Hàn, Tiểu Manh đều ở Bạch gia, ba người đều không sao, nhưng phụ nữ Bạch gia, trên đến 40 dưới đến 10 tuổi giống như ít đi nhiều. Thấy một màn như vậy, mắt Mạc Phàm nheo lại, ngọn lửa lắc lư trong mắt hắn. Được, tôi sẽ mang con rồng này đi, nhưng nếu nhà Miyamoto dám động vào những người phụ nữ này, các người sẽ biết lửa lớn bao nhiêu, kiếm sắc bén bao nhiêu. Mạc Phàm trầm giọng nói. Chỉ cần Mạc tiên sinh mang con rồng này đến Nhật Quốc đúng hạn, tất nhiên chúng tôi sẽ không làm gì những người phụ nữ đó, chỉ cần Mạc đại nhân đi một mình, hay đi muộn, tôi sẽ không đảm bảo được rồi. Mỹ nữ mặc hắc y lạnh lùng nói. Tốt nhất là cô có thể đảm bảo, nói cách khác nếu các người động vào một người phụ nữ Bạch gia, các người sẽ biết hậu quả là gì. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh nói. Dù sao Bạch gia cũng là nhà Tiểu Tuyết, ai dám động vào người Bạch gia, hắn sẽ để đám người đó biết mình ngu ngốc thế nào. Vậy tiểu nữ ở Nhật Quốc đợi Mạc đại nhân đại giá. Mỹ nữ mặc hắc y hơi hành lễ với Mạc Phàm, dẫn theo một đám người xoay người rời đi. Giải quyết đám người Nhật Quốc xong, ánh mắt Mạc Phàm nhìn về phía Long Vương U Châu. Mắt Long Vương U Châu đảo vài cái, do dự một lát liền biến thành hình người, đứng cách Mạc Phàm 10 thước. Mạc Phàm, người chuẩn bị đối phó ta thế nào? Sau khi nó ra khỏi tỏa Long Tỉnh, đã tuyên bố diệt Mạc gia, trái lại bây giờ được Mạc Phàm cứu từ tay ABC Mây, mạng hoàn toàn do Mạc Phàm nắm trong tay. Ta đảm bảo an toàn của ngươi, 7 ngày sau đợi ta ở biển Giang Nam, theo ta đến Nhật Quốc một chuyến. Mạc Phàm nói. Long Vương U Châu nhíu mày, quả đấm nắm chặt. Có thể. Nó đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Mạc Phàm với người phụ nữ Nhật Quốc, chỉ sợ không thể thiếu chuyện đến Nhật Quốc một chuyến. Nó đường đường là Long Vương U Châu không sợ chết, những người Nhật Quốc có ý đồ với nó nhiều lần, nó nhất định phải đến Nhật Quốc cho bọn họ đẹp mặt. Bây giờ để lại một thứ, ngươi có thể về U Châu của ngươi rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Về U Châu. Long Vương U Châu nhướng mày, vẻ mặt mờ mịt. Mạc Phàm là Long Vương hiện giờ của Thanh Long, nó cho rằng Mạc Phàm sẽ tiếp tục nhốt mình vào trong tỏa Long Tỉnh, vậy mà Mạc Phàm chấp nhận để nó về U Châu. Nếu ngươi muốn tiếp tục ở trong tỏa Long Tỉnh, ta có thể phong ấn ngươi ở đó. Mạc Phàm lấy tỏa liên màu bạc kia ra nói. Long Vương U Châu nhìn thấy tỏa liên màu bạc trong tay Mạc Phàm, trong mắt lộ ra vài phần e ngại. Ta về U Châu, ngươi muốn cái gì? Long Vương U Châu vui mừng như điên nói. Có khả năng quay về U Châu được, sao nó có thể lựa chọn ngốc tiếp trong tỏa Long Tỉnh? Chín nghịch lân, phải ngược. Mạc Phàm nói, ấn luyện thể đã tới giai đoạn thứ thể, lần đầu tiên của thứ thể là thiên chi,
Chu Hiệt đã tìm thứ đó giúp hắn ở La Gia Mạc Bắc, thứ tốt nhất cho thứ thần lần hai là nghịch lân trên thân rồng. Nghịch lân mọc ở phần cổ rồng, nếu ai động tới nó, rồng sẽ giết chết đối phương. Thế nhân chỉ biết điểm ấy, nhưng không biết thứ này là điểm quan trọng khiến thân thể long tộc cường hãn. Dùng nghịch lân của rồng tiến hành thứ thể lần hai, thân thể hắn sẽ giống như long tộc. Nếu gặp Long Vương U Châu, vậy thì lấy thứ này luôn. Nghịch lân. Sắc mặt Long Vương U Châu lập tức thay đổi. Vừa rồi nó còn thắc mắc sao Mạc Phàm tốt bụng như thế, vậy mà để nó quay về U Châu, không ngờ lại đánh chủ ý với nghịch lân của nó. Mạc Phàm, đổi thứ khác lấy nghịch lân được không, ví dụ như vảy trên lưng bổn vương, thứ đó là một trong những nguyên liệu tốt nhất tạo ra pháp bảo phòng ngự, nghịch lân của long tộc chúng ta không thể động chạm, cũng không có ích lợi gì. Long Dương U Châu khó xử nói, ngoài nghịch lân trên người ngươi ra ta không có hứng thú với thứ khác, nghịch lân trên người ngươi mỗi năm sẽ rơi một lần, ngươi sống mấy ngàn năm, chín nghịch lân hẳn là không quá phận. Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.